Tối cường phản phái hệ thống chương 426, đánh tốn phong kiếm phái, hai một gã trưởng lão quát lớn, vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì. huống hồ chúng ta đang nghị sự, ai cho phép ngươi đi vào, tên đệ tử kia vội vàng nói, trưởng môn, trưởng lão không xong rồi. Ông gia mang người muốn đánh lên tông môn, ngũ nguyên đình và phần đông trưởng lão tốn phong kiếm phái sững sờ, ông gia ngày bình thường cẩn thận sợ phiền phức, tại sao lại có can đảm như vậy. Húng hồ bọn chúng lấy lý do gì đánh tới tận cửa. Lần này người chết là ngũ thanh vân cũng không phải ôn thanh hòa, ôn gia bọn họ đánh tới tận cửa làm gì? Ngũ nguyên đình vung tay lên nói: Đi, đi ra xem. Tốn phong kiếm phái tọa lạc trên ngọn núi vô danh nhưng phong thủy không tệ, trên núi có vô số đình đài lầu cát, cửa ra vào sơn môn nằm ở sườn núi. Vào lúc này cửa sơn môn đóng kín, từng đệ tử tốn phong kiếm phái đang cảnh giác nhìn người lục phía môn cùng ôn gia bên ngoài mấy trăm tên võ giả tiên thiên A, à, phải biết rằng toàn bộ tốn phong kiếm phái, bọn họ cũng chỉ có hơn một ngàn đệ tử, trong đó chỉ có gần mười võ giả tiên thiên. Đám người ngũ nguyên đình đi tới trước cửa sơn môn và sắc mặt biến hóa, tô tính và thủ hạ đều mặc quan phục màu đỏ lục phiến môn, rất dễ dàng phân biệt ra, đám người ngũ nguyên đình lập tức có phản ứng, ôm gia lại cấu kết với lục phiến môn, ngũ nguyên đình phẫn nộ quát, ôm minh ngự. Ngươi lại cấu kết với lục phiến môn ngươi đang tự tuyệt với võ lâm giang nam đạo, ngươi điên hay sao? Ôn Minh Ngự còn không nói chuyện, Tô Tính đứng ra nói, ngũ trưởng môn, ăn có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung, cái gì gọi là cấu kết với lục phiến môn? Lục phiến môn chúng ta cần cấu kết với người khác sao? Ngũ Nguyên Đình nhìn chầm chầm vào người trẻ tuổi trước mặt và nói, Tô Tín. Ta không biết ngươi làm cách nào có thể lung lạc ôn minh ngự ngu ngốc đối phó ta, ngươi tự tiện mang ngươi đánh tốn phong kiếm phái, chẳng lẽ ngươi ngươi muốn đối địch với võ lâm giang nam đạo hay sao, thân là tổng bộ đầu giang nam đạo, khơi màu đấu tranh giữa thế lực võ lâm giang nam đạo với lục phiến môn, ngươi gánh nổi tội danh này hay sao, tô tính xùy cười một tiếng, hắn khinh thường đối phương, nói, ngũ trưởng môn, làm người phải tự hiểu bản thân mình, một tốn phong kiếm phái cũng có thể đại biểu võ lâm giang nam đạo hay sao. huống hồ ta cũng không muốn khơi màu đấu tranh giữa lục phiến môn với võ lâm giang nam đạo, ngũ nguyên đình chỉ vào mấy trăm tên võ giả tiên thiên của lục phiến môn và quát lên ngươi mang nhiều người tới tốn phong kiếm phái làm gì vậy đừng nói với ta ngươi dẫn bọn họ tới đây ngắm cảnh gương mặt tô tính nghiêm túc và nói trả qua thẩm tra tốn phong kiếm phái cấu kết dư nghiệp ngô quốc làm loạn giang nam đạo phạm tội đáng tru tô tính quay người nói với đám bộ đầu lục phiến môn và nói ta nói rồi gia nhập lục phiến môn sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi hôm nay tiêu diệt phản tặc tốn phong kiếm phái tất cả đồ vật đạt được nộp một thành lên tổng bộ lục phiến môn, tất cả còn lại đều là của các ngươi, ta sẽ nói trước, không nên nghĩ giấu giếm, trong các ngươi có mật thám âm thầm tồn tại, một khi bị ta phát hiện tư tàn thu hoạch, hậu quả các ngươi có thể nghĩ, hiện tại giết cho ta. Tốn phong kiếm phái là nghịch tặc giang hồ cả gan làm loạn chết không đáng tiếc, chu tuyệt cả nhà, vừa mới dứt lời, tô tính lập tức cầm kiếm xông lên. Kim quang đỏ rực dài hơn 10 trượng biến thành huyết hà đánh nát cửa sơn môn một đám bộ đầu lục phiến môn đỏ mắt xông lên phía trước, sát khí xông lên trời, trong mắt những bộ đầu mang theo hưng phấn. Lúc trước khi bọn họ còn làm đạo phỉ, bọn họ không dám chọc tông môn nhị lưu như tốn phong kiếm phái, hiện tại bọn họ có thể xông vào tông môn chém giết, còn có việc nào sản khoái hơn nữa chứ? Huống hồ tô tính đại nhân còn hứa hẹn có thể tùy ý dốt giết cướp trong tốn phong kiếm phái, như vậy càng hợp khẩu vị của bọn họ, bọn họ đều xuất thân đạo, phỉ nên vô cùng quen thuộc khi làm việc như vậy về phần giao một thành tiền lời cho lục phiến môn, trừ khi là kẻ vô cùng tham lam, võ giả còn lại không có dị nghị, thời điểm bọn họ làm đạo phỉ phải giao bảy thành tiền lời lên cho lão đại, hiện tại tô tính chỉ lấy một thành, quả thực là lương tâm trong lương tâm, nhìn đám bộ đầu lục phiến môn xông lên chém giết, trên mặt tô tính không có chút thần thái nào khác, đối với những bộ đầu xuất thân đạo phỉ mà nói, chỉ dùng pháp luật triều đình hạn chế là vô dụng, chỉ có lợi ích mới có thể làm bọn chúng động tâm đều là đốt giết đánh cướp, thời điểm còn là đạo phỉ làm còn lo lắng, sợ những đại tông môn gây phiền toái cho bọn họ, hiện tại có thể làm quan minh chính đại, hơn nữa đối tượng đánh cướp là đại tông môn, so sánh với nhau, tô tính đoán sau này hắn muốn bọn họ rời đi, bọn họ cũng sẽ ôm chân tô tính không buông a. À. Ngũ Nguyên Đình nhìn đám bộ đầu lục phiến môn giang nam đạo xông lên liền đỏ mắt, tô tính muốn hủy cơ nghiệp hơn trăm năm của tốn phong kiếm phái, hắn thét lên giận dữ. Ngũ Nguyên Đình lập tức cầm kiếm tấn công Tô Tính, kiếm phong đáng sợ kích phát cùng phong chung quanh hóa thành một con phong long tấn công Tô Tính. Lúc ôn Minh Ngự đứng bên cạnh Tô Tính liền ra tay, hắn xuất một trưởng liền đánh tan phong long đáng sợ đang bay tới gần Tô Tính. Sau đó hai tay ôn Minh Ngự như bắt trăng hái sao, chân khí như tơ nhận vây khốn ngũ Nguyên Đình vào bên trong. Tô Tính hiếp mắt nhìn sang, ôn gia có đại truyền ti thủ rất thú vị, có thể làm cho nội lực biến thành cứng cỏi. Thời điểm ra tay nhìn như mềm yếu nhưng lại có cúng lấy người và binh khí của đối phương, từ đó mài đối phương tới chết. Môn vũ kỷ này rất thần dị nhưng không tính là cường đại, có lẽ một đấu một sẽ rất mạnh, có thể dùng nhiều công phu từ từ mái chết đối thủ. Nó có nhược điểm quần chiến cực kỳ yếu ớt, hai người ôn minh ngự và ngũ nguyên đình đánh thế lực ngang nhau. Mặc dù nói vũ kỷ ôn minh ngự chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng cả hai có cảnh giới giống nhau, đều là hóa thần cảnh sơ kỳ nhất thời nửa khắc khó phân ra thắng bại lúc này tô tính hiếp mắt nhìn thân thể hắn xuất hiện sau lưng ngũ nguyên đình kinh trập chỉ xuất hiện với xu thế lôi đình uy lực vô song còn chưa tới nguyên thần còn dám hung hăng càng quấy muốn chết ngũ nguyên đình xoay kiếm chém về phía sau lập tức dọa ôn minh ngự kêu to một tiếng tô tính làm người to gan lớn mật hắn dám nhúng tay vào nguyên thần cảnh chiến đấu với nhau nhưng làm cho ôn minh ngự ngoài ý muốn là Vũ Nguyên Đình chém một kiếm chỉ có thể đánh vỡ kinh trập chỉ của Tô Tính, hơn nữa đánh hắn bay đi, Tô Tính không bị vết thương nhẹ nào khác, việc này đại biểu Tô Tính thực lực kinh người. Ông Minh Ngự không nghĩ nhiều như vậy, thân là võ giả nguyên thần cảnh thân kinh bách chiến, hắn sẽ không ngây người khi chiến đấu. Thừa dịp Ngũ Nguyên Đình phân tâm tấn công Tô Tính, ông Minh Ngự đã toàn lực vận dụng đại truyền ti thủ phong tỏa không gian quanh người Ngũ Nguyên Đình, cũng hạn chế hành động đối thủ. Tô Tính bị đánh bay, chân khí trong cơ thể rối loạn một lúc liền ổn định lại, hắn lập tức xông vào tham chiến lần nữa. Tô tính cho tới bây giờ đã giao thủ với hai võ giả nguyên thần cảnh, một chính là trảm ác tăng, giác nghiêm danh chấn giang hồ, một là cửu sơn thần, động bất nghi nổi danh địa bản. Hai người đã tạo áp lực lớn lên tô tính, thậm chí không sử dụng tiêu hao phẩm, tô tính không có cả lực lượng đấu với bọn họ. Hiện tại ngũ nguyên đình yếu hơn hai người kia quá nhiều, Tôi tính đánh không lại hắn nhưng phối hợp ôn minh ngự âm thầm hạ độc thủ vẫn có thể làm được, cho nên tôi tính lại xông lên lần nữa, ngẫu nhiên đánh lén ngũ nguyên đình vài chiêu, chỉ cần hắn hơi phân tâm một lúc sẽ bị đại truyền ti thủ của ôn minh, ngự quấn chặt, ngũ nguyên đình càng đánh càng nóng vội, đã qua một phút đồng hồ, đoán chừng tốn phong kiếm phái đã bị hủy triệt để, nhưng ngũ nguyên đình hắn không muốn chôn cùng với tốn phong kiếm phái tại nơi đây, cho nên hắn quyết định thật nhanh, ngũ nguyên đình cầm kiếm quét ngang cuồng phong ngăn cản tô tính và ôn minh ngự, hắn xoay người bỏ chạy, cho dù là ôn minh ngự hay tô tính đều không có khả năng buông tha hắn. Tô tính dùng huyết hà thần kiếm chém tới, phối hợp sơn tự kinh đại pháp tạo thành huyết nguyệt bay lên cao, cảnh tượng như ảo như mộng, cút ngay, ngũ nguyên đình tức giận quát một tiếng, huyết nguyệt vỡ vụn, kiếm cương cùng bạo xé rách không gian và tấn công tô tính, nhìn thấy mình không thể ngăn cản công kích. Tô tính lập tức thi triển phong thần thối bỏ chạy và tránh né phong mang nhờ có tô tính kéo dài thời gian qua một lát, hai tay ôn minh ngự vung vẫy như hái trăng bắt sao, trường kiếm trong tay ngũ nguyên đình bị kình lực quấn quanh thật nhiều sau đó xé nát thanh kiếm, ngay cả bản thân ngũ nguyên đình cũng bị ôn minh ngự kéo tới bên người, ôn minh ngự vẫn không ra tay quá nhiều liền xuất thủ hung ác, hắn vươn ngón tay điểm tới, cường khí sáng người mang theo lực lượng cường đại quán chú vào kinh mạch ngũ nguyên đình, kinh mạch trong người hắn nổ tung như đậu rang. Vũ kỹ gia truyền ôn gia gia đoạn mạch thần chỉ đoạn mạch thần chỉ thời kỳ tiên thiên có thể cắt đứt kinh mạch đối thủ, làm, chân khí vận chuyển không thông và càng đánh càng yếu. Vào trong tay ôn minh ngự, đoạn mạch thần chỉ có thể gián đoạn chân khí trong kinh mạch đối thủ sau đó dẫn nổ. Ngũ Nguyên Đình gào lên giận dữ, hắn muốn giải dụa nhưng ôn minh ngự phát huy đại truyền ti thủ đã đến mức tận cùng, cương khí quanh người hắn như hóa thành thực chất cuốn lấy Ngũ Nguyên Đình, hắn không thể hoạt động thân thể mình chút nào. Đoạn mạch thần chỉ liên tục điểm ra, kinh mạch quanh người ngũ nguyên đình nổ tung, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm, hơn 10 chỉ qua đi, ngũ nguyên đình biến thành huyết nhân. Cuối cùng ôn minh ngự lại điểm vào tâm mạch ngũ nguyên đình, đoạn mạch thần chỉ dẫn nổ chân khí trong tâm mạch đối phương, vị cường giả nguyên thần cảnh, trưởng môn tốn phong kiếm phái chết trước cửa tông môn, tiêu diệt ngũ nguyên đình, ôn minh ngự cũng không dám tin tưởng. Dù sao ôn gia bọn họ ma sát với tốn phong kiếm phái suốt vài chục năm, hắn giao thủ với ngũ nguyên đình không phải mới một hai lần, hắn biết rõ dùng thực lực của mình không dễ dàng giết ngũ nguyên đình. Lần này có thể đánh chết hắn là nhờ vào tô tính ở bên cạnh hỗ trợ mới có thể làm được. Tô tính cười nói, ông gia chủ, đại thù được báo cảm giác như thế nào, ông Minh Ngự cười khổ lắc đầu, không được tốt lắm, sau việc hôm nay, ông gia ta triệt để quyết tuyệt với thế lực võ lâm giang nam đạo, tô tính kinh thường biểu môi nói, thế lực võ lâm giang nam đạo. Một đống ao tù nước động mà thôi, ngươi cho rằng bọn họ có thể tồn tại bao lâu huống hồ ngươi cho rằng ta chỉ diệt một tốn phong kiếm phái là thỏa mãn sao ông minh ngự cảm giác ngạc nhiên không nhỏ tô tính điên hay sao diệt một tốn phong kiếm phái không tính hắn còn muốn diệt tông môn khác phải biết rằng tô tính lần này liên hợp ôn gia ra tay đánh lén những thế lực võ lâm nhất lưu tại giang nam đạo vẫn còn mơ mơ màng màng cho nên bọn họ mới có thể nhìn tô tính đắc thủ dễ dàng nhưng hiện tại tô tính trực tiếp diệt tốn phong kiếm phái những thế lực nhất lưu giang nam đạo chắc chắn không từ bỏ ý đồ ông minh ngự còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này chiến đấu trong tốn phong kiếm phái đã kết thúc lý phôi mang người càng quét dọn sạch toàn bộ tốn phong kiếm phái ba người lục tục lưu hạo cùng triệu nhất minh lại trói mấy trăm dệ tử tốn phong kiếm phái nhìn thấy cảnh tượng như vậy tô tính lắc đầu lý phôi đi theo hắn thời gian dài nhất cũng là người hiểu tâm tư hắn nhất tô tính nhìn ba người lục tục hắn lạnh lùng nói ai bảo các ngươi bắt những người này làm gì vừa rồi ta nói không rõ ràng sao. Ta muốn tru tuyệt toàn bộ tốn phong kiếm phái, chẳng lẽ các ngươi không hiểu ta nói gì hay sao? Có cần ta biểu thị lần nữa hay không? Ba người lục tục lập tức nuốt nước bọt, mấy trăm cái mạng, tô tính nói giết là giết sao? Tô tính thản nhiên nói, từ bi không phải dùng ở loại địa phương này, vừa rồi ta nói muốn diệt toàn bộ tốn phong kiếm phái, như vậy một con chuột cũng không được phép tồn tại trong tốn phong kiếm phái. Nghe được giọng dịu tô tính lạnh nhạt nhưng đầy máu tươi, ôn minh ngự và đám người lục tục run rẩy lưu hạo khá tốt hắn xuất thân đạo phỉ hắn đã giết qua không ít người huống hồ hắn là người có khuyết điểm nằm trong tay tô tính hắn càng không muốn chọc giận tô tính nghe được tô tính phân phó nên hắn trực tiếp ra tay hắn xuất một trưởng đánh chết võ giả tốn phong kiếm phái gần hắn nhất lục tục và triệu nhất minh có phần không thích ứng đặc biệt là lục tục hắn từ nhỏ lớn lên trong lục phiến môn bậc cha chú đều là tổng bộ đầu lục phiến môn hơn nữa mười mấy năm qua sống an nhàn thái bình, có thể nói từ khi lục tục hiểu chuyện chưa từng trải qua chuyện huyết tinh như thế, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tô tính, hắn đành phải vung đao chém giết một tên võ giả tốn phong kiếm phái không có năng lực chống cự, mấy trăm người không phải heo, đương nhiên không có khả năng đứng nguyên tại chỗ chờ người lục phiến môn đi giết, hiện tại nhìn thấy lục phiến môn muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn họ sẽ phản kháng nhưng bất đắc dĩ thực lực trên lệch quá lớn. Mấy trăm người bị tru sát trong thời gian 10 phút, toàn bộ sơn môn tốn phong kiếm phái tràn ngập máu tươi, huyết khí sông lên tận trời. Nhìn thấy tông môn đối nghịch với gia tộc vài chục năm bị tru diệt không còn, nội tâm ôn minh ngự thở dài và tâm thần lạnh buốt không còn cảm giác. Tô tính đứng bên người ôn minh ngự và nói khẽ, ông gia chủ cảm thấy ta tàn nhẫn sao, ôn minh ngự không phải thủ hạ của tô tính, hắn chỉ có quan hệ hợp tác với tô tính, cho nên hắn không cần như đám người lục tục đi nịnh nọt tô tính, hắn ăn ngay nói thật gật đầu. Tô Tính thấy thế liền cười nói, ông gia chủ, cũng không nên trách ta tâm ngoan thủ lạc, phải biết rằng trước kia ta phát thiệp mời cho bọn họ ba lần, kết quả thì sao? Có người nào quan tâm tới không? Bọn chúng đánh vào mặt ta, còn đánh tới ba lần, hơn nữa người tốn phong kiếm phái đánh tàn nhẫn nhất, bọn chúng đánh người đưa thiếp mời của ta một trận, nếu ta không diệt toàn tông của bọn chúng, chẳng phải nói rõ tô tính ta vô dụng, nội tâm ôn minh ngự lạnh như băng, phải biết rằng ôn gia hắn cũng là một trong những thế lực đánh tô tính ba bạc tai. Nhìn thấy ôn minh ngự như vậy, tô tính cười nói, ôn gia chủ, không cần khẩn trương như vậy, ta và ngươi có quan hệ hợp tác, ta xem những chuyện nhỏ trước kia không là gì. Nói ra ngươi vận khí tốt, ta muốn đối phó tốn phong kiếm phái, vừa vặn ôn gia các ngươi đối địch với tốn phong kiếm phái. Hiện tại tốn phong kiếm phái đã bị tru diệt toàn tông, ôn gia các ngươi có thể phái người tới tiếp thu địa bàn tốn phong kiếm phái, đúng rồi, còn có sơn môn tốn phong kiếm phái cũng thuộc về ngươi, phong thủy nơi này không tồi, non xanh nước biếc, ông Minh Ngự nghe xong lắc đầu, hắn mới không cần sơn môn tốn phong kiếm phái A, cho dù nơi này có phong thủy không tồi nhưng nhúng máu cả ngàn người, ai muốn sống ở đây, chỉ sợ qua vài năm nơi này không còn là phong thủy bảo địa, nơi này sẽ biến thành quỷ vực A, tô tính liên hợp ôn gia tiêu diệt tốn phong kiếm phái, việc này chỉ dùng thời gian một ngày truyền khắp gian nam đạo lập tức dẫn tới toàn bộ võ lâm giang nam đạo chấn động, đương nhiên càng có nhiều người bất an. Tốn phong kiếm phái có thực lực không kém tại giang nam đạo, nhưng kết quả chỉ một ngày bị ôn gia liên hợp lục phiến môn tiêu diệt, loại thực lực này làm cho tất cả thế lực giang nam đạo khiếp sợ không nhỏ. Hôm nay tô tính có thể diệt tốn phong kiếm phái, ngày hôm sau hắn có thể diệt môn phái nào? Phải biết rằng lúc trước tô tính phát thiệp mời tất cả thế lực ngoài tam lưu của giang nam đạo, kết quả không có thế lực nào tới hiện tại những môn phái kia hối hận đặc biệt là những tiểu tông môn tam lưu sớm biết tô tính làm việc quỷ dị khó lường và tàn nhẫn như vậy bọn họ lúc trước đã mang theo thiệp mời tới lục phiến môn nghị sự dù sao đối với những tiểu tông môn không quan trọng như bọn họ người ta cũng chỉ để ý thái độ mà thôi nhưng hiện tại đắc tội tô tính sẽ có nguy cơ tùy thời bị diệt môn sau khi trải qua việc hôm qua phần đông thế lực võ lâm giang nam đạo thần hồn nát thần tính ba tông môn nhất lưu trong giang nam đạo cũng phái người tới giang nam phủ đòi tô tính cho bọn họ công đạo giang nam đạo võ phong hưng thịnh trừ một giang nam tiêu thị ra lạc vũ sơn trang cửu huyền kiếm tông khúc châu công dương thị ba nhà này đều là thế lực nhất lưu số một số hai giang nam đạo trong tông môn có cường giả dung thần cảnh tọa trấn còn có mấy võ giả hóa thần cảnh trước kia tại giang nam đạo tiêu thị cùng ba nhà bọn họ chế định quy tắc giang nam đạo hiện tại có người đánh vỡ quy củ ba nhà bọn họ mới là người tức giận đầu tiên. Hiện tại trước sơn môn tốn phong kiếm phái, lạc vũ sơn trang, cửu huyền kiếm tông, khúc châu công dương thị đều phái một võ giả hóa thần cảnh đến đây, sắc mặt ba người kho coi sau khi nhìn thấy thảm trạng tại tốn phong kiếm phái. Sau nửa ngày, tên võ giả trung niên mang đeo kiếm của cửu huyền kiếm tông cảm thán nói một câu, ta xem thường tô tính, có thể được lục phiến môn thiết gia nhìn trúng. Hơn nửa phái đến lục phiến môn giang nam đạo đảm nhiệm tổng bộ đầu, hắn làm sao có thể là người vô năng chứ, người của Lạc Vũ Sơn Trang chừng 30 tuổi, nhìn như trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại mang theo tan thương, hắn nghe vậy lắc lắc đầu nói, Tôn Huynh, việc này cũng không thể trách ngươi, quán tính cho phép mà thôi, cho dù Tô Tính mời chào tất cả đạo phỉ giang nam đạo, khi đó chúng ta cũng không đặt hắn vào trong mắt, bởi vì hắn không phải nguyên thần cảnh, nguyên thần và tiên thiên, kém nhau một bước trên lệch như trời và đất. Chúng ta đều cho rằng không có cường giả nguyên thần cảnh, tô tính có mời chào nhiều võ giả thần cung cảnh cũng vô dụng nhưng không nghĩ tới hắn lại dùng xung đột giữa ôn gia và tốn phong kiếm phái thành điểm đột phá tính kế ép hai nhà bọn họ biến thành tử thù một lần hành động diệt sạch tốn phong kiếm phái khúc châu công dương thị phái một lão giả râu quai nón tới tính tình của hắn có phần táo bạo nghe vậy liền hừ lạnh và nói tính sai là tính sai các ngươi tìm nhiều lý do làm cái gì vấn đề hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ trong mắt thanh niên lạc vũ sơn trang biến thành âm lãnh. Đương nhiên phải bắt tô tính cho chúng ta một câu trả lời, tông môn nhị lưu hơn ngàn người, hắn nói diệt là diệt, nói giết liền giết, cho dù hắn là tổng bộ đầu giang nam đạo cũng không có khả năng bỏ qua dễ dàng như vậy. Trong lục phiến môn giang nam đạo, sau trận chiến tốn phong kiếm phái qua đi, tô tính bảo hoàng bỉnh thành và hai người lục tục kiểm kê vật tư các bộ khoái nên nộp lên trên, lưu hạo cùng triệu nhất minh đang âm thầm tra rõ có người nào lén lưu đồ lại hay không thu chính thành nộp lên trên một thành đã xem như trọng thưởng, nếu có người còn lòng tham không đấy, vậy thì đừng trách hắn không cho mặt mũi. Tô tính cũng biết lòng tham lam của con người là vô tận, ngươi cho hắn một phần, hắn tưởng tượng ngươi sẽ cho hai phần, nếu ngươi không cho hắn sẽ trộm và cướp. Sau khi tra rõ cả buổi, Lưu Hạo cùng Triệu Nhất Minh đi vào đại sảnh, sắc mặt hơi khó coi, tô tính lạnh nhạt hỏi, có bao nhiêu người không thành thật, Lưu Hạo trầm mặt nói, 23, đám người lý phôi hừ lạnh một tiếng, quả nhiên lòng tham không đáy, thậm chí có 23 người tay chân không sạch sẽ, âm thầm lấy thêm đồ vật. Phải biết rằng tài nguyên của tông môn nhị lưu như tốn phong kiếm phái cho dù chia đều có mấy trăm người cũng đủ giúp bọn họ nằm mơ cũng mỉm cười. Hiện tại chỉ bảo ngươi giao nộp một thành, đám người này còn dám âm thầm gian lận, quả thực là kẻ không biết sống chết. Tô tính cao mày, so với hắn suy nghĩ còn ít hơn, cho dù như thế đám người này xuất thân đạo phỉ, Tô Tính cũng không cho rằng tiết tháo của bọn chúng tốt hơn nơi nào, trong đó có tổng bộ đầu châu phủ hay không, Lưu Hạo lắc lắc đầu nói, không có, Tô Tính gật gật đầu xem như thỏa mãn, có thể đảm nhiệm tổng bộ đầu châu phủ đều là võ giả thần cung cảnh, trước kia cũng là cao tầng sơn trại hoặc là đương gia, nói như thế nào cũng là người thấy qua các mặt xã hội, hiện tại gia nhập lục phiến môn, bọn họ nhìn thấy tương lai tốt đẹp đang ở phía trước, chỉ cần thành thật đi theo tô tính lan lộn thì sớm muộn gì cũng có ngày nổi danh, thậm chí có thể sánh vai với trưởng môn các môn phái, chỉ có kẻ đần mới có vì lợi ích cực nhỏ mà phá hủy tương lai của mình. Đi, mang 23 tên tay chân không sạch sẽ kia đi tới diễn võ trường, tô tính phân phó, tổng bộ lục phiến môn có diện tích rất lớn, trừ những nơi như văn phòng có thể dung nạp 5.000 bộ khoái ở lại. Đồng thời đằng sau còn có diễn võ trường cực lớn đồng thời dung nạp mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Lúc này trong diễn võ trường có mấy trăm tên bộ đầu và bộ khoái tham gia lần hành động vừa rồi, trải qua đám người Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành thao luyện, những đạo phỉ mới gia nhập lục phiến môn không còn tản mạn như trước, bọn họ đã có chút dáng vẻ nghiêm túc, nhìn thấy đám người tô tính đi vào diễn võ trường, vẻ mặt mọi người nghiêm, túc, ánh mắt mang theo tôn kính và sợ hãi, trải qua trận chiến hôm trước, nội tâm những đạo phỉ gian bất định cũng triệt để an tâm lại, bọn họ đã triệt để thừa nhận thân phận tay sai triều đình vì sao bọn họ tôn kính tô tính rất đơn giản, đi theo đại nhân như vậy mới có thể đạt được chỗ tốt, chẳng lẽ như vậy còn không đáng ngươi tôn kính hay sao? Bọn họ kính sợ, sau khi tô tính đại khai sát giới tại tốn phong kiếm, trực tiếp giết tông môn hơn ngàn người chó gà không tha, phong cách hành sự sát phạt quả quyết và huyết tinh cũng lưu lại ấn tượng đáng sợ trong lòng đạo phỉ. Phải biết rằng khi bọn họ còn làm đạo phỉ, chỉ cần không phải người tâm lý biến thái và khát máu, mọi người cũng chỉ cầu tài, sẽ không giết sạch đối tượng đánh cướp. Tô tính vừa mở miệng liền có vô số đầu người rơi xuống đất, công môn bị diệt, việc này hù bọn họ sợ hãi, nhìn thấy mọi người đến đủ, tô tính trầm giọng nói, thời điểm các ngươi gia nhập lục phiến môn ta đã đồng ý qua, muốn tài nguyên tu luyện, có. Muốn vinh hoa phú quý, cũng có. Ngươi muốn bò rất cao, ta cũng cho ngươi cơ hội, lần này mọi người làm không tệ, ta cũng rất hài lòng, có một ít người bị tham lam mê muội đầu óc, cầm cầm đồ ăn ta cho nhưng không nghe lời ta nói, đối với hạng người như vậy đừng trách tô tính ta không khách khí. Tô tính vừa nói ra lời này mọi người cảm thấy không đúng, dường như sắp xảy ra đại sự. Quả nhiên tô tính vung tay lên, Lưu Hạo và Triệu Nhất Minh dẫn 23 tên bộ khoái và bộ đầu tay chân không sạch sẽ đi tới, cả đám bị phong bế nội lực, toàn thân bị xích sắt trói chặt, những người phạm tội bị giải lên diễn võ trường liền hô to, lão đại cứu chúng ta, lão đại bọn họ vừa gọi không phải tô tính, mà là những đại đương gia đạo phỉ lúc trước. Câm miệng, Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng đánh mấy bạc tay trực tiếp đánh vài tên bộ khoái phun máu, lúc này bọn họ mới không dám nói thêm lời nào, lão đại của những bộ khoái bị trói biến sắc. Tô tính trầm giọng nói, ban đầu trước khi đánh tốn phong kiếm phái ta đã từng nói qua, chính thành tiền lời chính các ngươi cầm, một thành tiền lời nộp lên cho tổng bộ, các ngươi cho rằng có nhiều không, phần đông bộ khoái bộ đầu đều lắc đầu, cầm chính nộp lên một, cách làm tô tính quá lương tâm rồi. Tô Tính cười lạnh, nói, đã không nhiều lắm, tại sao các ngươi còn nổi lòng tham âm thầm giữ lại, trước kia ta đã nói qua, nếu như phát hiện có người dở trò âm thầm giữ lại cũng đừng trách Tô Tính ta không cho mặt mũi. Theo quy củ lục phiến môn, người không tôn pháp lệnh, ăn hối lộ trái pháp luật, giết, lúc này có lão đại của vài tên bộ khoái phạm tội nói, đại nhân, mấy người bọn họ không lấy bao nhiêu bảo vật, nhất thời nổi lòng tham, chúng ta nguyện ý đền bù gấp hai lần thu hoạch của bọn họ đại nhân nguyện, trừng phạt bọn họ thì trừng phạt, chỉ mong đại nhân lưu bọn họ một mạng. Những bộ khoái phạm tội từng là thủ hạ của bọn họ, nói như thế nào cũng có, một tia hương khói, hiện tại bọn họ bị đánh tan đưa sang các nơi khác nhưng nói không chừng tương lai còn gặp lại. Tô tính đánh tan những thủ hạ ban đầu của bọn họ, chiêu này rất hung ác, những tổng bộ đầu châu phủ còn đang thu nhân tâm của bộ đầu bộ khoái dưới trướng, chuyện tranh quyền đoạt lợi với nhau đang nảy sinh. Dù sao trước kia bọn họ là đại đương gia một trại, hiện tại đã đầu hàng Tô Tín, trở thành tổng bộ đầu một châu phủ nhưng tranh đấu và ma sát không thiếu. Dù sao trên tổng bộ đầu châu phủ còn có phó tổng bộ đầu tổng bộ, người muốn bò lên cao liền đấu với nhau. Hiện tại bọn họ ra mặt bảo hộ thủ hạ ngày xưa, tất nhiên có thể làm những người này mang ơn sẽ trung thành với mình, sau đó thuận lợi trở thành cây đinh trong đám thủ hạ đối phương. Đương nhiên bọn họ có ý định không tồi một phương diện thể hiện mình là người nhớ tình nghĩa ngày xưa, một phương diện cũng che lấp tội lỗi về sau, nhưng đáng tiếc tô tính tuyệt đối không cho phép, có vài tên tổng bộ đầu châu phủ cầu tình, gương mặt những kẻ phạm tội hòa hoãn lại, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, những tổng bộ đầu châu phủ chính là trụ cột vững vàng của lục kiến môn, tô tính muốn giết bọn họ, những tổng bộ đầu châu phủ cầu tình, có lẽ tô tính sẽ mở một mặt lưới, nhưng đáng tiếc bọn họ xem nhẹ quyết tâm của tô tính hiện tại tô tính muốn giết gà dọa khỉ, cho dù Lý Phôi và Hoàng Bỉnh thành cầu tình cũng vô dụng, muốn khống chế thủ hạ, rất nhiều người đều ưa thích đánh một cái tác và cho ăn táo ngon ngọt, nhưng tô tính ngược lại, hắn ưa thích cho đối phương ăn táo ngọt trước, sau khi bọn họ lại mùi vị táo ngọt thì tác cho bọn họ tỉnh, nói cho bọn họ biết. Muốn tiếp tục ăn táo ngọt phải tuân thủ quy củ của ta, nếu không lần tiếp theo không phải chỉ ăn tác đâu. Đối với những bộ khoái kia mà nói, cho dù gia nhập lục phiến môn, tôi tính cho bọn họ đãi ngộ và ban thưởng khi diệt tốn phong kiếm phái đã làm bọn họ hài lòng sau khi chờ bọn họ thỏa mãn tôi tính lại lập quy củ với bọn họ ăn của ta cầm của ta đương nhiên phải nghe ta nói chuyện nếu không ta nuôi các ngươi làm gì tôi tính lạnh lùng nhìn vài tên tổng bộ đầu đứng ra hắn nói bọn họ hiện tại là thủ hạ các ngươi sao tại sao các ngươi đừng ra nói chuyện thay bọn họ xem ra các ngươi rất hoài niệm thời gian làm sơn đại vương như vậy rất tốt ta thành toàn các ngươi, cởi quần áo trên người ra, các ngươi có thể trở về phá núi lập trại, bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng, huynh đệ đồng tâm, các ngươi có mấy huynh đệ sinh tử tốt, lão đại tốt, nhất định có thể xông xáo một phen tại giang nam đạo, hiện tại ta thành toàn các ngươi được không? Tô tính nói xong lời này các tổng bộ đầu châu phủ hối hận không thôi, vội vàng lắc đầu, đại nhân thứ tội. Chúng ta không có ý như vậy, tô tính lạnh lùng nhìn bọn họ, không có ý như vậy các ngươi có ý gì, lần sau nói chuyện chú ý một chút, các ngươi phải biết rõ thân phận của mình là gì mới nói chuyện, cơ hội, ta cho các ngươi một lần, lần thứ hai sẽ không đơn giản như thế, vài tên tổng bộ đầu liên tục gật đầu, bọn họ lập tức quay về, động thủ đi, tô tính thản nhiên nói, lưu hạo vung tay lên, 23 tên bộ đầu đứng ra, bọn họ cầm đao chém xuống, đám bộ khoái bị trói không kịp kêu thảm thiết đã bị chém đầu. Bộ khoái hành hình cũng xuất thân đạo phỉ, nhiều đạo phỉ gia nhập lục phiến môn lưu hạo cũng thu không ít bộ đầu dưới trướng nhân thủ trong tay hắn cũng tăng lên rất nhiều lưu hạo xem như cơ linh an bài người hành hình đều xuất thân đạo phỉ như vậy cũng tránh những bộ khoái xuất thân đạo phỉ khác sinh lòng khác thường nếu như như đạo phỉ bị hành hình xuất thân đạo phỉ người hành hình là bộ khoái xuất thân lục phiến môn bởi như vậy không thể nghi ngờ phân lục phiến môn giang nam đạo thành hai giai cấp hành vi như vậy bất lợi cho việc lục phiến môn dung hợp với nhau trong nháy mắt đầu lâu hơn hai mươi người rơi xuống đất, nội tâm những bộ khoái khoái và bộ đầu khắc lạnh buốt. chỉ vì một thành tài nguyên tu luyện mà rời đầu, bọn họ làm như vậy quá không đáng, tuy tài nguyên tu luyện quý giá nhưng tối thiểu ngươi cũng phải có mạng mới hưởng thụ được, nếu không còn mạng có thể hưởng thụ sao. Sau tiếp một giết gà dọa kỹ kết thúc, tô tính bảo người quét dọn diễn võ trường, mang thi thể ra ngoài chôn, vào lúc này có ba tiếng nói điếc tai vang lên, cửu huyền kiếm tông tôn càng lạc vũ sơn trang quý vô không, khúc châu công dương vô toán, cầu kiến tổng bộ đầu giang nam đạo, ba giọng nói vang lên như sấm, chờ nói xong câu cuối cùng chẳng khác gì sấm sét bên tai, sắc mặt mọi người nơi đây biến đổi, thậm chí có chút ít bộ khoái cảnh giới hậu thiên nghe xong liền ôm tai đầy thống khổ, sắc mặt tô tính trầm xuống, làm vậy gọi là cầu kiến sao? Cầu kiến như vậy quá kiêu ngạo rồi, đi, theo ta gặp ba nhà kia, tô tính nói rất thản nhiên. Đám người Lý phôi còn không có gì nhưng sắc mặt đám người lục tục lại phát sinh một ít biến hóa nhỏ, thần thái hoảng sợ không giấu đi được. Tại giang nam đạo trừ giang nam tiêu thị danh chấn thiên hạ ra, ba thế lực còn lại đều rất mạnh, mỗi nhà đều truyền thừa mấy trăm năm, trong thế lực đều có cường giả dung thần cảnh tỏa trấn. Ba đại thế lực xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lục tục là võ giả lớn lên trong giang nam đạo cho nên sớm nghe qua uy danh bọn họ, hiện tại nội tâm bọn họ vô cùng sợ hãi tô tính mang người đi ra cửa lớn ba gã tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư đứng trước lục phiến môn phần đông võ giả giang nam phủ đang vây xem đương nhiên bọn họ biết rõ tại sao đám người cửu huyền kiếm tông đến nơi này tô tính vừa mới diệt tốn phong kiếm phái thì bọn họ liền đến đương nhiên muốn tô tính cho bọn họ công đạo đi ra ngoài nhìn ba người trước mặt trên mặt tô tính tươi cười sáng lạng và chắp tay nói ba vị tiền bối đến lục phiến môn muốn làm gì đứng ở cửa không lễ phép mời vào trong uống chén trà, công dương vô toán tính tình táo bạo nhất liền hừ lạnh và nói, không cần uống trà, hôm nay chúng ta tới đây là muốn tô tổng bộ đầu cho một công đạo, tông môn nhị lưu tốn phong kiếm phái có hơn một ngàn người, lục phiến môn nói diệt liền diệt, hơn nữa còn giết toàn bộ, giết tốn phong kiếm phái thay ngang khắp đồng, vấn đề này không thể bỏ qua như vậy, nụ cười trên mặt tô tính lập tức biến mất, hắn trở mặt nhanh như lật sách, lúc này nói, nói dễ nghe gọi các ngươi một tiếng tiền bối, nói khó nghe các ngươi tính là cái gì, cũng xứng đến lục phiến môn ta đòi công đạo, tốn phong kiếm phái cấu kết dư nghiệt ngô quốc, đại nghịch bất đạo, đương nhiên phải giết sạch toàn bộ, các ngươi đòi công đạo cho bọn chúng, chẳng lẽ ba nhà các ngươi cũng cấu kết dư nghiệt ngô quốc, nghe tô tính chụp mũ như thế, khí thế trên người công dương vô toán tăng vọt, khí tức kinh khủng trên người hắn bộc phát nhưng bị tôn càng của cửu huyền kiếm tông áp chế, tôn càng lạnh lùng nói với tô tính. Người nói tốn phong kiếm phái cấu kết dư nghiệp ngô quốc, chứng cớ đâu, tô tính xùy cười một tiếng nói, đương nhiên chứng cớ đã mang tới tổng bộ lục phiến môn tại thành thịnh kinh, huống hồ cho dù có chứng cớ, ta dựa vào cái gì phải cho các ngươi kiểm tra. Các ngươi xem mình là cái gì, có tư cách khoa tay múa chân với lục phiến môn, có phải sau này đại chu vương triều muốn lập thái tử cũng phải hỏi các ngươi thái tử là người thế nào mới quyết định, tô tính vừa nói như thế tôn càng là người đầu tiên không nhịn được nữa, tô tính đang không nói đạo lý lúc trước hắn thanh trừ đối lập đã chụp tội danh cấu kết dư nghiệt ngô quốc lên đám người lôi viễn, hiện tại diệt tốn phong kiếm phái hay vẫn là cấu kết dư nghiệt ngô quốc, dư nghiệt ngô quốc thật trâu như vậy, có thể cấu kết nhiều người như vậy còn cần chờ đám người thiết chiến tới Giang Nam hội phá tan âm mưu hay sao? Bọn họ vung tay hô Giang Nam đạo trực tiếp từ lập được không? Tôn Tràng bước tới một bước, trường kiếm phong cách cổ xưa sau lưng hắn phát ra tiếng kiếm minh vang dội, khí thế bàn bạc bao phủ tô tính, đám người Lý Phô sau lưng không ngăn cản nổi, vì không muốn xảy ra việc xấu nên lui về phía sau. Tô Tính vẫn đứng bất động, hắn vận chuyển sơn tự kinh đại Pháp, quanh người có một đạo hào quang triệt tiêu khí thế tôn càng. Như thế nào, người muốn giết ta, Tô Tính lúc này cười vui vẻ đầy trào phúng, hắn bước lên một bước, ba vị hóa thần cảnh võ đạo tông sư muốn giết ta, ta là một hậu bối thần cung cảnh không thể ngăn cản được, ta muốn hỏi ba người các ngươi. Hôm nay ta đứng tại chỗ cho các ngươi giết, các ngươi dám giết hay không? Tô tính đi từng bước tới trước mặt ba người, hắn chỉ là thần cung cảnh nhưng khí thế không rơi vào hạ phong. Tô tính chỉ chỉ mặt đất nói, luận thực lực và bối phận ta không bằng các ngươi, ta thân là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, ta là người đại biểu triều đình tại Giang Nam Đạo. Sắc mặt ba người tôn càng cực kỳ khó coi, tô tính nói đúng, bọn họ không dám giết tô tính. Nếu như triều đình không trực tiếp vạch mặt với các thế lực võ lâm, cho dù muốn động thủ cũng làm âm thầm, hơn nữa cũng không phải mấy tông môn bọn họ có thể chọc nổi triều đình. Tô tính thân là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, hắn đại biểu thể diện Đại Chu Vương Triều tại Giang Nam Đạo, nếu bọn họ thật dám giết Tô tính, Đại Chu Vương Triều tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Công dương vô toán hừ lạnh một tiếng nói, Tô tính, ngươi cũng đừng quá cuồng vọng, ngươi thực cho rằng triều đình có thể bảo vệ ngươi cả đời. Tô tính nhìn ba người, hắn cười lạnh và nói, trong Giang Nam Đạo có rất nhiều tông môn muốn giết ta, nhưng các ngươi nên suy nghĩ cẩn thận hậu quả khi giết ta, Tô Tính ta đi từ Tương Nam đến Giang Nam, đi từ Hắc Bản lên bài danh 15 nhân bản, có lần đại chiến nào không phải tìm đường sống trong cỏ chết. Có lẽ các ngươi phải tin tưởng Tô Tính ta không sợ chết, nếu các ngươi muốn cược mạng, ta nguyện dùng cái mạng mình đánh cược với các ngươi. Ta chết, tông môn của các ngươi biến thành lịch sử, không nên trông cậy vào tiêu gia giúp đỡ các ngươi tiêu gia thật có thực lực khiêu chiến đại chu vương triều nhưng đáng tiếc các ngươi không có, đương nhiên các ngươi cảm thấy ta đang phô trương thanh thế, vậy thì thử xem, dùng mạng tô tính ta đánh cược cơ nghiệp mấy trăm năm của các ngươi, dù sao ta cảm thấy rất đáng, tô tính nói câu này ba người suýt thổ huyết, hắn làm như vậy đã dùng ba người vào góc tường, bọn họ có thể làm thế nào, tuy bọn họ tin tưởng tô tính chỉ phô trương thanh thế nhưng ai dám động thủ. Bọn họ không thừa nhận nỗi lửa giận của triều đình. Thực lực ba nhà bọn họ mạnh, mỗi thế lực đều có dung thần cảnh võ đạo tông sư tỏa trấn, nhưng ở giang nam đạo không cần triều đình lại phái người đến, chỉ bằng vào hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai ra tay là có thể diệt ba nhà bọn họ, cùng là dung thần cảnh, Cổ Đông Lai đứng hàng địa bản cũng không phải võ giả dung thần cảnh ba nhà bọn họ có thể so sánh. Huống hồ giang nam đạo hiện tại lâm vào thời kỳ phi thường, giang nam Tiêu thị lần này chọc giận đại chu vương triều, chuyên môn phái Cổ Đông Lai canh giữ trước cửa nhà Tiêu gia tiêu gia hiện tại lựa chọn nhẫn nhịn không ra ngoài. Nguyên nhân thế lực Giang Nam đạo đồng khí liên chi là vì có thế lực võ lâm đỉnh cấp như tiêu gia tọa trấn, không có tiêu gia làm chỗ dựa, ba nhà bọn họ không đủ lực lượng trấn áp toàn Giang Nam đạo. Tô tính lúc này bức bách ba gã nguyên thần cảnh vào góc tường, làm bọn họ không thể nói được lời nào. Hiện tại tô tính nói rõ dùng thân phận của mình đánh bạc mạng với thế lực bọn họ, bọn hắn còn có thể làm thế nào bây giờ? Hiện tại xông lên giết tô tính. Ba người hừ lạnh sau đó quay người rời đi, quý vô không trước kia vẫn không nói gì, vào lúc hắn gần đi đã nói với tô tính một câu, tô tính, ngươi không nên đắc ý quá sớm, vấn đề này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Khi ba cường giả nguyên thần cảnh rời đi, nhiều võ giả chung quanh sửng sốt không nhỏ, hiện tại bọn họ không biết nên nói tô tính to gan lớn mật hay nói hắn đã tính trước, hắn thật không sợ đám người tôn càng giết mình hay sao, tô tính khoát khoát tay, ý bảo đám người lý phôi đều trở về vừa rồi hắn nói lời dùng ép như thế nhưng cũng không phải thật muốn liều mạng với ba người tôn càng, hắn không có trung thành tới mức tận trung vì đại chu vương triều mà đánh bạc mạng bản thân. Nếu như ba người tôn càng muốn động thủ, tô tính đành phải chạy trối chết, dù sao Giang Nam Đạo còn có cổ đông lai tọa trấn, đối phương mưu toan tập sát tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, mặc kệ thành không hay không thành công, tội danh như, vậy đủ ba thế lực không chịu nổi. Đương nhiên làm như vậy vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo của Tô Tính cũng tới cuối cùng trước kia thiết chiến đã nói qua lục phiến môn có thể cho tô tính trợ giúp có hạn cổ đông lai chỉ phụ trách trong coi tiêu gia mà thôi hiện tại tô tính đối phó tông môn giang nam đạo không được cần mượn lực lượng cổ đông lai hành vi như vậy là biểu hiện hắn vô năng cho nên dù lục phiến môn hay thiết gia cũng không cho phép tô tính tiếp tục ngồi trên vị trí tổng bộ đầu cho nên nói gặp phải tình huống như thế ba người cử huyền kiếm tông ra tay đối phó tô tính cho dù có giết tô tính hay không đều là cục diện lưỡng bại câu thương hai phe không ai có thể gánh nổi tô tính sẽ không liều mạng mình vì người khác hắn đang đánh cược đầu óc ba kẻ này không phải chỉ toàn đậu hũ mà là những người làm việc thông minh bởi vì bọn họ thông minh cho nên bọn họ nghĩ nhiều sẽ không dễ dàng mạo hiểm liều mạng như thế cho nên lần này tô tính thành công ba người tôn càng cho dù công dương vô toán tính tình táo bạo cũng không phải loại người ngu ngốc lúc này sắc mặt ba người tôn càng âm trầm đáng sợ Bọn họ bị ép không có biện pháp xuống đài trước mặt nhiều người nên vô cùng tức giận. Quý Vô không cười lạnh nói: "Ta đoán được hắn dám to gan lớn mật liên hợp Ôn gia đi bị Diệt Tốn Phong kiếm phái thì làm sao không có kế sách đối phó chúng ta?" Tôn càng trầm giọng nói: "Cho dù biết hắn giả vờ thì có thể làm gì? Chúng ta dám ra tay giết hắn sao? Kéo gia hổ làm cờ, chiêu này vô cùng đơn giản nhưng chúng ta không dám động, không thể không nói Tô Tính chọn thời điểm rất tốt, hiện tại Dư Nghiệp Ngô quốc vừa mới qua" triều đình thần hồn nát thần tính với toàn gian nam đạo, lúc này ai dám ra tay với tổng bộ đầu gian nam đạo kết quả có thể nghĩ, lừa giận của triều đình không phải ba thế lực chúng ta có thể thừa nhận, công dương vô toán lạnh lùng nói, cho dù như thế chúng ta không dễ dàng buông tha hắn, nếu không quy củ gian nam đạo sẽ rách nát không còn hình dáng, ánh mắt quý vô không bắn ra một tia hàng quang. Chúng ta không động thủ, chẳng lẽ không thể phái tông môn khác động thủ sao, tôn càng do dự nói ngươi muốn châm ngòi môn phái có võ giả nguyên thần cảnh ra tay với tô tính hay sao? Nhưng bởi vì như thế, cho dù môn phái nào ra tay với tô tính sẽ nên đón lửa giận của triều đình, kết quả tuyệt đối là diệt môn. Quý vô không không nói gì nhìn tôn càng, cửu huyền kiếm tông là tông môn chính đạo nhưng hắn lạc vũ sơn trang có thể không hoàn toàn xem như thế lực chính đạo. Quý giá sáng lập lạc vũ sơn trang mấy trăm năm, kỳ thật chỉ xem như một gia tộc, chẳng qua là gia tộc có nhiều môn khách mà thôi, so với cửu huyền kiếm tông. Lạc Vũ Sơn Trang bọn họ chỉ suy nghĩ tới lợi ích bản thân, quý vô không cũng không có tranh luận với tôn càng quá nhiều, thời điểm hiện tại không phải lúc nội loạn, lúc này trong lục phiến môn, Hoàng Bỉnh Thành vô cùng kinh hãi nói với tô, tính, lão đại ngươi thật dám nói, cho dù bọn chúng rời đi nhưng chắc chắn không từ bỏ ý đồ, tô tính nhìn Hoàng Bỉnh Thành và mọi người chung quanh, hắn nói, bọn chúng không bỏ qua cũng là bình thường, bởi vậy các ngươi nên cẩn thận. Ta có thân phận tổng bộ đầu giang nam đạo cho nên bọn chúng không dám động tới ta, nhưng các ngươi thì khác, về sau đi ra ngoài nên cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có người nói các ngươi là tay sai triều đình nên lao tới chém giết a." À. Đám người Hoàng Bỉnh thành lập tức co rụt cổ, lục tục xấu hổ cười cười nói, "Đại nhân đừng dọa bọn ta sợ, Tô Tính nói rõ, ta cũng không có hù dọa các ngươi." các ngươi khả năng chưa nghe nói qua chuyện tổng bộ đầu các đạo khác vẫn lạc nhưng cấp dưới tổng bộ đầu từ phó tổng bộ đầu tới tổng bộ đầu châu phủ lại chết không ít trước kia các ngươi không có việc gì là do kim vũ lâm cố ý phóng túng lục phiến môn giang nam đạo căn bản không có một tia ảnh hưởng lên võ lâm giang nam đạo những tông môn võ lâm kia cũng không ăn no trách việc đi động thủ với lục phiến môn không có lực uy hiếp hiện tại chúng ta đã bắt đầu nhúng tay vào võ lâm giang nam đạo hơn nữa còn dùng phương thức tru tuyệt toàn môn như hiện tại ngươi nói bọn chúng có thể động thủ hay không, nội tâm mọi người lạnh buốt, đừng nhìn bọn họ là thần cung cảnh thì không lo lắng tính mạng, vạn nhất ngày nào đó sơ hơ bị người ta giết, khi đó mới thật sự là khóc không ra nước mắt, đặc biệt là Hoàng Bỉnh Thành, hắn đã hạ quyết tâm thời thời khắc khắc theo sát lý phôi. Nếu không dùng thực lực thấp tới đáng thương của hắn, người ta tùy tiện xuất một kiếm cũng lấy mạng hắn. Đương nhiên các ngươi cũng không cần khẩn trương, bọn chúng không bỏ qua, ta làm sao có thể bỏ qua ánh mắt tô tính bắn ra hào quang nguy hiểm. Một tốn phong kiếm phái chỉ là bắt đầu mà thôi, cho dù là mượn bối cảnh lục phiến môn bò lên hay hoàn thành nhiệm vụ, tô tính sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiêu diệt thêm mấy tông môn nữa. Lần trước diệt tốn phong kiếm phái, hệ thống đã ban thưởng tô tính 1.200 điểm giá trị phản phái, chờ đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, thực lực tô tính sẽ tăng vọt một mảng lớn. Tô tính mang người trở lại tổng bộ giang nam đạo, hắn lưu đám người lý phôi lại, thuận bảo người đi gọi Ô minh ngự tới. Ông Minh Ngự biết rõ từ khi mình đứng về phía Tô Tính sẽ trực tiếp quyết liệt với võ lâm giang nam đạo, cho nên hắn hiện tại cũng lưu manh, hắn và vài hạch tâm dòng chính trực tiếp, lại giang nam phủ, bên trạch châu phủ cho những chi thứ và môn khách ôn gia quản lý gia nghiệp. Hắn trốn đến giang nam phủ, những tông môn kia muốn gây phiền toái cho hắn cũng không dám tới náo giang nam phủ, cho dù những tông môn võ lâm kia tức giận hắn không nhỏ cũng không dám trút giận lên đệ tử bình thường, nếu không bọn họ khác gì ôn gia và tô tính chuyên đi đồ tông diệt môn. Đợi đến lúc ôn minh ngự đến nơi, tô tính gõ gõ cái bàn nói, các vị, ba thế lực nhất lưu giang nam đạo đã phái người tới, lần này vì bọn họ kinh ngạc nhưng có thể tưởng tượng kế tiếp bọn chúng sẽ có hành động, xem ra chúng ta đã bước bọn họ gấp gáp. Hoàng Bỉnh Thành gãi gãi đầu nói, nói thật ta cảm giác đương gia ba thế lực có bệnh, ba nhà bọn họ là thế lực, nhất lưu truyền thừa mấy trăm năm, trong tông môn có vô số cao thủ, cho dù chúng ta diệt những thế lực nhị lưu nhưng còn kém xa mới có thể uy hiếp tới bọn họ, bọn họ gấp làm cái gì, Hoàng Bỉnh Thành vừa nói như vậy đám người lục tục cũng cảm giác không đúng, các thế lực cửu huyền kiếm tông quá sốt ruột, dường như tô tính diệt không phải tốn phong kiếm phái, chỉ là phân đường cấp dưới của bọn họ mà thôi. Nếu như nói ba tông môn thuần túy đòi công đạo cho tốn phong kiếm phái, lời này có quỷ mới tin, bọn họ ngây ngốc tại Giang Nam Đạo thời gian dài như vậy, cửu huyền kiếm tông có đức hạnh gì? bọn họ còn không biết. Người ba phái không cao thượng như vậy, rất đơn giản, bởi vì chúng ta động đến lợi ích của bọn chúng mà thôi. Tô tính giải thích, nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tô tính gõ cái bàn và nói, quy tắc giang nam đạo do ai chế định? Chính là tiêu gia cùng ba thế lực nhất lưu cửu huyền kiếm tông, với tư cách thế lực võ lâm đỉnh cấp trong giang nam đạo, bọn họ đóng vai trò điều giải trong giang nam đạo, tất cả thế lực võ lâm không thể tùy ý làm bậy, một khi hai tông môn có xung đột, bọn họ sẽ chủ động điều tiết với tư cách là đại nhân vật. Biểu hiện ra bọn họ đang suy nghĩ vì Giang Nam Đạo nhưng trên thực tế bọn họ đang suy nghĩ vì lợi ích của mình. Vừa nghe Tô Tính nói như vậy, ngay cả ôn minh ngự cũng khó hiểu, bởi vì ngay cả hắn cũng không nhìn ra tiêu gia hoặc ba nhà kia có lợi ích ở điểm nào. Bởi vì muốn tiêu gia hay ba thế lực nhất lưu xuất hiện với tư cách đại nhân vật, tông môn điều giải phải xuất ra một ít lễ vật nhưng vật này chỉ là cảm tạ và giao hảo với ba thế lực nhất lưu mà thôi đều là thế lực võ lâm chủ động lấy ra không phải ba đại môn phái yêu cầu cũng không phải thứ gì quá quý giá trừ những tạ lễ ba đại môn phái điều tiết tranh chấp giang hồ cũng không có tính chất lợi ích trong đó tô tính lắc lắc đầu nói các ngươi suy nghĩ sai rồi tiêu gia và ba đại môn phái vững chắc thế lực võ lâm giang nam đạo chính là vì không muốn có môn phái vùng lên ảnh hưởng tới địa vị của mình mà thôi cho nên giang nam đạo càng ổn càng tốt không khí càng trầm lặng càng tốt tốt nhất tất cả thế lực phát triển an ổn như vậy địa vị bọn họ càng chắc chắn trong mắt đám người hoàng bỉnh thành vẫn khó hiểu địa vị và tầm mắt bọn họ còn thấp cho nên nghe không hiểu trong mắt Ô minh ngự lại lộ ra lo lắng hắn làm ôn gia chủ vài chục năm nên có chút tầm mắt và kiến thức nghe tô tính giải thích mới hiểu rõ những điểm mình nghĩ mãi mà không hiểu nhìn thấy đám người hoàng bỉnh thành vẫn còn không hiểu tô tính liền giải thích cặn kẽ tông môn phát triển dựa vào cái gì? Dựa vào thời gian tích lũy sao, đám người Hoàng Bỉnh Thành vô ý thức gật gật đầu, không dựa vào tích lũy còn dựa vào cái gì? Tô Tính lắc lắc đầu nói, dựa vào tích lũy có thể gia tăng thực lực tông môn lên nhưng nội tình một tông môn dù tăng lên cỡ nào cũng có hạn, trừ phi tông môn đó xuất hiện thiên tài kinh diễm, nếu không tốc độ phát triển sẽ chậm chạp, thứ chính thức giúp tông môn phát triển nhanh nhất là cướp đoạt. Đại tông môn chiếm đoạt tông môn cỡ trung, tông môn cỡ trung chiếm đoạt tông môn cỡ nhỏ, chiếm đoạt đệ tử, công pháp, tài nguyên tu luyện của đối phương, dùng đối phương làm chất dinh dưỡng gia tăng thực lực của mình, điểm ấy ôn gia chủ ngươi là người thấu hiểu sâu nhất, ông Minh Ngự gật đầu nói, đúng là như thế, ông gia ta có sở đoạn là nội công tâm pháp bình thường, cho nên tốc độ tu luyện chậm chạp, hiện tại chúng ta chiếm được nội công của tốn phong kiếm phái, bản nội, công này là đạo gia chính tông có thể đền bù khuyết điểm ôn gia triệt để tô tính nói tiếp chuyện của ôn gia chủ là ví dụ tốt nhất mỗi một lần chiếm đoạt sẽ gia tăng thực lực bản thân lên cao hơn cũng như thế chiến đấu nhiều sẽ giúp đệ tử bản thân gia tăng sức chiến đấu hiện tại giang nam đạo không có một chút quy củ tất cả đại tông môn võ lâm giết chóc lẫn nhau chiếm đoạt lẫn nhau đoán chừng không qua bao lâu giang nam đạo sẽ sinh ra thế lực nhất lưu mới không cần hoài nghi giang nam đạo võ phong hưng thịnh tông môn và thế gia võ lâm nhiều gấp ba lần các đạo khác lực lượng nhiều như vậy bồi dưỡng thêm ba thế lực nhất lưu cũng không phải việc khó gì cho nên đám người cử huyền kiếm tông sợ nhất khi nhìn thấy tình huống như vậy diễn ra có thêm thế lực nhất lưu liền có thêm đối thủ cạnh tranh cho nên bọn họ tình nguyện làm bầu không khí giang nam đạo trầm lắng và hòa bình cũng không muốn xuất hiện thêm đối thủ hoàng bỉnh thành nghi ngờ nói nhưng dùng thực lực đám người cử huyền kiếm tông cho dù võ lâm giang nam đạo công phạt chiếm đoạt lẫn nhau đi nữa bọn họ cũng có thể càng ngày càng mạnh có cái gì phải lo lắng tô tính lắc đầu nói là có khả năng mạnh hơn nhưng tông môn nhất lưu như bọn họ đã phát triển tới mức tận cùng rồi muốn phát triển thành thế lực đỉnh cấp càng khó khăn hơn nữa những thế lực nhị lưu muốn bình khởi bình tọa với bọn họ nếu như một đường dũng mãnh cấp tiến sẽ có thể làm được trong thời gian vài chục năm thậm chí thời gian có thể ngắn hơn nhiều nói tóm lại một khi làm cho cả gian nam đạo trở nên hỗn loạn như vậy đại biểu mọi việc đều có hy vọng so sánh với việc này duy trì gian nam đạo ổn định võ lâm giang nam đạo phát triển cực kỳ chậm chạp tình huống như vậy mới có lợi nhất với các tông môn nhất lưu nghe tô tính phân tích ôn minh ngự cảm thán không thôi tô đại nhân có cái nhìn đại cục rất mạnh hắn chỉ có thực lực thần cung cảnh nhưng góc độ suy nghĩ còn cao hơn hóa thần cảnh như mình tô tính vừa mới giải thích với bọn họ thế lực võ lâm giang nam đạo không có nghĩ tới như ôn minh ngự hắn bình thường hắn cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không dám suy nghĩ sâu hơn bởi vì cho dù nghĩ cũng vô dụng chẳng lẽ bọn họ dám can đảm đi làm trái lệnh tiêu gia và ba tông môn nhất lưu hiện tại tô tính nói toạc những việc này ra ngoài cũng làm cho ôn minh ngự hiểu ra những suy đoán lúc trước quả nhiên cũng không khác bao nhiêu cho dù nội tâm hắn hận nhưng không thể tránh được nếu như hắn không bị tô tính ép đến tuyệt lộ hắn không có khả năng liều chết đánh với tốn phong kiếm phái ôn minh ngự không ngừng vuốt chồng râu suy nghĩ hắn nói tô đại nhân chẳng lẽ ngươi muốn làm giang nam đạo đại loạn tô tính lập tức miễn cười vui vẻ nói tại sao lại không chứ có nhiều thứ bị phong tỏa quá lâu một khi bộc phát sẽ cực kỳ khủng bố võ giả vốn nên dũng mãnh cấp tiến nhưng tiêu gia và ba tông môn nhất lưu áp chế thế lực võ lâm giang nam đạo không ngừng nhường nhịn muốn biến bọn họ thành cừu non ngươi cho rằng có khả năng sao nếu như vẫn áp chế như vậy cũng bỏ đi nhưng hiện tại đã xuất hiện ngươi là bất ngờ ngoài ý muốn nếu như đã có bất ngờ xảy ra như vậy quy củ của bọn họ không cần chúng ta đánh phá nó sẽ tự động bị phá vỡ gian nam đạo nhiều thế lực võ lâm sống hòa bình với nhau sao nói ra cả quỷ cũng không tin tưởng chỉ cần là thế lực võ lâm thì sẽ có ma sát ma sát nhỏ có thể sẽ phát triển trở thành xung đột xung đột lớn sẽ thăng cấp thành chiến đấu ba thế lực nhất lưu sẽ xuất hiện trước khi hai thế lực đại chiến với nhau sẽ ngăn cản bọn họ chiến đấu sống chết biểu hiện ra ngoài mọi việc bình an vô sự nhưng trên thực tế nội tâm hai bên đã chôn giấu mầm mống thù hận hơn nữa mỗi lần trải qua ma sát với nhau hạt giống thù hận sẽ dần dần trưởng thành tỷ như ôn gia cùng tốn phong kiếm phái hai bên đã căm thù nhau vài chục năm kết quả trong thời gian đó đệ tử hai bên có trọng thương lẫn nhau nhưng không có ai chết trong tay đối thủ với hai thế lực xung đột nhau đây là việc không thể tưởng tượng nổi đổi thành nơi khác đã sớm tử chiến với nhau cho nên đến cuối cùng ôn minh ngự cố ý bảo đệ tử ôn gia cùng tham dự chiến đấu với tốn phong kiếm phái cho dù ngoài miệng hắn nói là tôi luyện sức chiến đấu đệ tử ôn gia nhưng trên thực tế muốn mượn chuyện này báo thù rửa hận một ôn gia và một tốn phong kiếm phái đã như vậy trong gian nam đạo có nhiều thế lực cũng lâm vào tình trạng của ôn gia và tốn phong kiếm phái huống hồ sau khi diệt đối phương sẽ thu được không ít chỗ tốt một khi mở lỗ thủng ra cả gian nam đạo sẽ lâm vào điên cuồng ôn gia chủ vấn đề hiện tại còn cần ngươi đứng ra a à? tô tính nói ông minh ngự gật đầu nói có điểm nào dùng tới ta Tô đại nhân cứ việc nói là được, hiện tại Ôn gia đã triệt để đắc tội Tiêu gia và ba thế lực nhất lưu, đã tự tuyệt với võ lâm giang nam đạo, nếu hắn còn không theo sát lục phiến môn, vậy Ôn gia bọn họ không có khả năng có hổ dung thân trong giang nam đạo." Tô Tính nói, "Giang nam đạo có thế lực võ lâm nào thù hận lớn với nhau hay không? Có lẽ Ôn gia chủ ngươi biết rõ việc này nhất, chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm này." Ôn Minh Ngự suy nghĩ và nói, "Hạ Châu phủ thiết kiếm môn cùng Lãnh Nguyệt đường có đại thù với nhau." thời điểm hai bên chọn đệ tử gần Hạ Châu Phủ thường xuyên sinh ra xung đột, thiết kiếm môn ăn thiệt thòi khá nhiều. Đặc biệt có một lần thiết kiếm môn phát hiện đệ tử thiên phú không tồi nhưng người lãnh nguyệt đường trực tiếp trọng thương đệ tử thiết kiếm môn và cướp đi. Sau đó trải qua lạc vũ sơn trang điều tiết chuyện này nhưng lãnh nguyệt đường chỉ bồi thường một ít thuốc trị thương và tài nguyên cho thiết kiếm môn, cũng không trả tên đệ tử kia. Qua 10 năm sau, tên đệ tử bị đoạt đi kia trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ của lãnh nguyệt đường, đánh tế hệ trẻ thiết kiếm môn không ngóc đầu lên nổi, việc này càng làm thiết kiếm môn hận lãnh nguyệt đường thấu xương, nghe ôn minh ngự giảng giải, đám người hoàng bỉnh thành tặc lưỡi cảm thán và lắc đầu, nội tâm cảm thấy thiết kiếm môn quá không may, bọn họ tức giận vì đối phương đoạt đệ tử của mình nhưng bởi vì có lạc vũ sơn trang ra mặt điều đình. Hơn nữa đối phương cũng đưa thuốc trị thương và một ít tài nguyên nhưng không trả đệ tử nên việc này không tính là trôi qua bọn họ càng không ngờ tới tên đệ tử bị cướp lúc trước có thiên phú mạnh như vậy, 10 năm sau đã đánh đệ tử thiết kiếm môn không thể ngóc đầu lên nổi, việc này mới làm bọn họ oán hận nhất. Tô tính vung tay lên nói, vậy thì tốt, mục tiêu tiếp theo chính là thiết kiếm môn, xúc động toàn bộ, chuẩn bị động thủ. Sau khi tô tính ra lệnh một tiếng, đám người Hoàng Bỉnh Thành cũng nhận lệnh rời đi. Lúc trước bọn họ mang theo một nửa bộ đầu lục phiến môn Giang Nam Đạo rời đi, những người không đi nhìn thấy người khác thu hoạch to lớn nên đỏ mắt, cho nên lần này tô tính không có bên nặng bên nhẹ, hắn ra lệnh bọn họ tập hợp lực lượng bên ngoài Giang Nam Phủ, chỉ cần hắn ra lệnh liền xuất động. Hạ Châu Phủ nằm cách Giang Nam Phủ không xa, đám bộ khoái đều là võ giả tiên thiên cướp lực kinh người, chỉ dùng thời gian nửa ngày đã tới bên ngoài Hạ Châu Phủ, ông Minh Ngự chỉ dẫn nên nhanh chóng đi tới trước sơn môn thiết kiếm môn. Thủ hạ lục phiến môn của Tô Tính đều là tinh nhuệ cảnh giới tiên thiên, cộng thêm đệ tử ôn gia có hơn ngàn người, nhiều võ giả tiên thiên như vậy bằng tổng nhân số người thiết kiếm môn tổng cộng lại. Thiết kiếm môn không phải ban phái như lãnh nguyệt đường, nó là tông môn quy củ và uy tín lâu năm, cho nên mỗi đệ tử đều được lựa chọn kỹ càng, tối thiểu tương lai cũng phải có tiềm lực đột phá tiên thiên mới có thể bị bọn họ thu làm đệ tử. Ngay cả như vậy võ giả tiên thiên của thiết kiếm môn chỉ miễn cưỡng đạt tới trăm người mà thôi, còn không bằng một phần mười thủ hạ tiên thiên của tô tính dẫn tới nhiều võ giả tiên thiên đứng dưới chân núi thiết kiếm môn võ giả trông coi sơn môn sợ tới mức chạy vào núi bẩm báo cả sơn môn to như vậy không có người nào thủ vệ môn chủ quan kiếm không thiết kiếm môn nhận được tin tức liền cười khổ không thể làm gì thiết kiếm môn bọn họ thật không may tại sao tô tính lại tới tìm thiết kiếm môn buổi sáng còn nghe nói ba thế lực nhất lưu giang nam đạo đi tìm tô tính đời công đạo kết quả buổi chiều người ta trực tiếp đánh tới tận cửa của mình hơn một ngàn tên võ giả tiên thiên thiết kiếm môn căn bản không có lực địch, cho dù quan kiếm không hắn có tu vi hóa thần cảnh, đối phương còn có ôn gia chủ ôn minh ngự hỗ trợ, chỉ cần ôn minh ngự có thể ngăn cản mình một lúc, khi đó thiết kiếm môn sẽ không tồn tại. Một ít chấp sự và trưởng lão thiết kiếm môn đều nhìn sang môn chủ, quan kiếm không đang nghe truyện trên TV audio CV đau đầu xoa trán, hắn nói, là họa thì tránh không khỏi, đi nghênh đón tổng bộ đầu giang nam đạo đi, đối phương không có trực tiếp đánh vào thiết kiếm môn, chứng minh chuyện lần này còn có khả năng vượt qua. Sau đó quan kiếm không mang theo một đám đệ tử thiết kiếm môn tới sơn môn, nhìn thấy hơn một ngàn tên bộ khoái lục phiến môn đang nhìn chầm chầm vào bọn họ, dường như trong mắt bọn họ không có thiết kiếm môn, chỉ có một đống thịt mỡ thơm ngon. Lần trước bọn họ tấn công tốn phong kiếm phái đạt được quá nhiều chỗ tốt, những bộ khoái không có tham gia muốn thu hồi cho đủ vốn, những kẻ đã nếm qua tư vị chỗ tốt liền tích cực hơn trước rất nhiều, nội tâm quan kiếm không rùng mình, vội vàng hướng chắp tay nói với tô, tính, không biết tô đại nhân đến thiết kiếm môn chúng ta có chuyên gì không, nếu như bởi vì chuyện lần trước ngài mời chúng ta tới Giang Nam Phủ mà không tới, tại hạ nói một tiếng xin lỗi với tô đại nhân, trong khoảng thời gian đó thiết kiếm môn có chuyện quan trọng trên người, thật sự không thể rút ra thời gian, nếu như tô đại nhân có gì cần, thiết kiếm môn ta tuyệt đối nghe theo lệnh tô đại nhân làm việc. Quan kiếm không bày tư thái cực thấp trước mặt tô tính, người không biết còn tưởng rằng Tô Tính là cường giả nguyên thần cảnh mà hắn là tiên thiên A. À. Trước mặt thực lực tuyệt đối áp bách, quan kiếm không tiếp tục bày ra cái giá đỡ cường giả nguyên thần cảnh chính là muốn chết, hắn là người thông minh nên không làm ra chuyện tự tìm cái chết. Những đệ tử trẻ tuổi thiết kiếm môn nhìn thấy môn chủ hạ thấp tư thái xin lỗi tay sai triều đình như vậy, nội tâm bọn họ cực kỳ không cam lòng, nếu không phải có trưởng lão tông môn đang nhìn chầm chầm thì bọn họ đã sớm mắng chửi rồi nhìn thấy đối phương cúi đầu nhận lỗi như vậy, tô tính cười ha hả nói, quan trưởng môn, xem ra đệ tử thiết kiếm môn các ngươi còn có tâm huyết A, vẫn biết phẫn nộ A, quan kiếm không biến sắc, vội vàng nói, các đệ tử không hiểu chuyện, tô đại nhân ngài chớ trách, tô tính lắc lắc đầu nói, có tâm huyết là chuyện tốt, ta trách làm gì? Nhưng ta không hiểu đệ tử thiết kiếm môn còn có một chút tâm huyết như thế, vì cái gì không dám ra tay với lãnh nguyệt đường lại đứng nhìn người lãnh nguyệt đường bắt nạt các ngươi như vậy, nghe tô tính nhắc tới ba chữ lãnh nguyệt đường, sắc mặt đệ tử thiết kiếm môn lập tức biến thành khó coi, thiết kiếm môn bọn họ đã kết thành đại thù sinh tử với lãnh nguyệt đường, nhưng không biết tại sao, sau khi trải qua sự kiện cướp đệ tử, thực lực thiết kiếm môn đã rớt phía sau lãnh nguyệt đường một đoạn, hơn nữa lạc vũ sơn trang điều tiết áp chế cho nên bọn họ mới không dám can đảm đi báo thù, tô tính nhìn quan kiếm không, trầm giọng nói. Quan trưởng môn, hôm nay ta cũng không tới gây phiền toái với các ngươi, ta chuẩn bị tặng ngươi đại cơ duyên, chỉ cần ngươi gật đầu, hôm nay lục phiến môn ta sẽ giúp ngươi diệt lãnh nguyệt đường, tài nguyên tu luyện trong lãnh nguyệt đường chính là thù lao của ta, mà công pháp địa bàn gì đó sẽ do thiết kiếm môn tiếp quản, ngươi xem coi thế nào, sắc mặt quan kiếm không lập tức biến đổi, tôi tin dùng sách lược đối phó ôn gia với hắn, lôi kéo thiết kiếm môn bọn họ đánh lãnh nguyệt đường sau đó thiết kiếm môn bọn họ triệt để tự tuyệt với võ lâm giang nam đạo. Thiết kiếm môn bọn họ làm như vậy có thể nói triệt để đắc tội tiêu gia và ba thế lực nhất lưu tại giang nam đạo. Nhìn thấy bộ dạng do dự của quan kiếm không, tô tính thản nhiên nói, quan trưởng môn, nói không dễ nghe, lần này ta mang theo hơn ngàn bộ đầu tinh nhuệ lục phiến môn tới nơi này sao có thể đi không, mọi người cũng không thể tay không mà về a à. nếu ngươi không đáp ứng, sẽ diệt thiết kiếm môn các ngươi, dù sao thực lực thiết kiếm môn không kém gì lãnh nguyệt đường, chúng ta đạt được cũng không ít đâu. Sắc mặt đám người quan kiếm không lập tức biến đổi, một tên trưởng lão nóng tính lập tức quát lớn, ngươi dám, trên mặt tô tính xuất hiện nụ cười vui vẻ, nói, ngươi nói ta dám hay không? Nếu không ta đánh cược với ngươi một hồi, đánh cược ta dám diệt thiết kiếm môn hay không? Hai mắt tên trưởng lão đỏ thẫm và phẫn nộ nhìn chầm chầm vào tô tính, hắn không dám nói nhảm nửa câu dùng sinh tử tồn vong thiết kiếm môn đánh bạc hắn không có điên như vậy tôi tính nhìn quan kiếm không thản nhiên nói quan trưởng môn ta cho ngươi cơ hội lựa chọn là thiết kiếm môn diệt vong hay là lãnh nguyệt đường diệt vong ta cho phép ngươi được lựa chọn ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác quan kiếm không cười khổ và nói căn bản không cần phải lựa chọn ta không có lựa chọn nào khác không đi đối phó lãnh nguyệt đường thì diệt thiết kiếm môn hắn chọn thế nào hắn còn không biết chọn hay sao Tâm tư các đệ tử trẻ tuổi thiết kiếm môn rất khác nhau, bọn họ không có nhiều tâm tư như quan kiếm không, dù sao bọn họ xem ra lãnh nguyệt đường có đại thù với thiết kiếm môn như vậy, hiện tại có cơ hội tiêu diệt đối phương đương nhiên phải nắm chặt, môn chủ có cái gì phải do dự chứ, quan kiếm không gật đầu vấn đề này dễ làm hơn nhiều, thiết kiếm môn liên hợp tinh nhuệ lục phiến môn kéo đi tấn công lãnh nguyệt đường, lúc này đám người tôn càng bọn hắn cũng nhận được tin tức tô tính tiếng về thiết kiếm môn, ba người lập tức chạy tới thiết kiếm môn cứu viện. Tô tính muốn trắng trợn giết chóc tại Giang Nam Đạo, bọn họ sẽ không cho phép tô tính được như ý. Có ba võ giả hóa thần cảnh xuất hiện, hơn nữa tại Hạ Châu Phủ còn có tông môn nhị lưu chính là lãnh nguyệt đường. Đám người tôn càng đã quyết định lúc đến Hạ Châu Phủ sẽ bảo lãnh nguyệt đường ra tay, như vậy cho dù không đánh lại tinh nhuệ lục phiến môn của tô tính nhưng tối thiểu có thể phòng ngự. Hiện tại tô tính bên đã mang theo tinh nhuệ giết vào trong Hạ Châu Phủ lãnh nguyệt đường chính là bang phái lớn nhất trong hạ châu phủ đường khẩu nằm ở địa vực trung tâm hạ châu phủ tô tính muốn đánh lãnh nguyệt đường lại không muốn hạ châu phủ trở nên rối loạn cho nên hắn an bài tổng bộ đầu hạ châu phủ và tri phủ hạ châu phủ tri phủ sơ tán người chung quanh lãnh nguyệt đường đám người tô tính gây ra động tỉnh lớn như thế muốn giấu giếm lãnh nguyệt đường là chuyện không có khả năng tô tính đã an bài đệ tử thiết kiếm môn bao vây lãnh nguyệt đường không thể buông tha một người nào thoát đi thực lực lãnh nguyệt đường tương đương với tốn phong kiếm phái bị tô tính diệt qua, dù sao lãnh nguyệt đường cũng là ban hội, cho nên đệ tử trong ban rất nhiều, cả hạ châu phủ có tới mấy vạn ban chúng, đương nhiên mấy vạn người đa số là ban chúng cấp thấp, có chút thậm chí không tới hậu thiên sơ kỳ, tô tính sẽ không quản những kẻ này. Tinh nhuệ chân chính của lãnh nguyệt đường đều tập trung tại tổng đường, nơi này có hơn 3.000 tên võ giả hậu thiên và hơn 200 võ giả tiên thiên, tô tính sẽ không bỏ qua những kẻ này đường chủ lãnh nguyệt đường Liên Minh Sơn là trung niên chừng 40 tuổi. Hắn nhìn thấy quan kiếm không lại đi chung với tô tính thì biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Liên Minh Sơn chỉ vào quan kiếm không quát lên, quan kiếm không. Thiết kiếm môn người tâm tư độc ác, liên hợp với lục phiến môn để đối phó lãnh nguyệt đường chúng ta, ngươi sẽ không sợ lạc vũ Sơn Trang trách phạt sao, quan kiếm không hừ lạnh nói, trách phạt. Hiện tại ta đã đứng ở nơi này thì sợ gì trách phạt, lãnh nguyệt đường các ngươi úc trước gây thù với thiết kiếm môn có nghĩ tới việc hôm nay không lần trước lãnh nguyệt đường các ngươi đoạt đệ tử thiết kiếm môn có biết sẽ có hôm nay liên minh sơn hít sâu một hơi lãnh nguyệt đường kết thù với thiết kiếm môn vài chục năm đặc biệt sự kiện cướp đoạt đệ tử mười mấy năm trước đã thành đại thù sinh tử hiện tại thiết kiếm môn có cơ hội nhất định sẽ động tay chân với lãnh nguyệt đường nhưng lúc này liên minh sơn lại dõi mắt nhìn sang tô tính trầm giọng nói tô tổng bộ đầu Ta không biết ngươi liên hợp thiết kiếm môn tiến công lãnh nguyệt đường ta đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tô tổng bộ đầu ngươi bây giờ nếu có thể liên hợp với ta tiêu diệt thiết kiếm môn, lãnh nguyệt đường chúng ta không lấy một phần lợi ích nào từ thiết kiếm. Ta sẽ giao một nửa tích lũy của lãnh nguyệt đường cho tô tổng bộ đầu làm tạ lễ. Tô tính kinh ngạc nhìn liên minh sơn, xem ra lão đại bang phái trước mặt là người hung ác, lập tức nghĩ ra nhiều biện pháp ứng phó như vậy. Quan kiếm không nghe liên minh sơn nói lời này liền sợ hãi. Tô tính giống như cười mà không phải cười nhìn quan kiếm không quan trưởng môn ngươi cũng đã nhìn thấy ta tìm ngươi hợp tác mà ngươi còn không vui hiện tại còn có người vội vàng muốn hợp tác với ta a à. quan kiếm không muốn nói cái gì đó nhưng tô tính vung tay cắt ngang quan trưởng môn ngươi không cần lo lắng tô tính ta nói rất đáng tin nếu hợp tác với ngươi thì không đổi ý tô tính xoay đầu nhìn sang Liên Minh Sơn thật có lỗi liên đường chủ ta chỉ có thể nói ngươi tới muộn lúc trước ngươi nhận thiếp mời của ta tới Giang Nam Phủ, như vậy bối cảnh ngày hôm nay đã thay đổi, ánh mắt liên minh sơn biến thành đỏ rực, hắn quát, đệ tử lãnh nguyệt đường. Liều chết đánh cược một lần. Các ngươi cũng nhìn thấy kết cục của tốn phong kiếm phái, lục phiến môn sẽ không lưu người sống. Liên minh Sơn muốn liều chết đánh cược một lần nhưng đáng tiếc thực lực lãnh nguyệt đường kém xa người tô tính mang tới. Cho dù không có thủ hạ tinh nhuệ của tô tính, chỉ bằng người ôn gia và người thiết kiếm môn cũng đủ diệt lãnh nguyệt đường về phần đối phó liên minh sơn lại càng đơn giản ôn minh ngự và quan kiếm không đều có được thực lực hóa thần cảnh sơ kỳ liên minh sơn cũng giống như vậy hai người liên thủ đánh hợp kích cho nên áp chế liên minh sơn tô tính không có đứng nhìn hắn liền ra tay đối phó liên minh sơn hắn không phải lo lắng hai người ôn minh ngự liên thủ không thể đối phó liên minh sơn mà là hắn muốn tôi luyện vũ kỹ bản thân một chút dùng thực lực tô tính hiện tại có thể tiến vào top 10 nhân bản, gần như khó có đối thủ. Chính bởi vì như thế, tô tính muốn tôi luyện vũ kỹ bản thân cũng không tìm thấy ngươi, dù sao tồn tại top 10 nhân bản cũng không làm người bồi luyện với hắn. Hiện tại đối mặt với những hóa thần kỳ thực lực không quá mạnh như hiện tại, tô tính có thể đối chiên vài chiêu với bọn họ, huống hồ có hai người ôn minh ngự liên thủ áp chế. Tô tính cũng không cần lo lắng không làm gì được đối phương, đoán chừng cả trên giang hồ, có thể trong đối chiến sinh tử với hóa thần cảnh võ đạo tông sư còn tôi luyện vũ kỹ bản thân cũng chỉ có một mình tô tính. Cả cuộc chiến tiếp tục hơn 20 phút liền kết thúc, Liên Minh Sơn bị quan kiếm không cầm thiết kiếm đánh nát kinh mạch mà chết. Những bang chúng lãnh nguyệt đường cũng bị bộ khoái thủ hạ tô tính tàn sát không còn bao nhiêu, chỉ có một ít người dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, dù sao cũng hơn 3.000 người. Dù cho đại bộ phận đều là võ giả hậu thiên nhưng đủ bọn họ tốn thời gian chém giết một lúc lần trước tô tính diệt sạch tốn phong kiếm phái, đám người lục tục không có đuổi tận giết tuyệt đệ tử tốn phong kiếm phái mà bờ di tô tính răng dậy một phen, lần này bọn họ đã học nghe lời, trực tiếp làm như lý phôi, không muốn tù binh, gặp người liền giết, trực tiếp tru sát toàn bộ. Lúc này trong đám người lãnh nguyệt đường có một tên đệ tử trẻ tuổi cầm hai thanh loan đao màu vàng giết ra, đao cương lạnh thấu xương. Đao mang trực tiếp chém giết hai tên bộ khoái cảnh giới tiên thiên sau đó đỏ mắt xông về phía tô tính ánh mắt tô tính sinh ra một tia hứng thú, tên đệ tử trẻ tuổi kia chừng 20 tuổi mà thôi, hắn có được thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh, rất hiếm gặp trong thế lực nhị lưu như lãnh nguyệt đường, cho nên tô tính đoán hắn chính là đệ tử thiên tư không kém bị lãnh nguyệt đường cướp từ tay thiết kiếm môn, hai mắt tên đệ tử đỏ thẫm, hắn cầm song đao xông về phía tô tính và gào thét, ác tặc. Đi chết đi, tô tính điểm một chỉ nhẹ nhàng. Lực lượng khủng bố đánh nát song đao trong tay hắn, hai tay tên đệ tử biến thành màu đỏ thẫm hắn phun máu tươi và uể oải ngã xuống đất nhưng ngay cả như vậy hai mắt hắn cũng lộ ra hàng ý ngập trời hắn nhìn chầm chầm vào đám người tô tính đám ác tặc các ngươi tiêu diệt lãnh nguyệt đường ngày sau ta tất giết tất cả các ngươi tô tính lắc lắc đầu nói ngày sau thật không biết lãnh nguyệt đường dạy bảo ngươi như thế nào luyện võ tới mê muội đầu óc ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có ngày sau sao tô tính không có đi phản ứng đến hắn hắn xoay đầu nhìn sang quan kiếm không quan trưởng môn ta đoán hắn chính là tên đệ tử bị lãnh nguyệt đường cướp đi lúc trước hiện tại ta giao hắn cho ngươi xử trí ngươi giải quyết đi nhìn thấy hận ý trong mắt tên đệ tử trẻ tuổi quan kiếm không âm thầm thở dài một hơi kẻ này ngày xưa vốn có thể trở thành đệ tử kiêu ngạo của thiết kiếm môn kết quả lại thành đại địch sinh tử với thiết kiếm môn việc này không thể nói không phải là châm chọc quan kiếm không có tâm không đành lòng nhưng hắn vẫn đi tới hắn xuất một chưởng đánh gục tên đệ tử trẻ tuổi. Mặc dù nói tô tính giao tên đệ tử trẻ tuổi cho hắn xử lý, nhưng trên thực tế hắn cần phải quan đầu danh trạng, sau trận chiến này thiết kiếm môn sẽ không có đường quay về. Thời điểm đám người tô tính sắp kết thúc chiến đấu thì đằng xa có tiếng gầm vang lên, dừng tay, ba người tôn tràng từ đằng xa bay nhanh về phía nơi này, nhìn thấy tràn cảnh trong lãnh nguyệt đường liền đỏ mắt xông tới ngăn cản tô tính, bọn họ đuổi tới thật nhanh nhưng vẫn chậm ba người tôn càng bao rằng tô tính đi tới thiết kiếm môn không nghĩ tới tô tính lại cải biến chủ ý liên hợp thiết kiếm môn diệt lãnh nguyệt đường đối tượng cứu viện ban đầu lại biến thành đồng lõa ba người tôn càng suýt nữa phun ra một nguồn máu tươi vì tức giận công dương vô toán nhìn hai người ôn minh ngự và quan kiếm không hấn lạnh lùng nói rất tốt hai người các ngươi rất tốt cấu kết lục phiến môn giết hại đồng đạo giang hồ về sau võ lâm giang nam đạo chắc chắn không dung hai phái các ngươi tô tính thản nhiên nói công dương vô toán đúng không? Nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là cấu kết? Thiết kiếm môn và ôn gia đang trợ giúp lục phiến môn chém giết phản nghịch, phải khen ngợi bọn họ mới đúng, còn nữa, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi cho rằng võ lâm giang nam đạo không dung bọn họ thù võ lâm giang nam đạo sẽ làm theo sao? Hai nói công dương thế gia các ngươi có tư cách nói chuyện thay võ lâm giang nam đạo, công dương vô toán còn muốn nói cái gì đó nhưng quý vô không ngăn hắn lại, hắn lạnh lùng nói, chúng ta đi, lãnh nguyệt đường đã bị diệt, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, vì kế hoạch hôm nay còn không bằng nghĩ cách làm sao ngăn cản tô tính. Ba ngày bọn họ còn suy nghĩ mượn tay thế lực nào đó tiêu diệt tô tính, kết quả hiện tại tô tính dạy bọn họ một bài học về cái gọi là giải quyết dứt khoát, thời gian một ngày diệt thế lực nhị lưu, tôn càng không kịp trở tay. Trên thực tế tô tính cũng nghĩ như vậy, căn bản không cho ba tông môn nhất lưu có thời gian phản ứng, trực tiếp làm cả gian nam đạo loạn, huống hồ tô tính đã thành công liên hợp ôn gia diệt sạch tốn phong kiếm phái làm cho võ lâm giang nam đạo khiếp sợ tô tính lần hai liên hợp thiết kiếm môn tiêu diệt lãnh nguyệt đường việc này làm tông môn giang nam đạo sinh ra tâm tư khác đặc biệt sau khi ôn gia và thiết kiếm môn chiếm đoạt thế lực đối thủ thực lực bản thân bọn họ tăng lên rất lớn những tông môn võ lâm khác trong mà thèm thiên hạ rộn ràng vì lợi Ôn gia và thiết kiếm môn hợp tác với tô tính đã chọc giận ba thế lực nhất lưu nhưng cũng đạt được lợi ích to lớn, cũng khó trách các tông môn khác động tâm không thôi. Tham lam là bản tin con người, những thủ hạ xuất thân đạo phỉ dưới trướng tô tính cũng bởi vì một thành lợi ích đã có thể làm việc nguy hiểm, những tông môn võ lâm cũng có thể vì lợi ích to lớn khi chiếm đoạt thế lực khác mà xông vào nguy hiểm. Tô tính diệt hai tông môn biến thành hai dây dẫn nổ, chính thức kiếp nổ toàn bộ võ lâm giang nam đạo việc ba thế lực nhất lưu lo lắng đã xảy ra. Trong Giang Nam Đạo có rất nhiều thế lực tam lưu, không có một ngàn cũng có tám trăm, trong đó tại Lâm Hạ Phủ có hai thế tiểu thế gia tam lưu là Lâm Gia và Chu Gia căm thù lẫn nhau. Song Phương đánh nhau vài chục năm, đặc biệt hai nhà cũng đều ở chung tại Châu Phủ, căm thù lẫn nhau càng lớn. Hai nhà bọn họ trải qua thế lực khác điều đình nên bình an vô sự, Lâm Gia thế, hệ này có thực lực mạnh hơn Chu Gia rất nhiều trong thế hệ hiện tại có vài đệ tử thiên phú không tệ, một khi phát triển có thể áp thể chu gia dưới thân, bởi vì trở ngại quy tắc giang nam đạo cho nên lâm gia cũng không cách nào triệt để chiếm đoạt chu gia, thẳng đến khi tô tính liên hợp ôn gia cùng thiết kiếm môn diệt hai thế lực nhị lưu, lâm gia chủ nghe tin tức liền động tâm, dù sao hắn suy nghĩ rất bình thường, hiện tại ánh mắt ba thế lực nhất lưu đặt lên người tô tính và lục phiến môn. Cho dù mình động thủ đối phương cũng không quan tâm tới tiểu châu phủ xa xôi làm gì. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm gia chủ lập tức triệu tập tất cả thế lực Lâm gia tiến công Chu gia, trực tiếp đánh Chu gia không kịp trở tay sau đó chiếm đoạt Chu gia. Bởi vì thật vất vả diệt đi thế lực đối địch kéo dài suốt vài chục năm, Lâm gia bởi vì chiếm đoạt thế lực Chu gia cho nên thực lực tăng vọt không nhỏ, cho nên ý niệm Lâm gia chủ sáng tỏ, hắn lập tức tấn chức nguyên thần cảnh trong một đêm, thành tựu hóa thần cảnh, từ đó Lâm gia từ thế lực tam lưu biến thành thế lực nhị lưu lâm gia chủ cho rừng mình là thế lực tam lưu nên không bị chú ý nhưng thật tình hắn không biết bởi vì lâm gia động thủ đã kết nổ toàn bộ thế lực võ lâm giang nam đạo ông gia và thiết kiếm môn còn dễ nói có thể nói là tô tính châm ngòi nhưng lần này lâm gia không có ai châm ngòi hoàn toàn là chính bản thân hắn động thủ hơn nữa sau khi động thủ lâm gia đạt được thắng lợi lớn trong mắt người khác lâm gia đã đạt được lợi ích to lớn mọi người có thiên tính mù quáng chỉ cần có người đánh trận đầu mọi người sau đó sẽ xông lên không dứt. Đúng như Tô Tính phân tích, Võ Lâm Giang Nam Đạo bị áp chế quá lâu, ba đại, tông môn nhất lưu áp chế nên thế lực Võ Lâm Giang Nam Đạo vẫn nhường nhịn, nhường nhịn tới mức bột phát dữ dội. Huống hồ có ba thế lực nhất lưu điều tiết cũng không hoàn toàn công bằng. Một phương gặp đại ngộ không công bằng nhưng ngại uy thế của thế lực nhất lưu nên không dám nói cái gì, hận ý trong nội tâm bọn họ tích lũy càng lúc càng lớn. Những tông môn chiếm được lợi ích trong điều tiết cũng bất mãn, ta rõ ràng có thể đoạt được nhiều lợi ích hơn nữa, ngươi đột nhiên xuất hiện bảo ta ngừng ta, ta làm sao cam tâm chứ? Ba thế lực nhất lưu xuất hiện điều đình mới là bất công lớn nhất, phương thức điều đình như vậy càng làm cho các thế lực tích lũy oán hận càng sâu, bất mãn càng lúc càng lớn, trải qua một thời gian dài như vậy, chỉ cần một mồi lửa là có thể đốt cháy cả thảo nguyên, như vậy sẽ lâm vào cục diện càng cháy càng lớn. Kết quả bắt đầu từ ngày thứ hai, võ lâm giang nam đạo lâm vào lộn xộn. Những thế lực nhị lưu có thù hận với nhau cũng công phạt lẫn nhau, ba đại thế lực nhất lưu vội vàng phái võ giả hóa thần cảnh tiến tới điều đình, nhưng bên này chưa điều đình xong, bên kia lại có người động thủ. Những thế lực động thủ đều là thế lực nhị lưu có võ giả hóa thần cảnh tọa trấn, ba thế lực nhất lưu phái võ giả thần cung cảnh đi điều đình là vũ nhục người ta, người ta sẽ không cho ngươi mặt mũi. Hiện tại bốn phía giang nam đạo đều xảy ra hỏa hoạn, ba thế lực nhất lưu có bao nhiêu võ giả hóa thần cảnh cho dù cửu huyền kiếm tông nhân số nhiều nhất cũng mới chỉ có 5 người mà thôi, căn bản không đủ dùng. Lúc này Tô Tính đang ở tổng bộ lục phiến môn Giang Nam Đạo, Tô Tính cầm tình báo Hoàng Bỉnh thành giao cho liền miễn cười. Cho đến hôm nay mưu đồ của hắn tại Giang Nam Đạo đã hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng có thể thu quan. Tô Tính muốn quấy rối quy tắc vốn có tại Giang Nam Đạo, do đó xác định quyền uy lục phiến môn tại Giang Nam Đạo. Cho nên hiện tại Giang Nam Đạo đại loạn, tiêu gia và ba thế lực nhất lưu chế định quy củ bị đánh nát bước cuối cùng của tô tính là chế tạo quy củ ông minh ngự chắp tay nói với tô tính chúc mừng tô đại nhân kế hoạch của ngươi xem như hoàn thành thế lực nhất lưu không có khả năng khống chế giang nam đạo bọn chúng thất bại rồi tô tính lắc lắc đầu nói bọn chúng không thua trong tay ta mà là thua bởi quy củ do bọn chúng chế định ra cho nên hiện tại bị ta đâm phá dễ dàng như vậy hơn nữa lúc trước bọn họ chế định quy của thành lập dựa trên quyền uy vô thượng của tiêu gia, nhưng kết quả hiện tại chúng ta diệt hai thế lực nhị lưu, tông môn khác tại Giang Nam Đạo rối loạn, tiêu gia lại không ra mặt cho nên thế lực võ lâm khác nhìn thấy ba thế lực nhất lưu vô năng, nguyên nhân này mới là trọng yếu nhất, ông Minh Ngự lúc trước bị tô tính tính toán. Lúc này mới bị bức bách bất đắc dĩ liên hợp với Tô Tính và đối địch với cả Võ Lâm Giang Nam Đạo, càng tiếp xúc với Tô Tính thì hắn càng cảm giác Tô Tính đáng sợ, người trẻ tuổi kia mạnh nhất không phải thực lực của hắn, mà là năng lực bố cục của hắn. Tuy Tô Tính nói ba thế lực nhất lưu thất bại bởi chính kế hoạch của mình nhưng nếu không có Tô Tính châm ngòi, ba thế lực nhất lưu vẫn an ổn không có việc gì. Hiện tại ô Minh Ngự cũng cảm thấy may mắn, may mắn Tô Tính vừa bắt đầu lựa chọn chính mình. Vạn nhất Tô Tính vừa bắt đầu lựa chọn hợp tác với người khác thì đoán chừng tốn phong kiếm phái đã sớm động thủ với ôn gia. Tô Đại Nhân, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào? Ông Minh Ngự hỏi trong mắt tô tính bắn ra hàng quang nói đương nhiên là diệt thêm vài thế lực nếu không làm sao thành lập vi nghiêm lục phiến môn ông minh ngự biến sắc vi nghiêm lục phiến môn lúc ban đầu tới từ đâu đương nhiên là từ đồ tông diệt môn mà ra chỉ có điều thiên hạ những năm gần đây vô cùng thái bình không có kẻ nào tự tìm đường chết uy hiếp đại chu vương triều thống trị cho nên lục phiến môn ít xuất hiện hơn trước cũng không có liên tục làm ra chuyện đồ tông diệt môn hiện tại nhìn thấy tô tính như vậy hiển nhiên hắn muốn phát dương quan đại truyền thống tốt đẹp của lục phiến môn nhưng kỳ thật tô tính chuẩn bị đồ sát vài tông môn không chỉ vì gia tăng uy danh lục phiến môn còn vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho diệt năm thế lực ngoài nhị lưu còn ba thế lực chưa diệt a à. dựa theo lời hệ thống nói dựa theo thực lực thế lực bị diệt mà ban cho giá trị phản phái nếu như có thể diệt một trong ba thế lực nhất lưu đoán chừng giá trị phản phái sẽ lớn hơn không ít đương nhiên chỉ là phán đoán mà thôi hiện tại thực lực tô tính căn bản không có khả năng động tới mấy tông môn nhất lưu truyền thừa vài trăm năm và có được cường giả dung thần cảnh tọa trấn giống như những thế lực nhất lưu không dám động tới tô tính tô tính cũng không động người ta hơn nữa cho dù ra tay trong bóng tối cũng vô dụng trước mặt thực lực tuyệt đối ba thế lực nhất lưu không sợ người ta ám toán cho nên hắn phải đưa mắt nhìn vào thế lực nhị lưu mà thôi với thực lực thủ hạ tô tính hiện tại có thể trong ba ngày diệt ba thế lực nhị lưu lúc này người trong gian nam đạo cảm thấy bất an nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nhưng hiện tại không có người nào dám nhảy ra kêu đánh hô dết bởi vì tô tính vẫn liên hợp với ba thế lực tiêu diệt ba thế lực đối địch khác nhìn thấy người ta thu lợi bản thân mình sợ hãi và đỏ mắt nếu như tô tính hợp tác với bọn họ rất có thể bọn họ cũng không uổng phí khí lực tính kế tiêu diệt đối thủ làm gì cho tốn sức cứ nhờ lục phiến môn là xong ông gia vừa mới hợp tác với tô tính diệt tốn phong kiếm phái, lúc đó phần đông, thế lực võ lâm giang nam đạo đều thóa mạ Ôn gia vô sĩ, không ngờ Ôn gia lại hợp tác với tay sai triều đình ra tay với tông môn võ lâm. Hiện tại rất nhiều thế lực võ lâm hợp tác với tô tính, cũng không còn kẻ nào ngu xuẩn nói những câu như lúc trước, tô tính hoàn thành nhiệm vụ liền không động thủ tiếp, quy thế đã lập đủ nhiều, nếu như lại giết thì hắn biến thành công địch của cả giang nam đạo, hắn không muốn như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tôi tính tách ra khỏi những người khác, hắn tiến vào trong không gian hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tay sai triều đình, ban thưởng nhiệm vụ, 3 lần rút thưởng cao cấp, 20 lần rút thưởng trung cấp, diệt năm thế lực nhị lưu ban thưởng 5.800 điểm giá trị phản phái, chật chật, mùa thu hoạch lớn A, tô tính cảm thán lần thứ nhất đạt được nhiều giá trị phản phái và rút thưởng cao cấp như thế, nội tâm tô tính cảm thán và hưng phấn không nhỏ, có được 5.800 điểm giá trị phản phái, Trúc Thưởng cao cấp biến thành lựa chọn tốt nhất, hiện tại Tô Tính có nhiều công pháp nhưng hắn cần công pháp mạnh hơn, hơn nữa còn thiếu tài nguyên tu luyện. Đối với Tô Tính mà nói, đang dược không còn là thứ làm hắn phát sầu, có bổng lộc lục phiến môn cấp cho, cho dù Tô Tính không âm thầm giữ lại tham ô một ít vẫn có thể sử dụng dư giả. Hiện tại Tô Tính thiếu binh khí, du long kiếm chỉ là binh khí hoàng cấp, có lẽ với võ giả tiên thiên bình thường mà nói có thể có binh khí hoàng cấp đã là không tồi nhưng đối với tô tính mà nói nhưng lại không đủ. Đối mặt với tốt 10 nhân bản như nhạc thanh bình, binh khí hoàng cấp đã không chịu nổi thực lực của đối phương, tùy thời có thể vỡ vụn, cho nên tô tính phải lựa chọn binh khí mới, tối thiểu nhất cũng phải là binh khí huyền cấp, phương diện công pháp, tô tính cần cường hóa kiếm đạo của bản thân, phương diện khác cũng cần nhưng không gấp như vậy, cho nên số lần rút thưởng trung cấp không ít, tô tính quyết định trước cầm chúng hối đoái thành rút thưởng cao cấp, tổng cộng 5 cơ hội hắn xem mình có khả năng rút ra công pháp gì tốt hay không nếu quả thật thích hợp tô tính sử dụng hiện tại cho dù vận dụng giá trị phản phái tiến hành lựa chọn chỉ định thì tô tính nhất định phải nắm bắt tới tay số giá trị phản phái còn lại tô tính tiến vào trong cửa hàng đổi binh khí huyền cấp hoặc địa cấp không phải tô tính không muốn dùng rút thưởng rút binh khí nhưng rút thưởng cao cấp cần binh khí gì cũng có tô tính chỉ cần một thanh kiếm mà thôi thậm chí rút thăm được cự kiếm và kiếm mảnh lại không được cho nên tô tính quyết đoán buông tha suy nghĩ rút thưởng binh khí, hắn trực tiếp dùng giá trị phản phái mua sắm, trong cửa hàng hệ thống, giá binh khí địa cấp là 3.200 điểm, giá binh khí huyền cấp là 1.600 điểm, giá cả không rẻ cho nên tô tính tối thiểu còn phải lưu 1.600 điểm giá trị phản phái làm dự bị mới được, sử dụng rút thưởng cao cấp, chỉ định lựa chọn công pháp, xóa không, tô tính nói, bàn quay trên màn hình xoay tròn, nó quay gần một phút chưa dừng lại, gương mặt tô tính chấn động theo kinh nghiệm của tô tính dĩ vãng bàn quay trên màn hình lớn xoay càng dài đại biểu lần này rút ra nhân vật cao cấp bàn quay đình chỉ chuyển động trên màn hình xuất hiện thân ảnh to lớn khuôn mặt tuổi trẻ nhưng ánh mắt tang thương đôi mắt cũng là điểm thu hút nhất trên người hắn đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào không chỉ không có tình cảm còn không có linh động không có quá khứ hiện tại và tương lai thậm chí không có tất cả mà giống như lỗ đen người nào lâm vào trong đó đều không tự kiềm chế được tâm thần tô tính rung động hắn mơ hồ đoán được cái gì nhưng lại không có nói ra lúc này hệ thống lại nói chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật quan thất kèm theo công pháp tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đại giang nam bắc khí công tiểu cầm nã thủ đánh giá đẳng cấp nhân vật tứ tinh nữa đánh giá đẳng cấp công pháp từ tam tinh nữa đến tứ tinh chú ý bởi vì ký chủ rút ra nhân vật có kèm theo một môn công pháp tứ tinh nữa cho nên lần rút thưởng này không ủng hộ dùng giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra hơn nữa có 60% tỷ lệ rút không trung. Tô tính thật sự khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới lần rút thưởng hiện tại có thể rút trúng quan thất trong tứ đại cao thủ, quan một đáng. Mê thiên minh thất thánh chủ, hắn xứng đáng là người mạnh nhất trong tiểu thuyết ôn Thụy An. Hắn đã từng dùng thân trọng thương, lợi dụng nội lực tuyệt thế phá tan cổ thuật, kịch độc cấm chế, nên chiến mễ thương khung, ngô kinh đào, vô tình, thích thiếu thương, chu nguyệt minh, phương ứng kháng, địch phi kinh hơn 10 cao thủ, có thể nói đương thời vô địch. Trong võ công của quan thất, tô tính rất muốn nhất chính là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Quan thất kinh tài tuyệt diễm, hắn phát huy kiếm khí tới mức tận cùng, cũng là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí trong truyền thuyết. Tô tính nguyện nhất định phải có công pháp này nhưng đáng tiếc là công pháp tứ tinh nữa nên không thể dùng giá trị phản phái lựa chọn, hơn nữa tỷ lệ thất bại cao, tới 60%. Tô tính nhớ rõ lần trước hắn rút được hùng bá chỉ có 40% thất bại mà thôi. Tôi tính nghi vấn điểm này, hệ thống giải thích, đều là công pháp tứ tinh nữa nhưng uy lực khác nhau, tiềm lực cũng khác nhau, cho nên tỷ lệ thất bại cũng sẽ biến hóa, tô tính cao mày, hắn nhất định phải có tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, nếu như vậy chỉ có thể đánh cực vận khí, là một phần ba vận khí, dùng 6.000 điểm giá trị phản phái gia tăng 60% xác suất thành công, tô tính cắn răng nói, gia tăng 60% xác suất thành công hoàn thành. Hiện tại bắt đầu rút ra, trên màn hình lớn, Kim đồng hồ qua lại tại ba môn công pháp bên trong chuyển động, cuối cùng rơi ở trong đó một môn công pháp phía trên, cũng làm cho tô tính tim đập nhanh mấy nhịp. Tô tính đầu nhập vào lần rút thưởng này cao nhất từ trước đến nay, hắn dùng tới 6.000.000 điểm giá trị phản phái đánh cực tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chúc mừng ký chủ rút tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, đánh giá đẳng cấp tứ tinh nữa. Nghe âm thanh hệ thống, tô tính lập tức thở ra một hơi, hệ thống cũng không có hãm hại hắn trước kia tô tính rút ra hùng bá, rút ra hoài âm trương hầu nhưng không có rút trúng công pháp tứ tinh nữa. Lúc này tô tính đầu nhập nhiều như vậy mới thành công một lần. Sau khi đạt được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, tô tính xem công, pháp, dựa theo công pháp miêu tả, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí có năm trọng cảnh giới. Thời điểm bắt đầu là, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, về sau tiến hóa gọi là, phá thể vô hình kiếm khí, cũng không phân biệt hậu thiên hay tiên thiên, về sau gọi là, vô hình kiếm khí, không cực hạn trong hay ngoài cơ thể, kiếm khí dung nhập không gian. Kế tiếp là, kiếm khí, lúc này một cái nhíu mày cũng có thể dùng kiếm khí, tùy tâm sở dục, kiếm khí tùy tâm mà sinh, đến cảnh giới cuối cùng không còn là kiếm, chỉ còn lại khí đầy trời tràn ngập thiên địa, có thể nói tạo thành lĩnh vực như thần ma. Tô tính có được 5% độ thuần thục, cảnh giới của hắn hiện tại là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tô tính đạt được ước muốn nhưng phải thay đổi cách dùng rút thưởng cao cấp trong lần rút thưởng hiện tại, Tô Tính đã ném sạch tích lũy của mình, cho dù cuối cùng đạt được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nhưng chỉ còn lại 479 điểm giá trị phản phái, còn kém xa lắm mới có thể hối đoái binh khí huyền cấp. Ban đầu Tô Tính muốn hối đoái một thanh binh khí địa cấp cần 3.200 điểm giá trị phản phái, hiện tại trong tay Tô Tính còn 4 lần rút thưởng cao cấp, có thể hối đoái thành 2.400 điểm giá trị phản phái, hơn nữa còn thừa 479 điểm nhưng không gom đủ 3.200 điểm. Tô tính còn thừa 32 lần rút thưởng sơ cấp nhưng đáng tiếc cũng không đủ, cho nên tô tính đành phải lui mà cầu việc khác. Hắn đổi 3 lần rút thưởng cao cấp đổi thành 1.800 điểm giá trị phản phái, hối đoái một thanh binh khí huyền cấp và còn thừa lại 679 điểm. Hắn sẽ dùng giá trị phản phái liền đổi tiêu hao phẩm vào lúc nguy cơ, cho nên tô tính không định vận dụng. Hắn còn một lần rút thưởng cao cấp, tô tính chỉ có thể cực vận may đổi ba lần rút thưởng cao cấp hối đoái thành giá trị phản phái, còn thừa một lần tiến hành rút ra, chỉ định lựa chọn công pháp, bàn quay lại xuất hiện trên màn hình lớn, lúc lần này xuất hiện hình tượng phiên tăng. Ban đầu tô tính tưởng rằng rút trúng cưu ma trí, sau khi tô tính nhìn thấy tướng mạo phiên tăng liền bỏ đi suy nghĩ lúc trước, dung mạo phiên tăng tuấn tú yêu dị, hai khép hờ bắn ra hàng quan kinh người, người nào nhìn hắn cũng có cảm giác hắn là Phật Đà, hắn đứng ở nơi nào cũng sinh ra khí chất siêu phàm thoát tục. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật bác sư ba, kèm theo hai môn công pháp diệt thần trưởng, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, đẳng cấp nhân vật tứ tinh, đẳng cấp công pháp từ tam tinh nửa đến tứ tinh, ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ hội rút ra, cũng có thể lựa chọn tốn hao 3.200 điểm giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra. Bác sư ba, tô tính lập tức vui mừng, xem ra hôm nay nhân phẩm bộc phát, bác sư ba mang hai chủng công pháp, tô tính thấy uy lực diệt thần trưởng còn không tệ nhưng không mạnh bao nhiêu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lại rất hữu dụng, thần cung cảnh dẫn lực lượng thiên địa luyện hóa thần cung mi tâm, hiện tại tô tính đã có thể sơ bộ cảm giác tinh thần lực bản thân, vừa vặn hắn hắn có sở đoạn là tinh thần, trong giang hồ có không ít công pháp tu luyện tinh thần nhưng nổi danh nhất nhất định là huyễn ma đạo và bạch liên giáo, tô tính đã giao thủ với dưỡng tịch tuyết, ảo thuật của nàng rất mạnh, mạnh đến mức chỉ cần tô tính hơi không chú ý sẽ lâm vào trong đó. Tôi tính chưa từng giao thủ với người Bạch Liên Giáo nhưng từ việc Kim Vũ Lâm là cao thủ Hóa Thần Cảnh bị mê hoặc thành Tay Sai, có thể nghĩ tâm pháp Bạch Liên Giáo cường đại cỡ nào. Trước kia không có bí pháp tinh thần, tôi tính rất cẩn thận khi gặp đối thủ Am Hiểu Tinh Thần, cẩn thận, lại cẩn thận. Nếu hiện tại có được Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, tôi tính sẽ đền, bù được sở đoạn của bản thân. Tôi tính chuẩn bị dùng giá trị phản phái còn lại lựa chọn binh khí huyền cấp. Trong cửa hàng hệ thống có nhiều binh khí huyền cấp đao thương kiếm kích và các loại binh khí kỳ môn cộng lại có hơn trăm loại, tìm cả buổi cuối cùng tô tính tìm được binh khí mình cần. Hối đoái sắc vi kiếm, chúc mừng ký chủ hối đoái sắc vi kiếm thành công, khấu trừ 1.600 điểm giá trị phản phái, một thanh kiếm đỏ như máu xuất hiện trong tay tô tính, thanh kiếm có vỏ kiếm cũng đỏ thẫm như máu, nó tỏa ra màu sắc đầy yêu dị. Thanh sắc vi kiếm là bội kiếm của nhân vật phản diện thế thân Yến Nam Phi trong thiên nhai minh nguyệt đao. Sắc vi kiếm không chỉ vô cùng sắc bén, kiếm không ra khỏi vỏ vẫn có thể giết người. Vỏ kiếm sử dụng huyết sắc tường vi thấm nước đổi thành màu đỏ nhuộm thành, huyết sắc tường vi chính là hoa tường vi dùng năm loại độc huyết nuôi dưỡng mà thành. Yến Nam Phi dùng huyết sắc tường vi nhuộm đỏ sắc vi kiếm, trên vỏ kiếm cũng có độc tính mãnh liệt, lần này thu hoạch tương đối khá, tô tính trực tiếp rời khỏi hệ thống. Sắc vi kiếm bị tô tính treo bên hông, về phần lai lịch, hắn cũng không sợ người khác hoài nghi, hắn nói thành chiến lợi phẩm khi đồ tông diệt môn sau khi đồ diệt năm tông môn trong đó hắn tìm được một thanh binh khí huyền cấp thanh kiếm này là kiếm mảnh nó không hợp với thói quen của tô tính hắn liền ban thanh kiếm cho lý phôi chỉ có điều lý phôi trước kia dùng trường kiếm bỗng nhiên hiện tại thay đổi mảnh kiếm lại phải quen thuộc lần nữa nó không hợp với võ đạo đã định hình của lý phôi cho nên lý phôi liền không muốn trong thủ hạ tô tính người sử dụng kiếm mảnh duy nhất chính là triệu nhất minh nhật nguyệt song kiếm của hắn vốn là một âm một dương một kiếm đại khai đại hợp, một kiếm mau lệ tàn nhẫn. Triệu Nhất Minh dùng kiếm bảnh làm nguyệt kiếm nên rất thích hợp khi sử dụng. Triệu Nhất Minh béo vệ thu được binh khí huyền cấp dẫn tới các tổng bộ đầu châu phủ khác ghen ghét. Phải biết rằng binh khí huyền cấp quá khó có được, hơn nữa cho dù đạt được chưa chắc thích hợp với mình, cho nên có một ít võ giả hóa thần cảnh chưa chắc có binh khí huyền cấp tiện tay. Hiện tại bị Triệu Nhất Minh đạt được xem như vận khí hắn tốt. Cô tính đi ra ngoài gọi đám người Hoàng Bỉnh Thành, hắn thuận tiện giao du long kiếm cho Lý Phôi, nói, thanh kiếm này thuộc về ngươi. Đám người Lý Phôi cũng nhìn thấy sắc vi kiếm đỏ rực bên hông Tô Tính, biết rõ Tô Tính có bội kiếm mới cho nên giao du long kiếm cho Lý Phôi, trong mắt mọi người sinh ra thần thái hâm mộ. Binh khí hoàng cấp cũng phân tốt xấu, thanh du long kiếm của Tô Tính chính là hàng cực phẩm trong binh khí hoàng cấp, thậm chí công hiệu của nó còn vượt qua binh khí huyền cấp. Mọi người hâm mộ thì hâm mộ nhưng không có ai ghen ghét. Lý Phôi đi theo tô tính từ tương nam tới nơi này, có thể nói là tâm phúc trong tâm phúc, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Đừng nhìn Lý Phôi hiện tại mới có thực lực linh khiếu cảnh, đám người lục tục từng âm thầm giao thủ với Lý Phôi nhưng kết quả lại một đấu một không có người nào thắng nổi Lý Phôi. Chính bởi vì như thế mọi người chỉ có thể hâm mộ Lý Phôi, đồng thời cảm thán lão đại ra tay hào phóng, binh khí hoàng cấp trân quý như vậy tiện tay là có thể tặng người. Lý Phôi rất lạnh nhạt, hắn tiếp nhận trường kiếm của Tô Tính sau đó chấp tay, cảm tạ. Lý Phôi sớm biết Tô Tính hào phóng, tử hà thần công dư sức làm công pháp trấn tông ở thế lực nhất lưu, kết quả lại bị Tô Tính giao cho hắn học tập, binh khí hoàng cấp tính là cái gì chứ? Lão Hoàng, lại đi giao thiếp mời tới tất cả thế lực võ lâm Giang Nam Đạo, 10 ngày sau đến Giang Nam phủ nghị sự, ta xem lần này không có bao nhiêu thế lực dám không tới dâu, Tô Tính phân phó nói. Nghe xong lời này Hoàng Bỉnh Thành lập tức đắc ý cười lớn, hắn đi giao thiệp mời ba lần trước quá mức nghẹn khuất lần thứ nhất người ta chỉ lá mặt lá trái lần thứ hai người ta cho rằng hắn bệnh chờ tới lần thứ ba còn lười gặp mặt hắn hơn nữa hắn còn bị người ta đánh một trận lúc này lục phiến môn giang nam đạo đã đánh ra uy danh khắp võ lâm giang nam đạo uy danh hiển hách sau khi diệt năm đại tông môn còn gió hoàng bỉnh thành đi giao thiệp mời lần này sẽ có đại ngộ khác biệt phân phó hoàng bỉnh thành đi giao thiệp mời tôi tính lại nhìn sang đám người lý phôi các ngươi nhân thời gian này chuẩn bị một chút chúng ta sẽ chọn đệ tử thiên tư tâm tính tốt khắp lục phiến môn các châu phủ cũng tập trung bồi dưỡng bọn họ nhớ kỹ thà thiếu không ẩu ta cần tinh nhuệ lý phôi gật gật đầu dù sao hắn chỉ cần chấp hành nhiệm vụ tô tính bàn giao là đủ nhưng đám người lục tục vẫn không hiểu tô tính làm thế để làm gì tô tính gõ cái bàn thản nhiên nói trọng chấn uy danh lục phiến môn giang nam đạo đã hoàn thành cấp trên cũng cần ban thưởng cho chúng ta hơn nữa ta nói rồi, đi theo ta các ngươi sẽ không hối hận, hiện tại vị trí phó tổng bộ đầu giang nam đạo vẫn còn trống, ta chuẩn bị đề nghị với cấp trên nâng các ngươi lên vị trí phó tổng bộ đầu, cho nên các ngươi nhất định phải bồi dưỡng một đám tinh nhuệ cho mình với tư cách là chiến lực mạnh nhất lục phiến môn giang nam đạo. Nghe xong lời này, Triệu Nhất Minh có tâm hướng võ đạo còn dễ nói, hắn vốn không có hứng thú với quan chức nhưng đám người lục tục và lưu hạo hưng phấn nhất, lục tục xuất thân thế gia lục phiến môn, Gia Gia hắn theo thiết ngạo từ ngày đầu thành lập lục phiến môn, cũng là nhóm bộ đầu đầu tiên của lục phiến môn. Cuối cùng lục gia hắn chỉ có thể làm tới vị trí tổng bộ đầu châu phủ mà thôi, hắn hiện tại có khả năng đột phá cực hạn lục gia nhà hắn. Về phần lưu hạo càng thụ sủng nhược kinh, kỳ thật trong thủ hạ của Tô Tín, lưu hạo là người cẩn thận nhất. Tô Tín đưa ra quyết định gì, lưu hạo chỉ cần trung thực đi chấp hành mệnh lệnh của Tô Tín là tốt rồi, ai bảo hắn lúc trước thu chỗ tốt của lôi viễn đối nghịch với Tô Tín mặc dù nói tô tính tha hắn một lần lưu hạo vẫn bận tâm địa vị của mình trong suy nghĩ tô tính cho nên hắn vẫn biểu hiện cẩn thận hắn trông mà thèm vị trí phó tổng bộ đầu gian nam đạo nhưng lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ rơi vào đầu mình đối với tô tính mà nói hắn không có ý định vẫn nắm vị trí phó tổng bộ đầu gian nam đạo trong tay không buông lục phiến môn các đạo khác vẫn thường xảy ra phó tổng bộ đầu tranh quyền đoạt lợi với tổng bộ đầu bằng mặt không bằng lòng các loại tô tính không cần lo lắng việc này những người khác không dám nói nhưng đám người lục tục được tô tính lựa chọn bồi dưỡng, tối thiểu hiện tại bọn họ không dám mượn vị trí tổng bộ đầu châu phủ của mình đòi hỏi cái gì. Về phần bồi dưỡng một đám tinh nhuệ, tô tính đã sớm muốn làm việc này, giống như khi hắn còn ở thường ninh phủ phi ưng bang, chiến đường là nơi chuyên phụ trách chiến đấu, quản lý địa bàn giao cho người rảnh rỗi làm, hiện tại đổi thành giang nam đạo cũng giống như vậy, Giang Nam đạo địa bàn lớn như thế đương nhiên không thể mỗi lần ra tay đều tập kết lực lượng từ các châu phủ, như vậy không chỉ chậm mà còn dễ phạm sai lầm, cho nên Tô Tính mới chuẩn bị bồi dưỡng một chi tinh nhuệ, một chi tinh nhuệ chỉ phụ trách chiến đấu, bổng lộc mỗi tháng còn cao hơn các bộ khoái bình thường nhiều, đương nhiên tính nguy hiểm cũng cao hơn các bộ khoái ở châu phủ nhiều lắm. Tô Tính đang ở chỉnh hợp chế độ lục phía môn, ba thế lực nhất lưu cửu huyền kiếm tông đã sắp buồn bực tới chết, toàn bộ Giang Nam đạo rối loạn. Hiện tại lực khống chế của bọn họ với giang nam đạo đã không còn, cho dù bọn họ phái võ giả hóa thần cảnh đi điều tiết xung đột nhưng có chút thế lực bằng mặt không bằng lòng. Ba thế lực các ngươi mạnh, ta biểu hiện thách khí với ngươi nhưng nên đánh vẫn phải đánh, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Nếu như chỉ một thế lực làm như vậy không dễ nói, ba thế lực nhất lưu dùng lực áp người cũng không sợ người ta không phục, nhưng bất đắc dĩ tất cả thế lực võ lâm giang nam đạo đều làm như vậy, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng ba thế lực nhất lưu các ngươi mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể mạnh tới mức đối địch với toàn bộ võ lâm giang nam đạo hay sao rơi vào đường cùng ba thế lực võ lâm chỉ có thể cầu viện tiêu gia dù sao tiêu gia mới là người cầm quyền giang nam đạo chân chính tiêu gia chỉ cần vừa lên tiếng võ lâm giang nam đạo ai dám nói chữ không cuối cùng việc cầu viện tiêu gia rơi vào đầu ba người tôn càng mấy ngày qua các võ giả hóa thần cảnh đi tới các thế lực giang nam đạo điều tiết tranh chấp căn bản không có người phái đi cho nên nhiệm vụ này rơi xuống đầu bọn họ. Đám người tôn càng đành phải buông suy nghĩ đối phó tô tính lúc trước, ba người chuyên tâm cầu trợ tiêu gia. Tiêu gia thân là thế gia đứng đầu lục đại thế gia, đệ tử gia tộc và môn khách đông đảo, cho nên nơi ở chân chính của tiêu gia không nằm tại Giang Nam Phủ, mà là tại Sơn Trang to lớn nằm bên ngoài Giang Nam Phủ. Sơn Trang trang hoàng xinh đẹp quý khí, hoa văn trang trí vàng bạc, minh châu đính kèm, Sơn Trang còn khí khái hơn cả hoàng cung. Nhưng kỳ thật sơn trang của tiêu gia được bố trí theo phong cách hoàng thất, nói như thế nào tiêu gia cũng từng là hoàng tộc, sơn trang này ban đầu là nơi bọn họ tu kiến du ngoạn nghĩ lại, chỉ là nơi nghỉ ngơi ăn chơi của hoàng thất mà thôi. Về sau tiêu thị từ hoàng thất biến thành thế gia giang hồ nhưng sơn trang vẫn còn, hơn nửa quy mô khá lớn, kết quả liền bị tiêu gia biến thành căn cơ của mình. Kỳ thật sơn trang tư quy cách hay ngoại hình đều thuộc hoàng thất, tiêu gia không phải hoàng thất nhưng ở trong sơn trang quy cách hoàng thất việc này đã phạm húy, cho dù là đông tấn lúc trước hay đại chu hiện tại đều không muốn bởi vì chuyện nhỏ mà đấu sinh tử với tiêu gia, cho nên về sau cũng không ai quản nhũng việc như vậy. Ba người tôn càng đi tới trước tiêu gia, lập tức cung kính đưa bái thiếp cầu kiến tiêu gia chủ. Ba người khi ở trong tông môn chính là trưởng lão nguyên thần cảnh cao cao tại thượng Đi vào trong tông môn nhị lưu nào cũng được đối đãi như khách quý, chút thực lực bọn họ lại không là gì trong mắt tiêu gia. Ngoài sáng tiêu gia có hơn 10 võ giả nguyên thần cảnh, hơn nữa âm thầm nói không chừng còn có cường giả dương thần cảnh tìm tu. Gia đình tiêu gia đón khách đã nhìn thấy đại nhân vật, thái độ khi tiếp ba cường giả hóa thần cảnh vẫn không kiêu ngạo không xỉn nịnh, sau khi dẫn bọn họ chờ trong phòng khách sau đó đi thông tri gia chủ. Ba người tôn càng chờ một lát liền có hai người di tới, một người trung niên dáng gầy gò, trên môi hắn còn có hai hàng ria mép đi tới. Người trẻ tuổi tuấn tú là Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng, đám người tôn càng không xa lạ gì người trung niên kia, hắn chính là một trong những người cầm quyền tiêu gia hiện tại, thất gia, tiêu vô cực. Tiêu vô cực xếp thứ bảy trong dòng chính tiêu gia thế hệ hiện tại, cho nên được mọi người gọi là thất gia. Trong người cầm quyền tiêu gia thế hệ hiện tại, kỳ thật tiêu thất gia có cảm giác tồn tại cực thấp, bởi vì hắn chỉ chuyên môn tiếp khách nhân và dạy bảo đệ tử vũ kỹ mà thôi. Nhìn từ bên ngoài tiêu thất gia không quản sự, nhìn thấy người tiếp đãi lần này chính là tiêu thất gia chuyên xử lý ngoại vụ, còn có thế hệ trẻ tiêu hoàng, trong lòng ba người lập tức mát lạnh, ngay cả như vậy bọn họ cũng phải làm cho xong việc tông môn giao phó, ba người tôn càng lập tức chắp tay nói, bái kiến tiêu thất gia, tiêu vô cực lúc này tươi cười mời ba người ngồi xuống, ba vị không cần đa lễ, đều ngồi đi, không biết ba vị tới nơi này cần gì hay sao, tôn càng ho khang một tiếng nói, tiêu thất gia, tô tính thống lĩnh lục phiến môn giang nam đạo đã quấy rối võ lâm giang nam đạo, hiện tại võ lâm giang nam đạo đều hỗn loạn, tất cả thế lực võ lâm đều công phạt lẫn nhau, xung đột không ngừng, tô tính càng tàn nhẫn trực tiếp diệt năm nhị lưu thế lực, còn trực mũ bọn họ là cấu kết dư nghiệp ngô quốc. Nếu bọn họ cấu kết dư nghiệp ngô quốc thì đám dư nghiệp ngô quốc cũng không thảm bại thê thảm trên Giang Nam Hội A. Giang Nam Đạo là Giang Nam Đạo của chúng ta, tô tính lúc này hô phong hoáng vũ, chúng ta cũng không thể bỏ mặt mặt kệ A. Tôn càng nói xong lời này liền nhìn sang tiêu vô cực, ai ngờ tiêu vô cực vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn mà không nói chuyện rơi vào đường cùng tôn càng đành phải nói rõ một ít thất gia ta nói rõ hiện tại ba nhà chúng ta không trấn áp được các thế lực võ lâm khác với uy danh của tiêu gia tại giang nam đạo chỉ cần tiêu gia mới mở miệng giang nam đạo không có thế lực nào không cho tiêu gia mặt mũi cho nên chúng ta muốn mời tiêu gia đi ra chủ trì đại cục nếu không tiếp tục đánh nữa võ lâm giang nam đạo chắc chắn sẽ bị phế nghe được tôn càng nói như vậy tiêu vô cực bất đắc dĩ nói công huynh quý huynh công dương huynh Ta nói rõ với các ngươi một chút, nếu Tiêu gia ta có thể quản thì sớm quản rồi, nhưng hiện tại hành quân đại tổng quản cổ Đông Lai đang nhìn chằm chằm vào cửa Tiêu gia, ngay cả quân doanh của hắn cũng nằm cách Tiêu gia ta không xa, ngươi bảo chúng ta nên làm thế nào? Tiêu gia ta thật sự không quản được việc lần này, cho nên ba vị nên quay về. Đi." Ba người Tôn càng nhìn nhau, cho dù Tiêu gia không muốn quản hay không quản được, bọn họ cũng không có khả năng buộc ba người làm gì ba người rơi vào đường cùng đành phải chấp tay cáo từ rời đi. Đợi đến lúc ba người đều đi rồi, nụ cười ấm áp trên mặt Tiêu Vô Cực cũng biến mất, trong mắt hắn mang theo thần thái lạnh lùng, Tiêu thất gia như vậy mới thật sự là Tiêu thất gia. Tiêu Hoàng vẫn không nói chuyện đột nhiên hỏi, "Thất thúc, lần này chúng ta thật không có biện pháp ra tay sao? Tiêu gia chúng ta là người cầm quyền chân chính tại giang nam đạo, nếu Tiêu gia thật có thể ra tay, bọn họ cũng không ngồi xem Tô Tính làm rối loạn giang nam đạo." Tiêu Vô Cực lắc lắc đầu nói: "Không thể, lần này tiêu gia chúng ta thăm dò đã chọc giận triều đình, triều đình sẽ không nhả ra nếu không nhìn chằm chằm chúng ta một thời gian, nhân sinh như ván bài, thua phải bị phạt, chúng ta đánh giá sai lực lượng triều đình, hiện tại giám thị ngay trước cửa cũng bình thường." Tiêu Hoàng chấp tay hỏi: "Tiêu gia chúng ta thua?" Tiêu Vô Cực cười lắc lắc đầu nói: "Không tính thua nhưng không tính thắng, chúng ta đánh giá sai lực lượng triều đình nhưng cũng biết tình hình triều đình hiện tại, xem như trao đổi a." À? ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chuyện tại Giang Nam Đạo nên do bọn họ giải quyết là tốt rồi, thế lực tiêu gia chúng ta quá lớn làm người ta bất an, nếu như lại nắm lấy Giang Nam Đạo sẽ càng làm lòng người bất ổn, tiêu vô cực quay người rời đi, tiêu hoàng đứng tại chỗ sau đó phân phó hạ nhân, công tử có gì phân phó, hạ nhân cung kính hỏi, phái người đi kiếm thần Sơn đưa thiếp mời với vô song kiếm lâm khiếu. Nói ta có kiếm điển thượng cổ mời hắn xem xét, tiêu hoàng thản nhiên nói, lúc này bên ngoài tiêu gia, đám người tôn tràng rất phiền muộn tiêu gia không muốn quản gian nam đạo sẽ rối loạn không chịu nổi lúc này quý vô không lại nói tiêu gia mặc kệ chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp các ngươi còn nhớ rõ ta nói kế hoạch lần trước hay không tôn tràng và công dương vô toán lập tức kinh ngạc ngươi nói muốn mượn tay người khác tiêu diệt tô tính hay sao quý vô không gật gật đầu tôn tràng lắc lắc đầu nói muộn rồi hiện tại đại thế của tô tính đã thành cả gian nam đạo bị hắn làm rối loạn lúc này giết hắn thì có thể làm được gì, húng hồ tô tính huyết tẩy năm thế lực nhị lưu đã sớm hù dọa thế lực võ lâm giang nam đạo, thời điểm này còn có kẻ ngu ngốc nào nghe khích bác, quý vô không cười âm lãnh nói, tại sao không dùng được. Tô tính muốn võ lâm giang nam đạo đại loạn từ trên xuống dưới, nếu như chúng ta giết hắn, sau đó lại trấn áp từng nhà một, không hắn đứng sau quấy rối. Cho dù khống chế cả Giang Nam Đạo cũng phải trấn áp một nửa Giang Nam Đạo mới được, Tôn Càng Cao Mày nói vậy ngươi chuẩn bị đi tìm ai bây giờ? Dùng thực lực tô tính hiện tại, trừ võ giả tốt 10 nhân bản ra, chỉ sợ không còn kẻ nào làm gì được hắn, ngươi tìm võ giả nguyên thần cảnh ra tay áo. Tô tính thân phận quá mức mẫn cảm, hơn nữa hiện tại ánh mắt triều đình đang tập trung vào giang nam đạo, có võ giả nguyên thần cảnh nào mạo hiểm chọc giận triều đình đi giết tô tính chứ, cho dù thời điểm hiện tại xuất số tiền lớn mời sát thủ huyết y lâu đến, huyết y lâu cũng sẽ không nhận tờ đơn này. Công Càng lắc đầu, nếu có thể giết, bọn họ đã sớm giết Tô Tính rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Quý vô không cười lạnh một tiếng nói, ai nói với các ngươi thực lực không đủ còn có thể giết người. Ám khí đường môn, cơ quan thuộc mặt môn, những thứ này cho người thực lực không đủ cũng có thể giết người. Công Càng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn quý vô không, ngươi chuẩn bị sử dụng những thứ này. Người nọ làm sao bây giờ, ám khí đường môn và cơ quan mặt môn rất thưa thớt nhưng vẫn có thể tìm được trên giang hồ, đặc biệt đối với đại phái nhất lưu muốn thu những thứ như vậy không khó khăn. Có một ít con cái trưởng lão hoặc là trưởng môn thực lực còn yếu, những đại nhân vật như vậy sẽ nghĩ biện pháp giao ám khí đường môn hoặc cơ quan mặt môn hộ thân. Cho dù có ám khí và cơ quan nhưng vẫn có một vấn đề lớn, gia tộc bọn họ còn có tử sĩ chung với bọn họ, nếu vận dụng tử sĩ sẽ liên quan tới bọn họ cho nên không thể thực hiện được, tìm người bên ngoài sao, cả gian nam đạo người nào không biết uy danh tô tính muốn tìm võ giả tiên thiên ám sát tô tính khó càng thêm khó tôn tràng và công dương vô toán đều đưa mắt nhìn sang quý vô không nếu hắn chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch như vậy người này phải tìm hiểu kỹ càng mới đúng quý vô không gật gật đầu nói ta thật tìm được ngươi các ngươi có nhớ việc tô tính từng diệt lãnh nguyệt đường hay không tôn tràng cùng công dương vô toán gật gù vừa mới qua đi mấy ngày bọn họ làm sao có khả năng đã quên quý vô không nói lãnh nguyệt đường liên minh sơn cũng xem như một nhân vật kỳ thực lãnh nguyệt đường của hắn thế hệ này có hai đệ tử thiên phú không tồi một tên trong đó cướp được từ thiết kiếm môn mà một người khác chính là con trai hắn liên nguyệt hải liên minh sơn giả tâm rất lớn con trai của hắn thiên phú còn cao hơn tên đệ tử cướp được nhưng hắn lại không lưu con trai bên cạnh mình trái lại hắn đưa con trai đi thất hùng hội trong thiên hạ thất bang học nghệ hiện tại con trai độc nhất của hắn đột phá thần cung cảnh đồng thời trở thành một hương chủ thất hùng hội ngày thứ hai lãnh nguyệt đường bị diệt ta đã phái người đi thông báo cho hắn hiện tại liên nguyệt đang ở lạc vũ sơn trang của ta tôn tràng và công dương vô toán đều nhìn thẳng vào quý vô không một chút đồng thời nội tâm sinh ra cảnh giác quý vô không tính toán quá nhiều rồi quan trọng nhất hắn còn làm những việc này sau lưng bọn họ hiện tại ba thế lực nhất lưu bọn họ liên hợp với nhau hắn còn có thể tính toán như thế càng không nói những thời điểm khác quý vô không hoặc nói lạc vũ sơn trang sẽ làm ra bao nhiêu mờ ám Cùng lúc đó Hoàng Bỉnh Thành cũng bắt đầu phát thiệp mời trong Giang Nam Đạo, lần này toàn bộ thế lực võ lâm Giang Nam Đạo không kẻ nào dám không cho tô tính mặt mũi, nhìn thấy Hoàng Bỉnh Thành đến đưa thiệp mời, thái độ bọn họ tốt tới mức như đối đãi với tô tính. Hiện tại toàn bộ võ lâm Giang Nam Đạo đều nhìn rõ ràng, tiêu gia không muốn quản sự, ba đại thế lực nhất lưu không thể áp chế tô tính, dùng thực lực lục phiến ngôn Giang Nam Đạo có thể nói muốn diệt thế lực nhị lưu nào liền diệt thế lực nhị lưu nào đừng xem lục phiến môn giang nam đạo hiện tại không có cường giả nguyên thần cảnh, nhưng ôn minh ngự cùng quan kiếm không và mấy thế lực khác hợp tác với tô tính. huống hồ cho dù không có đám người ôn minh ngự, tô tính chỉ cần tùy tiện tìm thế lực võ lâm nói muốn hợp tác với bọn họ diệt thế lực khác, trưởng môn của bọn họ sẽ không nói điều kiện và đáp ứng. Kết quả sau 10 ngày, toàn bộ Giang Nam đạo từ thế lực tam lưu nhỏ bé đến mấy chục thế lực nhị lưu đều phái người đi tới Giang Nam phủ tham gia nghị sự thậm chí gia chủ những thế lực tam lưu tự mình tới bày tỏ thành ý người thế lực võ lâm quá nhiều chỉ có người thế lực nhị lưu phái tới mới có tư cách vào trong đại sảnh người thế lực tam lưu chỉ có thể đứng ngoài nghe mà thôi mọi người chờ thêm một lúc tôi tính mang theo lý phôi và một đám tổng bộ đầu châu phủ lục phiến môn châu đi vào bọn họ đứng thủ hộ bên cạnh xin chào tô đại nhân các thế lực võ lâm vội vàng đứng chấp tay chào thậm chí có một ít cường giả nguyên thần cảnh không có chút bất mãn nào thấy cảnh như vậy những bộ đầu cũ trong lục phiến môn như lục tục cảm khái không thôi trong trí nhớ lục tục lục phiến môn giang nam đạo có cảnh tượng uy phong như thế là vào thời đại gia gia của hắn đại chu vương triều công chiếm giang nam đạo là thời điểm sắp bình định trung nguyên mới có uy thế như hiện tại nhìn thấy cảnh tượng vài chục năm không nhìn thấy những việc này chỉ diễn hơn hơn một tháng sau khi tô tính đến đây mà thôi điều này làm cho lục tục cảm khái quả nhiên bọn họ không theo lầm người có điều lúc này có một ít trưởng môn thế lực võ lâm cảm thấy không thoải mái, nhớ lúc đầu bọn họ không đặt tô tính vào trong mắt, ba lần trước tô tính đưa thiệp mời đến nhưng bọn họ vẫn ôm thái độ xem thường, kết quả hiện tại ngược lại tốt rồi, bản thân mình còn phải đích thân tới gặp tô tính, trên người tô tính mặc quan phục màu đỏ đen của tổng bộ đầu lục phiến môn, hắn phất tay bảo mọi người ngồi xuống, hắn cũng ngồi trên chủ vị, khí thế trên người không kém gì những cường giả nguyên thần cảnh. Khí thế không phải chỉ dựa vào thực lực, hơn nữa còn liên quan đến tâm tình. Tô tính cho rằng mình không kém hơn võ giả nguyên thần cảnh bao nhiêu cho nên khí thế của hắn cũng biến hóa rất lớn, cũng không phải hắn tự phụ mà là tự tin, huống hồ chiến tích tô tính hiện tại có tư cách tự tin như vậy. Chư vị, ngày hôm nay gọi mọi người tới đây chỉ có một nguyên nhân đơn giản, Giang nam đạo chúng ta nên có quy củ mới, tô tính nhìn mọi người chung quanh và nói, không có quy củ không thành vuông tròn, võ lâm Giang nam thế lớn, các thế lực công phạt lẫn nhau làm hỗn loạn không chịu nổi, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm, nghe được tô tính nói chuyện vô liêm sĩ như vậy, trưởng môn đông đảo thế lực mắng to chửi trong lòng không dứt, giang nam đạo hỗn loạn như hiện tại còn không phải tô tính ngươi làm ra sao, kết quả hiện giờ ngươi nói mọi người thảo phạt lẫn nhau hỗn loạn không ngừng, việc này không phải lục phiến môn giang nam đạo muốn hay sao, lúc này ôn minh ngự đứng hàng đầu tiên mở miệng cười hỏi, không biết tô đại nhân muốn lập quy cũ là cái gì ôn minh ngự hiện tại trong mắt thế lực giang hồ tương đương với chó săn triều đình mặc dù nói nếu thay đổi vị trí của bọn họ với ôn minh ngự bọn họ cũng sẽ lựa chọn như ôn minh ngự nhưng việc này không trở ngại bọn họ mắng chửi ôn minh ngự để biểu hiện nghẹn khuất của bản thân những thứ đồ này ôn minh ngự đều biết vì lẽ đó hắn lúc này mới đi sát đằng sau tô tính bước chân chỉ cần lục phiến môn giang nam đạo còn tồn tại trong giang nam đạo một ngày như vậy ôn gia sẽ không suy sụp vì lẽ đó tô tính vừa mở miệng ông minh ngự đã lập tức tiếp lời lúc này đám người quan kiếm không cũng phụ họa chờ tô tính nói tiếp tô tính gõ gõ bàn nói quy củ của ta rất đơn giản phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục trật tự gian nam đạo cũng không thể hạn chế mọi người quá nhiều hiện tại hỏa khí của các vị trong gian nam đạo rất lớn cả ngày đánh tới đánh lui nếu như thật sự đánh ra kết quả tốt thì tốt nếu như đụng phải hai thế lực ngang nhau đánh tới đánh lui đánh thành dàn co sẽ lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương vừa nghe Tô Tính nói lời này, mọi người nhất thời gật đầu, những ngày qua bọn họ phát hiện một vấn đề lớn, toàn bộ võ lâm giang nam đạo bị kiếp nổ đánh nhau, các nhà có oán báo oán, có thù báo thù, có một ít thế lực nhìn thấy lợi ích trước mắt liền khai chiến, trong đó nếu có người chiếm đoạt thế lực khác thành công thì thực lực tăng lên rất mạnh. Nhưng cũng có càng nhiều môn phái đánh tới đánh lui chỉ tiêu hao tài nguyên và đệ tử nhưng không thể diệt đối phương, dẫn đến lưỡng bại câu thương, từ đó không ai đạt được chỗ tốt. Chuyện như vậy cũng chỉ có võ lâm Giang Nam Đạo bị trấn áp tới tận cùng mới phát sinh. Trong Giang Nam Đạo, mỗi thế lực võ lâm đều có ân oán với nhau, nhất định sẽ xung đột ma sát với nhau một trận, chiến đấu chân chính còn phải chờ một phương có đủ tự tin mới bắt đầu. Võ lâm Giang Nam Đạo đã bị trấn áp thời gian quá lâu, bọn họ bỏ qua mấy bước trung gian, vừa bắt đầu đã thảo phạt không ngừng nghỉ, tiếp tục như vậy kết quả là lưỡng bại câu thương. Chủ sự các thế lực không phải người ngu, trừ một ít thế lực đã giết đỏ mắt ra, đại đa số thế lực võ lâm đã bắt đầu giảm bớt tiết tấu công kích nhưng nếu như thật sự từ bỏ thì bọn họ còn không cam lòng dù sao thù hận quá lớn đệ tử song phương chết nhiều như vậy hiện tại bỗng nhiên dừng tay đổi thành ai cũng không cam lòng tôi tính nhìn sang mọi người phía dưới và cao giọng nói bởi vì như vậy ta mới nghĩ ra một biện pháp nếu như hai bên thế lực ngang nhau không phân thắng bại lại không cam lòng bỏ qua như thế như vậy có thể mời lục phiến môn chủ trì đánh cực sinh tử lôi quy mô sinh tử lôi sẽ do các vị tự mình thương lượng và quyết định thế hệ tuổi trẻ có thể lực lương trung kiên tông môn cũng được thậm chí cường giả nguyên thần cảnh đối chiến cũng không sao chỉ một trận chiến phân thắng thua tiền đặt cược giao cho lục phiến môn giữ sau khi sinh tử lôi kết thúc sẽ do lục phiến môn giao cho tông môn thắng lợi các ngươi cũng biết tính dự của lục phiến môn chúng ta tiền đặt cược do lục phiến môn giữ vô cùng an toàn các vị thấy quy củ như thế nào đông đảo môn phái liếc mắt nhìn nhau phát hiện tô tính nói quy củ này không tồi, sinh tử lôi sẽ chết người nhưng chỉ chết một hai người liền kết thúc chiến đấu, còn có thể thu được tiền đặt cược của đối phương, tổng thất còn nhỏ hơn tông môn đại chiến. Những võ giả tông môn khác có lòng đồng ý nhưng người ba thế lực nhất lưu lại âm thầm lo lắng. Ba thế lực nhất lưu cũng có phái người tới tham gia nghị sự, bọn họ phái tới không phải võ giả nguyên thần cảnh, chỉ là vài tên võ giả thần cung cảnh mà thôi. Phái võ giả nguyên thần cảnh đến nói rõ bọn họ để mắt tô tính, bọn họ lại không phải đám người ôn minh ngự, đương nhiên sẽ không tới tham gia nghị sự do Tô Tính tổ chức. Tô Tính quyết định nhìn từ bề ngoài như đang suy nghĩ vì võ lâm giang nam đạo, nhưng kỳ thực đang nắm thế lực võ lâm giang nam đạo trong tay, triệt để ra, tăng sức ảnh hưởng của lục phiến môn. Thân là người chủ trì lôi đài, bản thân lục phiến môn sẽ đứng ở địa vị siêu nhiên, tương đương trở thành người chấp trưởng võ lâm giang nam đạo chân chính. Trước kia ba thế lực nhất lưu trưởng khống giang nam đạo đã chơi qua chiêu này, có điều khác biệt duy nhất bọn họ không có tổ chức sinh tử lôi chỉ tổ chức võ đài phổ thông mà không thể giết người cũng bỏ tiền đánh cuộc cho nên rất nhiều người cảm thấy bất ức bọn họ từng có kinh nghiệm phương diện này biết nếu như do lục phiến môn trở thành người chủ trì tỷ thí lôi đài lục phiến môn trong cảm nhận của thế lực võ lâm giang nam đạo sẽ tăng lên rất lớn nội tâm sinh ra cảm giác kính để đối phương thanh thế vô hình này từng thuộc về tiêu gia và ba thế lực nhất lưu có điều hiện tại lại thuộc về lục phiến môn có thể nói tô tính đang dẫm lên ba thế lực nhất lưu thượng vị nên bọn họ sẽ không đồng ý. Tô tính đưa ra mới quy củ làm phần đông thế lực động tâm, nhưng không đợi đám người ôn minh ngự phụ họa theo đuôi, tên đại biểu cửu huyền kiếm tông đã lạnh lùng nói, ta không đồng ý, ánh mắt mọi người nhìn sang võ giả thần cung cảnh đại biểu cửu huyền kiếm tông, vừa thấy hắn lên tiếng bọn họ liền im lặng. Ba thế lực nhất lưu hùng bá giang nam đạo trên trăm năm, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho dù hiện tại bởi vì tô tính xuất hiện triệt để đánh vỡ quy củ đối phương định ra nhưng trước mắt bao người mọi người vẫn kiên kỵ ba thế lực nhất lưu không thôi nghe được đối phương mở miệng nên mọi người lựa chọn im lặng là vàng tên đại biểu cửu huyền kiếm tông lạnh lùng nói võ lâm giang nam đạo tự nhiên có võ lâm giang nam đạo đến phụ trách quy củ cũng phải do võ lâm giang nam đạo tự quyết định tay lục phiến môn các ngươi duỗi quá dài rồi a à. trên mặt tô tính bắn ra một tia lạnh lùng hắn nói quãng quá rộng trong thiên hạ đều là vương thổ, lục phiến môn không có tư cách quản gian nam đạo, đương nhiên tô tính ta chế định quy của ngươi cũng có thể không tuân thủ, nhưng kết quả không tuân thủ chính là chết, vừa mới dứt lời, tô tính sử dụng kiếm chỉ, kiếm khí bàn bạc bay ra từ ngón tay tô tính, kiếm khí vô hình nhưng không thể vô tướng, dù sao nó cũng là kiếm khí. Tên võ giả thần cung cảnh của cửu huyền kiếm tông không nghĩ tới tô tính bá đạo như vậy, hắn là người một lời không hợp liền động thủ, tên thần cung cảnh vội vãn rút kiếm ngăn cản kiếm pháp cửu huyền kiếm tông vô cùng thâm ảo và biến hóa phức tạp trường kiếm trong tay hắn bắn ra kiếm cương vô tận muốn ngăn cản kiếm khí vô hình nhưng hắn lại cảm giác kiếm khí mang theo lực lượng kinh thiên hai bên đối lập với nhau kết quả kiếm khí cùng bạo đánh nát trường kiếm trong tay hắn kiếm khí xông vào kinh mạch hắn và nổ tung tên võ giả thần cung cảnh ngã xuống đất mọi người trong đại sảnh khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đặc biệt là một ít võ giả nguyên thần cảnh dùng ánh mắt khó tin nhìn tô tính tô tính danh hiệu huyết kiếm thần chỉ tất cả mọi người biết rõ kiếm pháp tô tính lợi hại nhưng lại không nghĩ rằng tô tính có thể lĩnh ngộ kiếm pháp tới cảnh giới thâm hậu như vậy trên giang hồ có nhiều người sử dụng kiếm có không ít người sử dụng kiếm khí kiếm cương thiên biến vạn hóa nhưng trong cảm giác của bọn họ vừa rồi tô tính sử dụng kiếm khí vô cùng thuần túy dường như bản thân tô tính chính là một thanh kiếm ra khỏi vỏ trong cơ thể thai ngén kiếm khí đáng sợ vô cùng vô tận. Nhìn thấy kiếm khí đánh tên võ giả thần cung cảnh trọng thương, tô tính rất hài lòng về uy lực tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí có năm trọng cảnh giới, hiện tại tô tính chỉ mới nhập môn mà thôi. Hơn nữa cho dù là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đệ nhất trọng hiện tại cũng không phải đao kiếm bình thường có thể ngăn cản, đợi đến lúc đối chiến chính thức, hơn 10 đạo kiếm khí tung hoành, kiếm khí phát huy tới mức tận cùng, như vậy mới thật sự là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, chờ tới lúc đạt tới ngũ trọng, khi khí tràn bao phủ không gian, trong không gian không đâu không có kiếm khí, vì thế như thần ma giáng lâm, các ngươi không cần phải tuân thủ quy củ của ta, bảo nguyên thần cảnh của cửu huyền kiếm tông các ngươi tới nói chuyện với ta, chỉ là gia hỏa phái tới tìm hiểu tin tức cũng dám kêu gào với ta, ngươi xứng sao, tô tính lạnh lùng nhìn sang vị trí lạc vũ sơn trang và công dương thế gia hai gia hỏa chuẩn bị đứng ra kháng nghị cũng rụt cổ trở về. Tô Tính nói đúng, hắn là tổng bộ đầu gian nam đạo, người có tư cách nói chuyện với hắn chỉ có nguyên thần cảnh như tôn càng mà thôi, bọn họ không có tư cách nói chuyện. Bọn họ cũng biết tông môn phái đến đây làm gì, bọn họ chỉ tới nơi đây tìm hiểu tin tức, Tô Tính nói cái gì bọn họ trở về báo lại là được, như tên gia hỏa cửu huyền kiếm tông tùy tiện xuất đầu liền có kết cục thê thảm. Tô Tính gõ gõ cái bàn nói, được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu lập quy củ ai tán thành ai phản đối rất nhiều người có quyền nói chuyện tại đây lắc đầu bọn họ không thấy quy củ của tô tính có chỗ hỏng gì tại sao bọn họ phải phản đối dù sao chỉ cần người chủ trì sinh tử lôi không thiên vị bọn họ sẽ không có ý kiến gì thấy không người phản đối tô tính gật gật đầu quy củ của hắn chỉ làm tổn hại lợi ích ba thế lực nhất lưu nhưng có lợi với thế lực nhị lưu và tam lưu Mục đích tô tính đến Giang Nam Đạo là vì trọng chấn uy danh lục phiến môn Giang Nam Đạo, mục đích của hắn không phải hủy Giang Nam Đạo, cho nên không cần phải tiếp tục châm ngòi rối loạn, từ đó làm cả Giang Nam Đạo chinh chiến không ngớt. Huống chi nếu quả thật chinh chiến tới cuối cùng, nói không chừng khi đó cả Giang Nam Đạo sẽ sinh ra vài thế lực nhất lưu A, đến lúc đó thực lực mọi người cân đối với nhau, vậy thì nhất định không đánh nữa, ngược lại đối mặt với mấy thế lực nhất lưu cùng tồn tại, khi đó lục phiến môn khó ra tay tại Giang Nam Đạo, có khả năng biến khéo thành vụn. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Tô Tính nói tiếp, nếu như vậy ta sẽ tuyên bố quy củ thứ hai, ta chuẩn bị phái bộ khoái lục phiến môn tùy thời tiến hành giám sát đại tông môn. Phải biết rằng gần đây Giang Nam Đạo thần hồn nát thần tính, có những dư nghiệp ngô quốc đang không ngừng hô phong hoán vũ, thậm chí đầu độc một ít thế lực võ lâm đối địch với đại chu, làm ra ít chuyện kẻ thù vui vẻ người thân đau lòng, ta không muốn nhìn thấy việc như thế nữa. Nói xong tô tính còn làm ra bộ dạng khổ sở, đám người ôn minh ngự nhìn thấy cảnh này, khóe miệng co giật không thôi. Những tông môn bị tiêu diệt đều bị ngươi chụp mũ tội danh câu kết dư nghiệp ngô quốc, đám dư nghiệp ngô quốc đã sớm chạy không thấy bóng dáng, bọn họ muốn cấu kết cũng phải tìm được người đã. Tô tính nghiêm túc và nói, cho nên thiết lập bộ khoái lục phiến môn giám sát tông môn là tốt cho các vị, như vậy có thể ngăn chặn dư nghiệp ngô quốc thẩm thấu, có những bộ khoái giám sát cũng có thể chứng minh các vị trong sạch. Tô Tính vừa nói xong lời này, tất cả thế lực võ lâm và thế gia lắc đầu phản đối, cả đại sảnh lập tức rối loạn. Mỗi thế lực võ lâm đều có bí mật che giấu, làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem. Huống hồ người này còn là người lục phiến môn. Niên ban chịu cho lục phiến môn tiến vào chiếm giữ giám sát là vì thủy vận quá mức mẫn cảm, chỉ cần niên bang muốn lăn lộn trong đại chu vương triều thì phải tuân thủ quy tắc hơn nữa bộ khoái chỉ giám sát bộ thủy vận của niên bang mà thôi, bọn họ sẽ không động hay đi xem những nơi khác, thế lực bọn họ không giống, trong tông môn bọn họ có gì đẹp mắt, vì sao phải có bộ khoái giám sát, cho nên không ai đồng quy việc này, thậm chí đám người ôn minh ngự cũng có chút bài xích, dù sao không có người ưa thích một gia hỏa không nghe khống chế lắc lư trong nhà của mình, nhìn thấy mọi người nơi đây không ngừng ồn ào, tôi tính gõ gõ cái bàn và nói, câm miệng xem ra các vị không đồng ý với quy củ của ta rồi, tô tính nhìn mọi người và lên tiếng, một gia chủ thế lực nhị lưu chấp tay nói, tô đại nhân, không phải chúng ta không đồng ý, mà là điểm này quá mức bất tiện, ngươi cũng biết trong thế lực võ lâm chúng ta đều có một ít cấm kỵ không cho người khác xem, nếu bộ khoái của ngài đi vào giám sát, vạn nhất hắn muốn cưỡng bức chúng ta cho xem thứ không nên xem, ngươi nói chúng ta cho hắn xem hay không cho hắn xem. Hơn nữa trong tông môn chúng ta có một ít vũ kỷ bất truyền, thời điểm truyền thụ võ công cho đệ tử không thể có người ngoài, nếu như những bộ khoái giám sát nhìn thấy thì thế nào? Bất tiện quá nhiều, gia chủ này vừa lên tiếng, những người cầm quyền thế lực võ lâm khác cũng lên tiếng, cho dù lục phiến môn thời điểm mạnh nhất cũng không thể phái bộ khoái tới giám sát bọn họ, tô tính gõ gõ cái bàn nói, là ta cân nhắc việc này không chu toàn, như vậy đi, bộ khoái lục phiến môn. Giám sát sẽ không tiến vào tông môn các vị, bọn họ chỉ tiến hành giám sát bên ngoài, nếu như phát hiện có cái gì không đúng cần hỏi thăm các vị, cũng xin chư vị phối hợp, tô tính ta là người trọng chữ tính, chỉ cần các ngươi nghe truyện trên TV audio CV tuân thủ quy củ của ta, làm việc theo quy củ, các ngươi có thể yên tâm, bộ khoái lục phiến môn giám sát chỉ giám sát mà thôi, sẽ không làm việc khác, nhìn thấy tô tính dễ nói chuyện như thế, mọi người lập vui mừng, ngoài miệng nói không thành vấn đề, chờ tới lúc ngồi xuống liền cảm thấy không đúng. Ngay sau đó bọn họ lập tức cười khổ nghìn tính vạn tính cuối cùng vẫn bị tô tính tính kế. Tô tính căn bản không có hy vọng xa vời tiến vào thế lực bọn họ giám sát từ bên trong, hắn chỉ hy vọng khôi phục quyền giám sát mà thôi. Lúc trước lục phiến môn gian nam đạo yếu nhất nên không có quyền giám sát trụ cột như vậy. Khi đó bộ khoái lục phiến môn tiến hành giám sát ở bên ngoài, bị phát hiện nhẹ thì đuổi đi, nặng thì trực tiếp đánh đòn hiểm, thủ hạ của triệu nhất minh đã đụng phải việc này, nhưng bởi vì lúc ấy lục phiến môn thế yếu nên phải nhường nhịn quyền uy lục phiến môn đã đủ quyền lợi vốn có cũng nên cầm trở về các ngươi không cho giám sát bên trong ta thỏa hiệp nếu các ngươi không cho giám sát ngoài cửa chính là không cho tô tính ta mặt mũi các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả sau đó a à. người nơi này không phải người ngu chiêu này của tô tính không có gì mới cho nên bọn họ hiểu nhưng không ai ngu xuẩn phản đối từ khi uy thế lục phiến môn càng ngày càng mạnh uy danh càng lúc càng lớn sớm muộn gì cũng thu hồi quyền lợi của mình hiện tại dù ngăn cản cũng không dùng được, xem như cho tô tính mặt mũi đi. Tô tính miễn cười và nói, các vị, lục phiến môn tuyên bố quy củ mới chỉ có hai việc như vậy, ta cũng không ước thúc các vị nhiều. Giang nam đạo không riêng gì là giang nam đạo của các vị, cũng là giang nam đạo của lục phiến môn, cũng là giang nam đạo của triều đình, chúng ta sẽ cùng các vị thống trị tốt nơi đây, hẳn các vị cũng hy vọng nhìn thấy điểm này. Sau khi nói giọng quan một hồi, tô tính khoát tay tiễn khách, người thế lực võ lâm thở ra một hơi sau đó cáo từ rời đi lần này các tông môn võ lâm tới tham gia không nghĩ tới tô tính chỉ ra hai quy củ sau đó bảo bọn họ rời đi quá khác so với bọn họ suy nghĩ quy củ đầu tiên do lục phiến môn ra mặt tổ kiến sinh tử lôi hơn nữa với tư cách công chứng viên quan sát hai bên tranh chấp lục phiến môn có đủ quyền uy thực hiện quy củ này người hai thế lực cũng không cần đánh lưỡng bại câu thương quy củ thứ hai không tính là quá phận dù sao lục phiến môn lúc trước có quyền giám sát chỉ có điều về sau Kim Vũ Lâm cố ý thao túng cho nên quyền uy của lục phiến môn tại Giang Nam Đạo mất hết, lúc này mới có việc các thế lực võ lâm không xem lục phiến môn ra ngoài, cho nên Tô tính định ra hai quỷ cũ này đều có lợi cho bọn họ, cũng không ai phàn nàn cái gì. Kỳ thật lúc bọn họ đến đã chuẩn bị chờ Tô Tính dùng công phu sư tử ngoạm, Dù sao Tô Tính phát thiệp mời ba lần nhưng bọn họ không xem là chuyện gì to tác, hiện tại Tô Tính đã chiếm cứ ưu thế tuyệt thế, nếu hắn không há miệng cắn một cái thật ác thì không bỏ qua, không nghĩ tới tô tính không có đưa ra điều kiện quá phận gì. chờ tới lúc những người này đi rồi, ông minh ngự mới cảm thán nói với tô tính, cô đại nhân hôm nay làm vượt qua ta suy nghĩ, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có tràn diện dương cung bạc kiếm, không nghĩ tới chuyện này dễ giải quyết như vậy. tô tính lắc lắc đầu nói, địch nhân lục phiến môn cho tới bây giờ không phải là các thế lực nhị lưu, bọn họ cũng không có tư cách khiêu chiến lục phiến môn vì một ít việc nhỏ chọc giận bọn họ là hành vi không khôn ngoan. Hiện tại địch nhân chân chính của Tô Tính tại Giang Nam Đạo chính là ba thế lực nhất lưu, đoạn thời gian trước nhất diệt năm thế lực nhị lưu đã lập uy đủ nhiều rồi, lại tiếp tục lập uy chẳng khác gì vật cực tất phản, làm cho thế lực võ lâm Giang Nam Đạo đứng ra phản kháng lục phiến môn. Tô Tính thật vất vả mới dùng kế phân liệt bọn họ, làm sao có thể bức bọn họ tạo phản chứ? Được rồi, hiện tại chúng ta có thể cho báo cáo với cấp trên, chúng ta đã bình định giang nam đạo tô tính vừa cười vừa nói thời gian kế tiếp tô tính cũng không có ngàn rỗi hắn chuẩn bị dẫn theo đám người lý phôi chọn lựa ra một đám tinh nhuệ dù sao những kẻ này là thành viên dòng chính của mình nên phải lựa chọn kỹ càng hiện tại tình báo giang nam đạo không chờ tô tính báo cáo lên cấp trên tổng bộ lục phiến môn đã thông qua mật thám giang nam đạo chiếm được tình báo kỹ càng cho dù nói toàn bộ mật thám ở giang nam đạo bị phá hủy nhưng lúc này tổng bộ lục phiến môn đã hạ quyết tâm trực tiếp điều tổ chức mật thám tinh nhuệ nhất từ nơi khác tới gây dựng lại thế lực mật thám Giang Nam Đạo, cho nên lực lượng tình báo ở Giang Nam Đạo còn mạnh hơn trước kia vài lần. Lúc này trong tổng bộ lục phiến môn thành thịnh kinh, trong một đại sảnh lờ mờ, một người ngồi trong thủ vị giấu trong bóng tối, hắn ngồi trên cái ghế do thanh, đồng tạo thành và điêu khắc hình dạng diều hâu dương cánh, trong đại sảnh tối tăm nhưng không che lắp được đôi mắt ưng lợi hại. Nơi này có bốn người đều giấu trong bóng tối, cho dù khí thế trên người nội liễm nhưng ai cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ đang ẩn chứa trong người bọn họ người ngồi ở thủ vị cẩn thận xem tình báo tình báo như vậy phân thành bốn phần phân biệt nằm trong tay bốn người sau một lúc lâu liền nghe một người nói tình báo giang nam đạo đã truyền tới các vị cho rằng tô tính làm như thế nào hắn vừa mới nói xong phía dưới có tiếng cười to vang lên còn có thể thế nào đương nhiên phải trọng thưởng rồi chỉ không không đến hai tháng đã có thể đùa bẩn tông môn võ lâm giang nam đạo trong lòng bàn tay, không chỉ có trọng chấn vi danh lục phiến môn, càng gia tăng thực lực lục phiến môn giang nam đạo mạnh hơn trước nhiều, thành tích như vậy cho dù phái võ giả hóa thần cảnh đảm đương tổng bộ đầu cũng không làm được, lúc này trong đại sảnh có giọng nói vang lên, thiết chiến, ngươi không thể bởi vì tô tính là người ngươi giới thiệu thì thiết vàng lên mặt hắn. Tô tính thật sự làm ra thành tích tại Giang Nam Đạo nhưng hắn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh lục phiến môn đầu tiên hắn lớn mạnh thực lực bản thân đã mời chào những kẻ xuất thân đạo phỉ gia nhập, rất nhiều tông môn võ lâm nói lục phiến môn chúng ta quan phỉ cấu kết, ngay cả đại thần trong triều cũng có không ít người chỉ trích. Thứ hai hắn đồ sát năm thế lực nhị lưu tại Giang Nam Đạo, làm như vậy là quá phận, thực lực lục phiến môn chúng ta không đủ, nên giấu tài mới đúng. Hắn đồ sát năm thế lực nhị lưu đã kích thích các thế lực võ lâm khác, các thế lực võ lâm ông thái độ cảnh giác với lục phiến môn, quan hệ song phương càng thêm khẩn trương, nhiệm vụ của lục phiến môn các đạo khác cũng khó khăn hơn trước, mấy người ngồi trong bóng tối đối diện thiết chiến, cho dù cách nhau một cái màn nhưng ai cũng có thể cảm nhận được thiết chiến đang tức giận, lưu phượng vũ, chẳng lẽ ngươi quên ngươi xuất thân gì hay sao? Ngày xưa Ngô Đồng Sơn ngươi tranh phong với Thái Hành Sơn, bị cao thủ 36 đao đường Thái Hành Sơn đuổi giết như chó nhà có tan, bị buộc không còn đường mới gia nhập lục phiến môn, đều xuất thân đạo phỉ, kết quả ngươi bây giờ còn xem thường người ta, cũng quá buồn cười về phần những người kia chỉ trích, cũng chỉ là một ít hũ nho mà thôi, nghe bọn chúng nói chuyện còn không bằng đánh rắm, thiết chiến dùng giọng điệu âm lãnh nói, về phần ngươi nói tô tính huyết tẩy năm thế lực nhị lưu làm xấu thanh danh lục phiến môn, ngươi nói xàm, thối không thể ngửi, lục phiến môn dựa vào cái gì lập nghiệp, không phải nhân nghĩa đạo đức, mà là đao kiếm dính máu. Lục phiến môn địa phương khác mềm yếu vô năng bị thế lực võ lâm cưỡi lên đầu, hiện tại thật vất có một nơi khống chế cục diện, các ngươi lại chỉ trích hắn ra tay quá ác việc này tính là cái gì thiết chiến trực tiếp nói tục nhưng lưu phượng vũ cũng không có tức giận hắn nhìn mấy người khác và nói đại nhân lục phiến môn cho tới bây giờ cũng không phải không mặc cả đã có ý kiến không đồng ý thì giơ tay biểu quyết đi một người trầm thất nói có thể lưu phượng vũ khẽ cười một tiếng nói vậy thì tốt ta đề nghị chuyện ban thưởng tô tính tranh luận quá nhiều cho nên áp lại bàn sau các vị thấy thế nào ba người còn lại trừ thiết chiến không có động, hai người khác thản nhiên giơ tay lên, thiết chiến giấu mặt trong bóng tối, tuy hắn không nói gì nhưng hào khí ngưng trọng ai cũng biết cảm xúc của hắn, cảm xúc này mang tên tức giận, trên mặt lưu phượng vũ cười khẽ, hắn thi lễ với hai người khác sau đó quay người rời khỏi đại sảnh tối tăm. thiết chiến trầm mặt sau nửa ngày, nói, ta không phục, lúc này ta đẫn tô tính lên vị trí tổng bộ đầu giang nam đạo, kết quả hắn làm ra thành tích ta lại muốn nuốt lời thì làm sao có thể ăn nói với thủ hà người nọ ngồi trên thủ vị sau đó nói nhẫn thiết chiến gật gật đầu hắn im lặng rời khỏi đại sảnh trong đại sảnh không có ánh sáng lại khôi phục trầm tĩnh lúc này tô tính cũng không biết cao tần lục phía môn đang đánh cờ việc khen thưởng hắn thế nào hắn hiện tại chạy khắp các châu phủ trong gian nam đạo tìm tinh nhuệ thích hợp với mình tô tính chọn lựa nhân thủ trước hết không xem võ công hay tiềm lực hắn xem tâm tính tô tính không muốn thế hệ ngu trung hắn muốn là người có giả tâm, có giả tâm mới có động lực tiến lên, cho dù thiên phú ngươi không đủ, lục phiến môn có đầy đủ tài nguyên tu luyện đền bù. Đương nhiên ngươi có giả tâm nhưng không nên có lòng tham không đấy, kẻ tham lam chẳng qua là đồ ngu xuẩn mà thôi, ngươi tham càng nhiều sẽ chết càng nhanh, tô tính nhất định phải bài trừ những người này, cho nên đám người tô tính lựa chọn tốc độ phi thường chậm, dùng hơn 10 ngày chỉ miễn cưỡng chạy một nửa gian nam đạo mà thôi. Trong Thánh Dương Phủ, đám người tô tính vừa mới đi vào lựa chọn được mấy bộ khoái đáng giá bồi dưỡng tại khánh dương phủ hoàng bỉnh thành liền nói nhỏ bên tai tô tính lão đại phía gia khánh dương phủ biết rõ ngài tới nên bày tiệc mừng tô tính cau mày nói a bọn họ có địa vị gì trong khoảng thời gian này tô tính và đám người lý phôi đi khắp các châu phủ lớn nhỏ trong giang nam đạo tự nhiên cũng có tiếp xúc với một ít thế lực địa phương mặc dù đại bộ phận thế lực võ lâm đều nói bọn họ là tay sai triều đình mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nhưng có bộ phận thế lực võ lâm không sợ bêu danh này, những người chạy tới tiếp xúc tô tính đều muốn hợp tác đối địch. Thế lực như vậy đều là một ít thế lực tam lưu, bọn họ càng quan tâm tới tương lai thế lực của mình, bọn họ không quan tâm tới bêu danh. Bọn họ không quan tâm nhưng tô tính thực sự không đặt bọn họ vào trong mắt. Trong thế lực tam lưu cũng chỉ có một hai tên võ giả thần cung cảnh mà thôi, thực lực quá yếu, tô tính vất tay là diệt có ai nhìn thấy con voi hợp tác với con kiến hay không? Đối với những người này, tô tính đều giao cho Hoàng Bỉnh Thành đuổi đi, cũng lười gặp người ta. Hiển nhiên phí gia không giống, nếu không Hoàng Bỉnh Thành cũng không tới bẩm báo với mình. Lão đại, phí gia là đệ nhất thế gia tại Khánh Dương Phủ, hai huynh đệ phí gia là tiếu diện quỷ phí la và giả khốc thần phí mặt đều là võ giả hóa thần cảnh. Thực lực phí gia có thể nói là đỉnh cấp trong thế lực nhị lưu giang nam đạo, tô tính cao mày nói, bọn họ nói mời ta làm gì. Hoàng Bỉnh Thành lắc lắc đầu nói, bọn họ chỉ nói mời ngài tới dự tiệc, Tô Tính ngẫm lại nói, đi, chúng ta đi xem, nếu thực lực phía gia xem như thượng lưu trong gian nam đạo, lần này cố ý tìm hắn chắc chắn không phải chuyện nhỏ, Tô Tính cũng muốn xem phí gia muốn làm gì. Kết quả Tô Tính trực tiếp mang theo đám người Hoàng Bỉnh Thành chạy đi phía gia chứ không tới châu phủ tiếp theo, lúc bọn họ đi về phía gia. Trong đám người ở góc đường có một người dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Tô Tính, dám người Tô Tính đi vào phía gia, hai võ giả hóa thần cảnh phí gia tự mình tới nên đón cũng làm tô tính sững sờ. Hai vị tiếu diện quỷ phí la và giả khốc thần phí mặt tướng mạo không giống người trung nguyên thuần túy, mà là giống dị tộc Tây vực 36 nước, khóc mắt hãm sâu, sống mũi cao. Nhìn thấy tô tính kinh ngạc, phí la cười nói, tô đại nhân không cần kinh ngạc, tổ tiên chúng ta là người Tây vực 36 nước, phí gia ta an cư tại Giang Nam Đạo từ thời Đông Tấn. Tô tính gật gật đầu, hàng huyên vài câu sau đó hắn đi vào phí gia, đồng thời hắn cũng cảm thán phí gia có thể sống yên tại Giang Nam Đạo thật không dễ dàng. Ngày xưa Đông Tấn Hùng Bá Trung Nguyên chính là thời điểm hắc ám nhất của Tây Vực 36 nước, cả Tây Vực 36 nước bị Đại Tây đánh liên tục. A, à, đúng, khi đó Tây Vực cũng không có 36 nước, còn có hơn 30 quốc gia bị Đại Tấn tiêu diệt, cho nên khi đó dị tộc Tây Vực bị người Trung Nguyên kinh miệt, thậm chí cho rằng là chủng tộc thấp hèn không xứng làm bạn với bọn họ. Phí gia có thể cắm rễ tại Giang Nam Đạo trong thời gian đó có thể nghĩ chịu bao nhiêu khuất nhục. Đương nhiên hiện tại tốt hơn rất nhiều, sau khi Đại Chu Vương Triều lập quốc cũng chỉ đánh Tây vực 36 nước hai lần, nhưng bởi vì đại bộ phận lực chú đều bị Đông Tấn cùng Kim Trướng Hãn Quốc liên lụy, cho nên cũng không có nhiều tinh lực đặt vào Tây vực. Từ đó bọn họ cũng dần dần sống tốt hơn trước, trong đó có một số võ giả lưu lạ trung nguyên, ví dụ như Hỏa vực Ma thần Diễn Na La đứng thứ tư nhân bản. Sau khi vào phủ, Phí La lập tức an bài người bày tử yến, hiển nhiên đã chuẩn bị thật tốt, hơn nữa hắn còn chuẩn bị ca cơ tây vực múa trợ hứng, phong tình dị vực như vậy quá hiếm thấy. Sau khi ăn cơm xong tô tính trực tiếp hỏi, phí gia chủ, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chờ một chút tô tính còn phải đi châu phủ khác tìm nhân thủ, hắn cũng không có thời gian lá mặt lá trái với phí gia, phí la và phí mặt liếc nhau, trong đó phí la nói, vậy được, ta cũng nói thẳng với tô đại nhân, chuyện là như thế này. Phía gia ta xuất thân Tây vực 36 nước, công pháp tu luyện cần có đan dược phụ trợ mới được, hơn nữa phía gia chúng ta tinh thông luyện đang khác với Trung Nguyên, cần một ít dược liệu tới từ Tây vực 36 nước mới được, nhưng bởi làm vậy tiêu hao quá nhiều nhân lực, vật lực, hơn nữa Tô Đại Nhân cũng biết Tây vực 36 nước quá loạn, chúng ta cũng bồi dưỡng một ít tộc nhân ở đó thu mua dược liệu nhưng qua vài năm liền bị diệt, cho nên chúng ta muốn tìm một khu đất tại Giang Nam Đạo gieo trồng những dược liệu kia hoàn cảnh địa vực Tây vực 36 nước khác với Giang Nam Đạo, cho nên chúng ta hao phí tâm cơ tìm được nơi như vậy, cũng là nơi duy nhất tại Giang. Nam Đạo thích hợp gieo trồng dược liệu, địa phương đó không nằm cùng châu phủ với phía gia, bị thế lực địa phương là Thanh Bình Phái nắm giữ, phí gia ta từng muốn thu mua thổ địa nhưng Thanh Bình Phái dùng công phu sư tử ngoạn yêu cầu bảo giáp và binh khí huyền cấp của tổ tiên chúng ta. Nói đến đây sắc mặt hai huynh đệ phí la và phí mặt tức giận, Thanh Bình Phái cố ý bắt nạt bọn họ. Tuy thổ địa nằm trên địa bàn Thanh Bình Phái nhưng kỳ thật chính là khu đất hoang, căn bản không có tác dụng gì. Nếu như Thanh Bình Phái cần một ít tài nguyên tu luyện cũng bỏ đi, phí gia cũng cố mà giao cho. Nhưng Thanh Bình Phái muốn bảo giáp và binh khí huyền cấp tổ truyền của bọn họ, tài nguyên tu luyện không có còn có thể tiếp tục sản xuất, bảo giáp và binh khí huyền cấp là đồ truyền thừa, chỉ cần phí gia không xuống dốc vẫn có thể truyền thừa xuống, ai lại mang đi đổi bao giờ, phí la cười khổ nói cho nên ta muốn mời tô đại nhân ngài hỗ trợ giúp phí gia chúng ta thu mua thổ địa từ thanh bình phái đương nhiên chúng ta cũng không phải nhờ đại nhân hỗ trợ không công võ công phí gia chúng ta cần có đan dược chuyên môn phối hợp nhưng võ giả khác cũng có thể hấp thu đan dược tu hành mà không có việc gì cho nên sau khi có được mảnh đất kia và luyện thành đan dược một nửa đan dược sẽ giao cho tô đại nhân tô tính hỏi ta nhớ thực lực thanh bình phái không bằng phí gia các ngươi a cho dù công pháp hay vũ kỹ của thanh bình phái chỉ thường thường không có gì đặc sắc, hơn nữa tông môn chỉ có một hóa thần cảnh già nua, dùng thực lực phí gia các ngươi dễ dàng chiếm đoạt đối phương, vì cái gì cần ta giúp đỡ, trên mặt phí la nở nụ cười khổ, hắn nói, tô đại nhân, ngươi đừng xem phí gia chúng ta có thể cắm rễ tại giang nam đạo, nhưng kỳ thật không có một tông môn thế lực nào giao hảo với chúng ta, có thể nói tứ cố vô thân, nếu phí gia khai chiến thanh bình phái, đảm bảo những thế lực võ lâm giao hảo với thanh bình phái sẽ đứng ra, dù sao chúng ta chỉ có một mình, cho nên hiện tại Giang Nam Đạo đã không hạn chế ra tay với tông môn khác nhưng phí gia ta vẫn không dám ra tay, nếu có thể tự bảo vệ mình đã cảm tạ trời đất rồi, tô tính gật gật đầu, phí gia sinh hoạt không dễ dàng, lúc này nội tâm tô tính sinh ra tâm tư khác, có lẽ có thể kéo phí gia tới bên cạnh mình. Đương nhiên chỉ là tô tính suy nghĩ tạm thời mà thôi, phí gia không giống ôn gia, ôn gia không có đường lui cho nên nhất định phải hợp tác với tô tính phí gia đã quen sinh hoạt cẩn thận từng chút một bọn họ tuyệt đối không cầm tương lai gia tộc đi đánh cược tô tính quay người nói với tổng bộ đầu khánh dương phủ ngày mai ngươi đi nói với thanh bình phái một tiếng bảo bọn họ giao mảnh đất kia ra tô tính lại nói với phí la ngươi không cần giao đang dược cho ta trực tiếp giao cho lục phiến môn khánh dương phủ là được hơn nữa là bọn họ hỗ trợ các ngươi chứ không phải ta tổng bộ đầu Khánh Dương Phủ mừng rỡ đứng lên nói, đa tạ đại nhân ban thưởng, không ai ngại tài nguyên tu luyện của mình nhiều, tô tính thân là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, cấp trên phát tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay hắn, mặc dù nói luật phiến môn cấm không cho phép tham ô nhưng tô tính cũng không ngốc thật thanh liêm, dù sao hắn phải thỏa mãn tài nguyên tu luyện cho mình và dòng chính của mình, sau đó hắn mới phát xuống dưới, cho nên hắn không đặt đan dược của phí gia, vào trong mắt. Huynh đệ phí gia mừng rỡ cảm tạ tô tính, hơn nữa tự mình tiễn hắn ra ngoài phủ mới quay về hơn nữa vì tỏ vẻ coi trọng bọn họ còn cố ý phái quản gia đi theo tô tính bọn hộ tống ra khỏi thành mới thôi lão hoàng tiếp theo chúng ta đi châu phủ nào tô tính hỏi hoàng bỉnh thành vừa đi vừa nhìn một quyển sách nói có lẽ đi nam ổ phủ vậy thì tốt chúng ta trực tiếp đi thôi những người chúng ta chọn ra tại khánh dương phủ bảo đi tới giang nam phủ đưa tin đi tô tính đi thẳng tới thành nam đuổi tổng bộ đầu khánh dương phủ đi hắn chọn mấy người tại Thánh Dương Phủ, tư liệu của bọn họ cũng cần thay đổi một phen. Nhưng ngay lúc này tô tính cảm giác có sát cơ ập vào mặt, trước mặt hắn chính là dân chúng Thánh Dương Phủ chuẩn bị ra khỏi thành, chung quanh có tới mấy trăm người, nhiều người đang ở bên cạnh nên hắn không biết sát cơ tới từ nơi nào, cho nên sau khi tô tính cảm nhận được sát cơ liền quát lớn, coi chừng, lúc này trong đám người có ba người đi ra. Ba tên hắc y nhân mang mũ vành rộng lao tới, trên người chúng không có khí tức, trong tay cầm ba thanh kiếm đen nhánh tấn công tô tính. Lý Phôi dẫn đầu lao ra, trong nháy mắt hắn tới trước mặt một tên hắc y nhân, trong tay cầm du long kiếm tấn công, hăng thi triển tịch tà kiếm pháp đâm ra 36 kiếm. Lúc trường kiếm đâm vào hắc y nhân lại sinh ra âm thanh kim loại, chỉ miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút mà thôi. Sắc mặt Lý Phôi thay đổi, hắn y nhân mạnh như võ tăng thiếu lâm tu hành kim chung tráo, kiếm của hắn không đâm thấu da đối phương. Lúc này hắc y nhân chậm nửa nhịp, trường kiếm hắn đảo ngược đánh bay Lý Phôi, Lý Phôi trúng lực lượng cường đại nên không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Triệu Nhất Minh cũng cầm song kiếm giết tới hỗ trợ Lý Phôi, hắn giao chiến với Hắc Y Nhân, hai người liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản Hắc Y Nhân tấn công Tô Tính. Lục Tục và Lưu Hạo còn có tổng bộ đầu Khánh Dương phủ nhìn thấy tình hình không tốt cũng nên đón một Hắc Y Nhân, bọn họ vừa mới giao thủ đã cảm thấy khó giải quyết, những võ công Hắc Y Nhân đơn giản nhưng thân thể quá mạnh. Lưu Hạo tu hành hỗn nguyên trưởng thế lớn lực trầm đánh lên người Hắc Y Nhân liền cảm thấy hai tay run rẩy, cảm giác như đánh vào huyền nguyên trọng thiết. Tên Hắc Y Nhân cuối cùng không ai ngăn cản đã trực tiếp tấn công Tô Tính. Quản gia do phí La phái tới hộ tống Tô Tính ra khỏi thành nhìn thấy tình hình không tốt liền chạy về phía gia cầu viện. Không phải hắn không muốn hỗ trợ, thực lực của hắn chỉ là hậu thiên đại viên mãn mà thôi, đi lên nhất định sẽ bị miễu sát, hắn thấy nên nhanh chóng quay về bẩm báo gia chủ thì tốt hơn lần này phía gia nhờ vả rất thuận lợi, tô tính không làm khó dễ liền đồng ý thỉnh cầu của bọn họ. Nhưng kết quả hiện tại tô tính vừa rời khỏi phía gia liền bị ám sát, tô tính có nghĩ phía gia có tham gia vào việc ám sát hay không? Vạn nhất bởi vì việc này làm cho tô tính giận chó đánh mèo lên phía gia, vậy bọn họ khóc không ra nước mắt. Đối mặt với hắc y nhân cuối cùng tấn công, tô tính vẫn bình thản. Hắn chờ hắc y nhân xuất hiện trước mặt liền ra tay, năm ngón tay tạo thành một trảo, năm đạo kiếm khí bàn bạc vô hình vô tướng, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, năm đạo tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí trực tiếp phong tỏa năm phương vị của Hắc Y Nhân, kiếm khí cuồng bạo xé rách không khí, nó không chỉ đánh Hắc Y Nhân lui về phía sau, càng đánh nát quần áo và mũ rộng vành lộ ra dung mạo của đối thủ, lúc này mọi người chung quanh sợ hãi, bởi vì Hắc Y Nhân không phải là nhân loại, mà là người máy do kim loại chế tạo mà thành. Lúc này đám người Lý Phôi mới kịp phản ứng, cũng biết rõ vì sao đám hắc y nhân đau thương bất nhập. Mặt môn thiên khu kiếm khôi, tô tính nhận ra thứ này. Mặt môn dùng cơ quan khôi lỗi nổi danh thiên hạ, trong đó thậm chí có tồn tại sánh ngang võ giả nguyên thần cảnh. Trước kia tô tính từng nhìn thấy qua cả vạn kiếm khôi trong lăng tẩm kiếm tôn giả La Vân, chẳng qua chúng chỉ là tồn tại cấp thấp. Ba khôi lỗi trước mặt chính là cơ quan khôi lỗi cao cấp của mặt môn, chúng là thiên khu kiếm khôi, thực lực của chúng có thể sánh ngang nửa bước nguyên thần nên cực kỳ trân quý muốn chế tạo một con cần dùng thời gian mấy năm cho nên không cách sản xuất hàng loạt vận dụng ba bộ thiên khu kiếm khôi tới giết ta đúng là đại thủ bút a tô tính cười lạnh một tiếng sắc phi kiếm ra khỏi vỏ lúc này huyết quang ống ánh hóa thành huyết hà đầy trời bao phủ thiên khu kiếm khôi thân thể thiên khu kiếm khôi dùng tài liệu kim loại hiếm thấy trên đời tô tính cũng không tin nó có thể ngăn cản binh khí huyền cấp công kích quả nhiên sắc phi kiếm chém vào người thiên khu kiếm khôi thân kiếm chém trúng cánh tay thiên khu kiếm khôi liền cắt đứt cả cánh tay, từ đó lộ ra cơ quan cấu kiện bên trong. Ngay cả như vậy thiên khu kiếm khôi vẫn có thể hành động và tiếp tục tấn công tô tính. Nhưng vào lúc này sau lưng tô tính có sát khí bộc phát, một tên võ giả thần cung cảnh bỗng nhiên nhảy ra khỏi đám người, hắn dùng song trưởng mang theo cương khí cường đại đánh vào hậu tâm tô tính. Không ai nghĩ tới trừ ba bộ thiên khu kiếm khôi ra còn có một người khác đột nhiên hạ độc thủ vào lúc mấu chốt. Người xuất thủ cảm thấy vui vẻ, hắn cho rằng mình có thể báo đại thù, đột nhiên trên người tô tính xuất hiện kinh lực vô cùng huyền diệu, lực lượng dẫn trưởng lực tấn công hậu tâm tô tính vào người của kẻ tấn công, đấu chuyển tinh di, tô tính dùng kiếm chém nát ngực thiên khu kiếm khôi sau đó vận dụng kinh trập chỉ, âm thanh nổ vang như sấm sét bắn thẳng lên người thiên khu kiếm khôi, kiếm khôi sinh ra khói đen sau đó ngã xuống đất, lúc này tô tính quay người nhìn sang gia hỏa mới đánh lén mình. Tên võ giả tuổi chừng 30, tướng mạo đường hoàng, thực lực thần cung cảnh đỉnh phong nhưng tô tính không nhận ra hắn. Vừa rồi hắn bị tô tính sử dụng đấu chuyển tinh di dẫn trưởng lực làm hắn bị thương, hắn vẫn không buông tha công kích, lần này hắn lao tới tấn công tô tính, không giết tô tính thề không bỏ qua. Nhưng đáng tiếc tô tính không cho hắn cơ hội, ba đạo kiếm khí bay tới đánh nát chân khí hộ thân đối phương, kiếm khí tiến vào cơ thể, tên võ giả thần cung cảnh không đứng dậy nổi, kinh mạch trong người hắn nổ tung, máu tươi chảy khắp người bộ dạng hắn thê thảm không chịu nổi. Đám người Lý Phôi đã giải quyết hai con thiên khu kiếm khôi còn lại, Tô Tính phân phó Hoàng Bỉnh Thành nói, đi tìm người chữa thương cho hắn, đừng cho hắn chết, ta muốn biết là ai muốn giết ta. Tô Tính không cảm thấy ngạc nhiên khi bị ám sát, người muốn giết hắn quá nhiều, tối thiểu hắn phải biết rõ là ai muốn giết hắn tại Giang Nam Đạo. Lúc này phía gia phía la và phía mặt đã chạy tới, hai người bọn họ là võ giả hóa thần cảnh biểu hiện hoảng hốt trước mặt Tô Tính sợ tô tính bởi vì chuyện này mà liên lụy tới phía gia. Hai vị không cần khẩn trương, tô tính ta không phải người không phân biệt phải trái, cho dù các ngươi muốn giết ta cũng không phải ngu xuẩn động thủ với ta trong thánh dương phủ. Phí la và phí mặt gật đầu sau đó thở ra một hơi, tô tính nói, đi, hôm nay không đi nơi khác, chúng ta đi tổng bộ lục phiến môn thánh dương phủ, đầu tiên phải thẩm vấn xem kẻ nào sai sự hắn ám sát ta. Thiên khu kiếm khôi có giá trị không kém gì binh khí hoàn cấp, hàng năm. Còn phải trả giá lớn mang thiên khu kiếm khôi đi mặt môn bảo dưỡng giữ gìn, giá cả của nó cực cao, có đôi khi thứ này có tiền không mua được, thế lực có thể một lần mua được ba bộ thiên khu kiếm khôi không thể nào là tiểu thế lực. Lúc này phí la nói ra, cô đại nhân không chê thì chúng ta cùng đi, bí điển phí gia ta có không ít thủ đoạn tra tấn, nói không chừng có thể dùng tới, hai huynh đệ phí gia hận thích khách nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn ám sát liền ám sát, ngươi ám sát trên địa bàn phí gia là có ý gì? không phải muốn hãm hại phí gia ta sao, cho nên hai người bọn họ cũng muốn xem là vương bác đảng nào dám hãm hại bọn họ. Sau khi đi vào lục phiến môn thánh dương phủ, tô tính dẫn thích khách tới, hắn bị tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của tô tính đánh nát kinh mạch, hiện tại trải qua trị liệu đơn giản không nguy hiểm tính mạng nhưng hắn bị phế rồi. Ngay cả như vậy hắn vẫn dùng ánh mắt hận ý ngập trời nhìn tô tính, hận ý lớn tới mức mọi người nơi đây cảm thấy lạnh buốt. tô tính thản nhiên nói, nói đi, ngươi có ương ngạnh cũng vô dụng, nói ra ta sẽ cho ngươi thống khoái, tên thích khách nhếch miệng cười nói, ta sẽ không nói, hơn nữa ngươi phải cẩn thận một chút, cho dù ta rơi vào trong tay ngươi nhưng không có nghĩa người khác sẽ thất bại, tô tính lắc lắc đầu nói, ngoan cố đến cùng sao. Thật không có ý nghĩa, phí la nói, tô đại nhân, ta tới thử xem, tô tính gật đầu đồng ý, phí la lập tức tươi cười đi tới, hắn bảo quản gia giao cái túi cho mình, hắn mang bao tay tơ tầm lên, hắn cầm con rắn ra khỏi túi vải, con rắn nhỏ vô cùng đẹp mắt, lân giáp toàn thân có bảy màu giống như tác phẩm nghệ thuật, phí la đặt con rắn nhỏ lên cánh tay thích khách, con rắn nhỏ lập tức quấn quanh tay hắn và bò quanh, lúc ấy tên thích khách kêu gào thống khổ, mọi người nghe tiếng la liền cảm thấy rét run, nhìn thấy tràn cảnh trên cánh tay thích khách thật đáng sợ, mọi người than, thở, lân phiến con rắn nhỏ sắc bén như dao găm, từng lân phiến mở ra, chỉ cần nơi nó bò qua da thịt tan nát máu tươi bắn ra tung tóe phí la cười lạnh nói tiểu gia hỏa rất đáng yêu kỳ thật nó không có tính công kích nhưng lại ưa thích quấn quýt người khác lân phiến trên người nó sẽ làm người ta sinh ra thống khổ như bị lăn trì cho nên nó được gọi là hành hình xà hơn nữa lân phiến hành hình có chứa một ít chất nhầy những chất nhầy này chính là thánh dược chữa thương có thể làm nơi bị thương khỏi hẳn nhanh chóng mọi người đều nhìn cánh tay bị cắt nát không thành bộ dáng lúc này chất nhầy trên lân phiến con rắn chảy xuống da thịt đông cứng hơn qua 10 giây sau liền kết vẫy. Người có kinh nghiệm sẽ biết vết thương kết vẫy sẽ là lúc ngứa nhất. Tên thích khách không thể nhúc nhích, miệng vết thương kỳ ngứa khó nhịn, hành hình xà không ngừng lăn trì trên người hắn. Loại tra tấn như vậy suýt làm thích khách ngất đi. Cho dù tra tấn như thế, thậm chí đến cuối cùng thích khách kia không còn khí lực kêu thảm thiết, chỉ còn lại thân thể không ngừng run rẩy. Cho dù như vậy hắn không nói ra chữ nào, sắc mặt phí la khó coi, hắn cảm giác mình mất mặt trước mặt tô tính, cho nên, hắn bắt hành hình xa ra và dùng thủ đoạn khác nhưng lúc này tô tính lại nói được rồi ta thử xem nghe được tô tính nói như vậy phía la đành phải không cam lòng lui sang một bên hắn còn nhiều thủ đoạn hành hình khác hắn cũng không tin mình sử dụng mà tên thích khách không nói ra tô tính đi đến trước mặt thích khách và lẳng lặng nhìn hắn tên thích khách cười khinh thường khi tới đây hắn đã ôm quyết tâm phải chết nếu như kế hoạch chưa thành công chỉ cần mình không nói ra người sau lưng vậy bọn họ sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn đối phó Tô Tín, thẳng đến khi đánh chết hắn mới thôi, cho nên mình thất bại không sao cả, chỉ cần người sau lưng không bại là được. Nhưng hắn cảm giác hai mắt Tô Tín giống như vực sâu vô tận có thể thôn vệ hắn, hắn cảm giác mình như bị cuốn đi. Thích khách kia nghi hoặc mở to mắt nhìn chung quanh, đây là cảnh tượng lãnh nguyệt đường hắn sống từ nhỏ, hắn là ai? A, à, đúng rồi, hắn là Nhi Tử Liên Minh Sơn, Liên Nguyệt Hải hắn được vinh dự là đệ nhất nhân thế hệ trẻ lãnh nguyệt đường cũng là hy vọng tương lai của lãnh nguyệt đường chung quanh là ánh mắt ân cần của phụ thân và các vị trưởng lão bọn họ không ngừng nói lời cổ vũ hắn nhưng nội tâm hắn lại cảm thấy đau đớn chẳng lẽ mình không thuộc về nơi đây nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều liên minh sơn đã nói hải nhi với thiên phú của ngươi tiếp tục tu luyện tại lãnh nguyệt đường sẽ lãng phí tài năng của ngươi cho nên vi phụ dùng hết nhân mạch đưa ngươi vào trong thất hùng hội chờ tương lai tại thất hùng hội đột phá đến nguyên thần cảnh, triệt để đứng vững gót chân thì quay về lãnh nguyệt đường, khi đó ngươi mới có thể mang lại tương lai huy hoàng cho lãnh nguyệt đường. Liên Nguyệt Hải kiên định gật đầu, đúng rồi, đây là mộng tưởng của hắn, tiếp nhận vị trí phụ thân và dẫn lãnh nguyệt đường cuộc khởi, trở thành một trong những thế lực cầm quyền chân chính tại Giang Nam Đạo. Vì mộng tưởng nên khi hắn vào thất hùng hội bị người khác kinh bỉ, bị người bắt nạt, cuối cùng hắn dùng thiên phú và nhân mạch lên được vị trí hương chủ, trở thành một trong những hương chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử thất hùng hội, nhưng hình ảnh lại thay đổi, Liên Nguyệt Hải đứng trước phế tích lãnh Nguyệt Đường, nhìn máu tươi trên mặt đất mà gào thét không cam lòng, hắn muốn báo thù, nhưng thực lực không đủ, kết quả có người xuất hiện cho hắn ba bộ thiên khu kiếm khôi, bảo hắn dùng chúng đi báo thù rửa hận, trong phòng tra tấn của lục phiến môn, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn tô tính không biết hắn đang làm gì với thích khách kia. Mọi người chỉ nhìn thấy tô tính đứng trước người thích khách sau đó thích khách dường như lâm vào thì thào tự nói, hắn nói tất cả thân phận bản thân, lúc này mọi người mới biết rõ hắn là dư nghiệt của lãnh nguyệt đường, lại là một hương chủ của thất hùng hội. Đợi đến cuối cùng liên nguyệt hải nói rõ tất cả mọi việc, ánh mắt đám người lý phôi bắn ra một tia hàng quang, lạc vũ sơn trang, quý vô không, quả nhiên ba thế lực nhất lưu không bỏ qua, vào thời điểm bọn chúng không còn uy tín trong gian nam đạo lại còn muốn nhảy ra gây sự với bọn họ. Hai người phí la và phí mặt dùng ánh mắt kinh dị nhìn sang tô tính, hai người bọn họ thân là võ giả hóa thần cảnh nên kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết rõ tô tính đang dùng thủ đoạn gì, không ngờ lại là pháp môn công kích tinh thần. Hơn nữa pháp môn công kích tinh thần bá đạo như thế, bí pháp công kích tinh thần bình thường sẽ không ngừng ám chỉ và dẫn đối phương vào trong bẫy rập. Tô tính thi triển bí pháp tinh thần không phải loại như vậy, nó đơn giản mà thô bạo, trực tiếp xâm lớn tinh thần đối thủ, thu suy nghĩ trong đầu đối phương, chỉ cần, ngươi không xông phá tinh thần lực của Tô Tính thì ngươi không thể thoát khỏi, tất cả bí mật của bản thân đều bị Tô Tính phát hiện ra. Bí pháp tinh thần như thế cực kỳ tà dị, phí la và phí mặt cũng buồn bực, xem ra trên người Tô Đại Nhân còn có rất nhiều thứ cổ quái. Tô Tính lui ra khỏi thế giới tinh thần của Liên Nguyệt Hải, hắn rất hài lòng với bi năng biến thiên kích địa tinh thần Đại Pháp. Tô Tính chưa từng nghiên cứu bí pháp tinh thần, hiện tại cho dù có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhưng tác dụng chỉ phòng bị người khác dùng bí pháp tinh thần với hắn và bức cung, nhưng tiềm lực biến thiên kích địa tinh thần đại pháp khẳng định không chỉ có một ít như thế, còn cần Tô Tính chậm rãi đào móc, bị Tô Tính triệt để thu hết tất cả suy nghĩ, Liên Nguyệt Hải giống như người sắp chết, hắn nằm tại chỗ không nhúc nhích, chỉ còn lại sinh mệnh lực mong manh, Hoàng Bỉnh Thành hỏi, lão đại, hiện tại giết hắn sao? trong mắt tô tính bắn ra một tia hàng quang. Cứ giữ hắn lại, chờ chúng ta mang hắn đi lạc vũ sơn trang một chuyến, vừa vặn tặng bọn chúng đại lễ. Đúng rồi, còn có những thiên khu kiếm khôi bị hư kia cũng giữ lại, đến lúc đó cùng mang lên lạc vũ sơn trang. Hoàng Bỉnh Thành gật gật đầu, lão đại nhà mình không phải người ăn thiệt thòi, lạc vũ sơn trang đã âm thầm đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ kia, hậu quả cũng chỉ có thể nói bọn chúng quá tự phụ. Lúc này trong lạc vũ sơn trang, quý vô không sớm biết rõ tin tức. Ba bộ thiên khu kiếm khôi vô cùng trân quý nên quý vô không không có khả năng cứ như vậy giao cho Liên Nguyệt Hải. Vạn nhất Liên Nguyệt Hải cầm ba bộ thiên khu kiếm khôi chạy trốn làm sao bây giờ? Cho nên quý vô không đã sớm phái người thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm vào Liên Nguyệt Hải, thuận tiện nhìn xem kết quả việc này thế nào. Nhưng không nghĩ tới Liên Nguyệt Hải thực lực thần cung cảnh đỉnh phong cộng thêm ba bộ thiên khu kiếm khôi lại không thể làm gì tô tính. Liên Nguyệt Hải đúng là ngu ngốc, ngươi không thể lại ẩn nhẫn một thời gian ngắn, chờ tới khi bên người tô tính không có ai lại động thủ hay sao. Bên cạnh hắn đang có binh cường tướng mạnh, hai thiên khu kiếm khôi tương đương vô dụng, thời điểm như vậy đi ám sát hắn mới là kẻ ngu ngốc. Sau khi tìm hiểu tình cảnh khi đó, quý vô không phiền muộn không nhỏ, liên nguyệt hải không phải kẻ ngu dốt, hắn có thể trở thành hương chủ trẻ nhất trong thất hùng hội chắc chắn tâm cơ thủ đoạn không kém đi nơi nào. Lần này không biết hắn sốt ruột báo thù hay tính sai thực lực tô tính, dù sao hắn chọn thời cơ cực kỳ không thỏa đáng lúc này có một hạ nhân đi vào bẩm báo trưởng lão bên ngoài có người tự xưng là thất hùng hội viên đông thiên muốn gặp người cầm quyền lạc vũ sơn trang vừa nghe thấy người thất hùng hội tới nơi này nội tâm quý vô không chấn động không nhỏ là hắn nói với liên nguyệt hải tin tức lãnh nguyệt đường bị diệt môn cho dù hắn chỉ phái người thông tri liên nguyệt hải nhưng ba bộ thiên khu kiếm khôi đều là hắn giao cho liên nguyệt hải khi đi vào giang nam đạo hắn có thể nói là đồng phạm lúc này người thông tri liên nguyệt hải cũng không phải người lạc vũ sơn trang người hắn chỉ tùy tiện tìm một tên võ giả tán tu mà thôi mà ngay cả hắn cũng không biết tán tu kia là ai cho nên theo lý thất hùng hội không biết lạc vũ sơn trang phái người châm ngòi liên nguyệt hải ra tay quý vô không ngẫm lại nói dẫn viên đông thiên vào phòng tiếp khách đi đối phương là người thất hùng hội trong thiên hạ thất bang cho dù người tới là người nào quý vô không cũng không thể lãnh đạm người ta trong phòng khách nơi này có một nam tử hơn 30 tuổi đang ngồi đợi. Quý vô không không biết người thất hùng hội tới đây làm gì, cứ gặp đối phương sẽ biết. Đối phương là cường giả nhân bản của thất hùng hội thế hệ trước, thần tiêu bách luyện, viên đông thiên, đã từng đứng thứ 16 nhân bản, bởi vì hắn quá tuổi nên rời bản. Đừng nhìn viên đông thiên hiện tại hơn 30 nhưng kỳ thật tuổi thật của hắn đã hơn 40. Quý vô không đi qua chắp tay nói với viên đông thiên. Viên huynh có thể đến Lạc Vũ Sơn trang quả nhiên là vinh hạnh của Lạc Vũ Sơn trang chúng ta. Viên Đông Thiên là thần cung cảnh, mà Quý vô không đã là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, khi hắn đối mặt Viên Đông Thiên lại không có chút cảm giác ưu việt nào. Một là vì thực lực Viên Đông Thiên, hắn thật sự có hy vọng trước 40 tuổi đột phá nguyên thần cảnh, bởi vì hắn truy cầu viên mãn cảm ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới đột phá nguyên thần cảnh. Hiện tại Viên Đông Thiên đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất tương lai trăm phần trăm có thể tấn chức nguyên thần cảnh, hơn nữa tiềm lực và thực của hắn đều mạnh hơn quý vô không rất nhiều, cho nên quý vô không cũng không dám bày ra cái giá đỡ nguyên thần cảnh tiền bối với viên đông thiên, huống hồ quý vô không tuổi cũng không tính lớn, hắn còn chưa tới 60, bởi vì thời gian đột phá nguyên thần cảnh càng sớm cho nên tướng mạo chỉ hơn 30, ngang hàng luận giao với viên đông thiên cũng không thiệt thòi. Nguyên nhân thứ hai chính là vì thân phận viên đông thiên, hắn chính là nhi tử của Đông Hoa Thần Tướng Viên Vô Lượng, một trong các hội chủ thất hùng hội hiện tại. Thất hùng hội tên như ý nghĩa, nó là bảy người sáng tạo ra, thời điểm thất hùng hội mạnh nhất, tất cả bảy hội chủ đều bài danh trên địa bản, quy thế thậm chí đuổi kịp niên bang. Về sau truyền thừa hai đời, vì thế thất hùng hội cũng suy yếu dần, hậu đại bảy người xưa đã có ba chi xuống dốc, cho nên hiện tại thất hùng hội có tên là thất hùng hội nhưng chỉ có bốn hội chủ dùng thiên phú và thực lực của viên đông thiên thể hiện ra tương lai nhất định sẽ là một trong bốn hội chủ quý vô không sẽ không lãnh đạm đối phương nhìn thấy quý vô không đến đây viên đông thiên cũng không có lộ ra thần thái kiêu ngạo hắn tươi cười chắp tay nói quý huynh khách khí tại hạ lần này đến đây muốn nhờ quý huynh hỗ trợ a à, có chuyện gì viên huynh cứ nói là được chỉ cần việc lạc vũ sơn trang có thể giúp đỡ thì chúng ta không từ chối quý vô không lập tức cam đoan viên đông thiên nói là có việc thế này không biết vì sao một hương chủ thất hùng hội đột nhiên mất tích về sau có người nhìn thấy hắn là đi vào giang nam đạo vốn cũng không có gì tên hương chủ kia có giao hảo với sư muội trầm thiên giao của ta cho nên sư muội ta dẫn vài tên đệ tử trẻ tuổi thất hùng hội đi vào giang nam đạo tìm kiếm tên hương chủ kia sư muội ta là con gái đại hội chủ thất hùng hội bình thiên vương trầm vô danh lão nhân gia lo lắng an nguy con gái nên bảo ta tới tìm kiếm nhưng gian nam đạo lớn như vậy thất hùng hội ta không có tin tức gì ở nơi này cho nên cũng chỉ có thể xin lạc vũ sơn trang giúp đỡ quý vô không thở ra một hơi thì ra là nghe ngóng tình báo nội tâm hắn có chủ ý sau đó liền cười nói không có vấn đề viên huynh chờ một chút ta sẽ bảo thủ hạ đi hỏi tin tức sau khi quý vô không rời đi không có tìm người hỏi thăm hắn chỉ đi vào phòng khác sau đó đi ra hắn nói với viên đông thiên thủ hạ nhận được tin tức nói là nhìn thấy có nữ tử tướng mạo giống Trầm Tiểu Thư đi tới Khánh Dương Phủ, cũng không dám xác định có phải là Trầm Tiểu Thư hay không. Viên Đông Thiên chấp tay nói với Quý Vô Không, đa tạ Quý Huynh báo cho, ta sẽ đi thăm dò thử xem. Viên Đông Thiên rời đi sau đó, Quý Vô Không đứng trong đại sảnh im lặng nửa ngày, người thất hùng hội tìm tới cửa là cơ hội tốt, nếu như có thể châm ngòi thất hùng hội xung đột với tô tính mới là tốt nhất. Hắn cũng không xác định Trầm Thiên có phải đi tới Khánh Dương Phủ hay không, nếu như nàng thực đuổi theo Liên Nguyệt Hải đến Khánh Dương Phủ, nói không chừng thật sự xung đột với Tô Tính, như vậy càng tốt, cho nên quý vô không suy nghĩ nên tiễn viên Đông Thiên một đoạn đường, lúc này hắn theo sau lưng viên Đông Thiên xa xa, chuẩn bị xem tình hình sẽ như thế nào. Trong một tủ lâu xa hoa tại Khánh Dương Phủ, một thiếu nữ ngây thơ khả ái và ba thanh niên tuổi không lớn nhưng đều có cảnh giới tiên thiên đang nói nhỏ với nhau, một tên võ giả trong đó khổ sở nói, thiên giao, ngươi đi tìm liên nguyệt hải làm gì ta đã sớm nói với ngươi liên nguyệt hải chỉ là đồ nhà quê xuất thân địa phương nhỏ bé gia nhập thất hùng hội ta đã có rắp tâm bất lương hiện tại đột nhiên biến mất nói không chừng hắn cầm thứ gì đó và đột nhiên chạy mất a à, hai tên võ giả khắc phụ họa đúng vậy thiên giao ngươi dẫn theo chúng ta vụng trộm chạy tới nơi này nếu như hội chủ phát hiện sẽ trừng phạt chúng ta nếu không chúng ta nhân dịp hội chủ không phát hiện đi về thôi ba người trẻ tuổi đều là tuấn kiệt của thất hùng hội thế hệ hiện tại, hơn nữa bậc cha chú cũng là lão nhân trong thất hùng hội, cho nên từ nhỏ lớn lên cùng với Trầm Thiên Giao, trong lòng sớm sinh tâm ái mộ, nhưng làm người ta tức giận chính là ba người không có cạnh tranh với nhau, Trầm Thiên Giao lại ái mộ liên nguyệt hải xuất thân tầm thường. Từ đó Trầm Thiên Giao Thanh Mai trúc mã với ba người ném bọn họ đi tìm Liên Nguyệt Hải. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.